Lưu Tước thấy Từ Học Bình chĩa thẳng mũi giáo vào tập đoàn Long Hoa, và La Quy Nguyên, có chút tức giận vì chống lưng cho Trương Chi Hành mà Từ Học Bình đích thân tới Tân Vu hỏi tội, thế này chẳng phải loạn sao, cái gì cũng phải có phép tắc chứ, ông ta là cấp trên trực tiếp của Trương Chi Hành, nếu vậy sau này còn làm ăn gì nữa, chẳng lẽ phải nhìn mặt Trương Chi Hành làm việc, nên phân bua hộ La Quy Nguyên. Thưa tỉnh trưởng, chuyện đê bao thành phố tôi có biết, mặc dù năm ngoái có tu sửa, nhưng do quản lý không thỏa đáng, cho nên để nhiều xe tải trọng quá quy định đi qua, làm mặt đê tổn hại nghiêm trọng, cho nên thành phố đầu năm nay bỏ tiền ra sửa lại, đồng thời lệnh ban ngành có liên quan tăng cường quản lý. Nói như vậy là đồng chí đích thân tới thị sát rồi. Từ Học Bình lạnh lùng nhìn ông ta, tưởng Lưu Tước tới lúc này còn muốn lừa dối, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu chẳng phải đã tra khá rõ quan hệ và Lưu Tước và La Quy Nguyên thì Từ Học Bình đã phát tác ngay tại chỗ. Giang Thượng Nguyên thì thông minh hơn, dù không rõ thực tế, nhưng nếu không có cơ hội đánh một đòn hạ gục kẻ địch, cha con họ Trương sao để Từ Học Bình đích thân ra mặt được. Nên kiểm điểm ngay. Báo cáo tỉnh trưởng, tôi tới Tân Vu, công tác chưa đi sâu đi sát, năm ngoái đê bao thông xe tôi có tới, sau đó tuy nghe một số nghị luận, nhưng chỉ nhắc phó thị trưởng chủ quản vài lần, không đích thân tới thị sát. Công tác có thiếu sót, tôi xin kiểm điểm với tỉnh trưởng. Từ Học Bình phất tay, ông không có kiên nhẫn nghe mấy lời quan liêu này, mà Giang Thượng Nguyên chỉ ít hơn ông vài tuổi, không cần thiết làm kiểm điểm như học sinh tiểu học. Lưu Tước bị Từ Học Bình nhìn chằm chằm, trong lòng thấp thỏm, nghe Giang Thượng Nguyên kiểm điểm thực chất là chối bỏ trách nhiệm, thầm tức giận, ngậm miệng không nói nữa. Từ Học Bình mặt âm trầm, không khí trong xe đột nhiên như đóng băng. Rời đường quốc lộ, xe đi thẳng vào nội thành. Rẽ vào đường Thành Hà, xa xa nhìn thấy đê bao, nhìn từ mé bên trong, chỉ thấy bờ đê cao lớn sừng sững, bên mép đê còn có bồn hoa tươi màu, tuyệt đối không thể là công trình rỗng ruột được. Đi tới con đường sát đê, Từ Học Bình không nói một lời tự mở cửa xe đi xuống, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước theo sau. Lúc này hai người bọn họ mới biết Trương Khác ở xe đằng sau, Giang Thượng Nguyên thì chẳng ngạc nhiên, ông ta biết thân phận thực của Trương Khác. Còn Lưu Tước càng nhận định rằng Từ Học Bình tới Tân Vu hoàn toàn vì chống trưng cho Trương Chi Hành, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Mọi người đi xem đi, tôi ở lại đây. Từ Học Bình không nghe thấy, ông đã nóng lòng leo được một nửa đường, căn bản không để ý tới đằng sau. Cái đê bao này Lưu Tước đương nhiên phải có trách nhiệm, nhưng truy cứu trực tiếp cũng chỉ tới La Quy Nguyên, Lưu Tước hẳn bị che mắt. Lưu Tước và La Quy Nguyên trong công tác có rất nhiều xung đột, lúc này lại lên tiếng bất bình cho La Quy Nguyên. Đúng là chính trực tới buồn cười, nhưng còn bộc lộ ra thứ khác của ông ta đó là lạc hậu, bảo thủ, quan liêu và năng lực yếu kém. Trương Khác đi sau Giang Thượng Nguyên, thấy ông ta ý thức được vấn đề mà lại bỏ mặc Lưu Tước, chắc là muốn Lưu Tước mất hết thể diện, liền nói. Thị trưởng Lưu nhìn vấn đề quá hẹp hỏi rồi, là vãn bối, tôi nói câu này đương nhiên không thích hợp, song thị trưởng Lưu muốn giận, tôi thấy cứ chịu khó lên mặt đê một chuyến rồi hắng giận. Cho dù lời này do Trương Chi Hành nói ra cũng có hơi vượt quá thân phận, huống hồ là Trương Khác, mặt tím tái nhìn y chằm chằm, đương nhiên không dám quát tháo trước mặt Từ Học Bình, âm trầm xuống dưới đê. Từ Học Bình xuống dưới đầu tiên, thấy bờ đê tu sửa từ đầu năm mà đã có vết nứt toang hoác, nhìn rõ cả bên trong, lòng hết sức lo lắng, bất chấp mé ngoài đê không có bậc thang để xuống, cúi người hai tay áp sát mặt đê, trượt xuống dốc. Giang Thượng Nguyên leo lên hết bậc thang đã thở hồng hộc. Chống tay đầu gối nhìn mặt đường mới tu sửa đầu năm mà đã lồi lõm, nứt nẻ, quay đầu nói với Lưu Tước. Đây chẳng lẽ vì bên giao thông quản lý không thỏa đáng? Thấy Từ Học Bình thuận theo dốc đê đi xuống, vội vàng chạy theo mới phát hiện không có bậc thang, dốc lại thẳng, vội hô. Tỉnh trưởng, cẩn thận. Từ Học Bình không để ý tới ông ta, Lục Văn Phu và Lý Nghĩa Giang theo sát rồi, muốn ngã cũng khó. Ông ta chỉ nóng lòng muốn biết đê bao Tân Vu tệ hại tới mức nào. Lưu vực Tiểu Giang tổng cộng có hơn 1.000 km đê, rốt cuộc có bao nhiêu công trình rỗng ruột thế này. Lưu Tước lên tới mặt đê mới biết chuyện không đơn giản như ông ta tưởng tượng, hết sức hối hận vì những lời nói trên xe, đúng là ngu hết thuốc chữa, vội vàng theo xuống mé kia bờ đê, đi được vài trăm mét liền nhìn thấy một vết nứt lớn khủng khiếp kéo dài dọc chân đê tới tận trên bờ đê, có thể thấy rõ kết cấu đê đã biến dạng rõ ràng. Từ Học Bình lạnh lùng nhìn hai người Giang, Lưu vẫn không nói câu nào. Tiếp tục đi về phía trước, nơi này gần con đường chủ yếu nhất của Tân Vu nên tình hình không quá thảm. Tiếp tục đi chừng 1 km, tình hình càng thêm tồi tệ. Từ Học Bình đi hơi vội, trượt chân, tuy có người đằng sau đỡ lấy, nhưng chân phải vẫn trượt xuống sông, ống quần ướt tới gối. Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước sắc mặt rất khó coi,
muốn khuyên Từ Học Bình lên xe ngồi đi xem toàn bộ công trình, song không dám mở miệng, nhìn sắc mặt của ông là biết có thể chửi mắng người ta bất kỳ lúc nào. Đi tới một đoạn ống cống chảy ra sông, miễn cưỡng có thể leo lên được mặt đê, đi dưới bãi sông đá sỏi, ngay Trương Khác cũng thấy phải cố gắng hết sức, Từ Học Bình còn ngã tới mấy lần, cuối cùng phải để nhân viên công tác dìu đi. Lên mặt đê, Từ Học Bình không hề khách khí chỉ thẳng mặt Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước quát. Con đê này làm sao che chắn được cho 30 vạn dân Tân Vu? Đây là hành vi phạm tội với người dân. Vấn đề này thành ủy chính phủ Tân Vu xử lý sao đây? Từ Học Bình này sẽ ở đây xem hai đồng chí xử lý chuyện này ra sao? Tôi tới đây không phải để bới móc công tác của các đồng chí, mà vì có một cái gai đâm vào tim 30 vạn người dân Tân Vu, tôi không học được cách khoanh tay ngồi nhìn như các đồng chí. Giang Thượng Nguyên không dám giải thích gì, Lưu Tước càng câm như hến. Từ Học Bình tuy chỉ trích nghiêm khắc, nhưng vẫn giao quyền xử lý cho phía Tân Vu, còn ông về xe nghỉ ngơi. Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước qua một bên thương lượng xem xử lý ra sao, Từ Học Bình ở bên theo dõi, nếu còn muốn qua loa, ngay bản thân cũng liên lụy. Lưu Tước lúc đầu lên xe nói sai, giờ càng không dám hàm hồ, thì xe giữ tướng là nhất định rồi, thảo luận một lúc, quyết định không thông báo cho La Quy Nguyên, gọi những người phụ trách ban ngành có liên quan tới họp tại hiện trường, tạch bạch rõ trách nhiệm, tội kẻ nào kẻ nấy chịu. Giang Thượng Nguyên căn dặn xong, cuối cùng cảnh cáo nhân viên công tác. Chỉ cần thông báo cho người có liên quan tới đây là được, ai dám nói năng lung tung, cẩn thận tôi xử người đó. Tiền Văn Quý biết La Quy Nguyên chuyến này khó giữ mình rồi, cho dù có chút giao tình, cũng không thể bắn tin trước mặt thư ký của Lưu Tước, liền dựa theo danh sách hai vị lãnh đạo thương lượng ra, thông báo bọn họ tới họp. Người phụ trách kiến thiết thành phố, giao thông, thủy lợi nhận được thông báo, đều không biết Từ Học Bình đã tới Tân Vu, đến nơi chỉ nhìn thấy mặt đường be bét, không ý thức được vấn đề kết cấu chủ thể đê bao, còn cười nói với nhau. La Béo, hôm nay ông còn dám đẩy trách nhiệm lên đầu bên quản lý giao thông chúng tôi thì phải liên tục một tháng mời tôi tới hộp đêm Hoàng hậu tiêu giao đấy. Con mẹ lão khỉ gầy, lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm phạt xe, có gan thì đừng để xe cắt xe đá của Long Hoa lên đê, dù đường bờ đê có vấn đề, nhưng đường Thanh Giang tới đường Hoa Thái có con đường nào tử tế chứ. Còn muốn tới Hoàng hậu tiêu giao một tháng, bằng cái cơ thể còm nhom này của ông, chịu nổi không hả? Một đám người vừa cười nói chửi mắng nhau lên đê, tới mặt đê mới thấy không chỉ có xe của Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước, còn có mấy cỗ xe màu đen của tỉnh. Người trong quan trường đều rất mẫn cảm với biển số xe. Nhất là ai có biển số nào là chú trọng nhất, biển số xe đại biểu cho đẳng cấp trên quan trường. Tức thì nhận ra chuyện quá nghiêm trọng rồi, không khí trở nên nặng nề. Chương 390, Lương Chi. Từ tỉnh thành tới Tân Vu thế nào cũng tốn 4-5 tiếng. Hiện giờ mới là 10 giờ, vậy bọn họ phải xuất phát sớm tới mức nào? Cục trưởng Cục Giao thông Cao Minh ỷ vào quan hệ thân thiết với Lưu Tước, hỏi nhỏ. Ngồi trong xe có phải là tỉnh trưởng đại nhân không? Nói thừa thãi làm gì, đưa di động hết cho tôi rồi họp. Lưu Tước hận không thể lột ra đám người này, trước kia do Cao Minh chủ động ôm trách nhiệm đường đê hư hại vào Cục Giao thông nên ông ta mới đồng ý cấp tiền tu bổ. Ai mà ngờ chuyện hoàn toàn khác hẳn. Xem ra trung tầng Tân Vu bao che lẫn nhau, có chuyện chia sẻ trách nhiệm đã thành quy tắc. Nếu vung gậy đánh xuống, mỗi người sẽ đều ghé tới chịu một phần, kết quả tất cả đều yên ổn ngồi nguyên vị trí của mình. Đám người nắm thực quyền ban ngành Tân Vu này giờ mới chính thức hiểu ra chuyện lớn rồi, nộp di động là chặn đứng khả năng trong cuộc họp có người bắn tin cho nhân vật quan trọng trốn đi. Trừ hai chiếc xe con, căn phòng chính phủ tỉnh còn phái một chiếc xe du lịch đi theo, Từ Học Bình ngồi trong xe du lịch nghỉ ngơi. Nhìn cảnh cãi vã ở bên ngoài, hiện trạng tỉnh hiện thời làm trong lòng ông có chút cảm giác bi thương. Đợi gần trưa Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước mới tới báo cáo tình hình cuộc họp. Thành phố quyết định triệt để điều tra việc này, trước tiên là bắt đầu từ tập đoàn Long Hoa. Xét thực tế mùa lũ sắp tới, thành phố bỏ nhân lực, vật lực ra cố đoạn đê này, đợi qua mùa lũ mới chuyên gia tiến hành kiểm tra đê bao, mau chóng có câu trả lời cho tỉnh. Trương Khác ngồi trong góc xe du lịch, khẽ thở dài. Không nói gì cả. Từ Học Bình vỗ tay vịn, nói. Tỉnh không cần câu trả lời, các đồng chí phải trả lời cho nhân dân Tân Vu. Các đồng chí chuẩn bị tra bao lâu, một tháng, ba tháng hay một năm, hay tới khi phủi đít bỏ đi, để đốn hỗn loạn này cho người khác tra. Giang Thượng Nguyên cẩn thận nói. Thưa tỉnh trưởng, khó khăn rất nhiều, chủ yếu vì nghĩ tới mùa lũ tới gần, nhưng tôi đảm bảo với tỉnh trưởng, chuyện này tôi tuyệt đối không bao che, giấu giếm.
đồng chí tất nhiên không bao che, giấu giếm vì đồng chí còn muốn an ổn ngồi ở cái ghế này. Từ Học Bình nổi giận xuống xe, chỉ vào đám đầu não ban ngành đứng đó không xa, giọng nghiêm khắc. Cha ngay hôm nay, ngay lúc này, ai nói có khó khăn thì nhường ghế cho người khác có năng lực làm. Giang Thượng Nguyên bị Từ Học Bình giáo huấn cho không dám ho he gì nữa, lúc này chỉ có Trương Khác và đám Lục Văn Phu có thể lên tiếng trước mặt Từ Học Bình, thấy ông đi thẳng tới phía đám đầu não các ban ngành, Giang Thượng Nguyên thò đầu vào xe kể khổ. Điều tra là chắc chắn rồi, nhưng cha thế nào, cha tới đâu là dừng, không thể để đám người ngoài nghề chúng tôi quyết định bừa bãi được, phải tổ chức chuyên gia nghiên cứu phương án điều tra. Hay là chúng ta khuyên tỉnh trưởng ăn trưa trước đã, đợi buổi chiều mới an bài chuyện điều tra. Bí thư Giang không cần qua phiền não, chuyên gia tham dự thiết kế đề bao trước kia được tôi giúp bí thư mời tới rồi, còn có một người dân nhiệt tình của thành phố Tân Vu, bí thư và thị trưởng nhất định phải gặp một chuyến. Trương Khắc thản nhiên nói. Giang Thượng Nguyên đã biết cha con Trương Chi Hành muốn cho La Quy Nguyên một đòn chí mạng, không cho ông ta cơ hội phản kháng. Lại nghĩ La Quy Nguyên dám làm càn thế này cũng là tự chuốc lấy diệt vong, nếu con đê này mà xảy ra vấn đề, mình và Lưu Tước còn chẳng phải chết chùm sao. Nhưng giờ bù đắp chưa phải là quá muộn. Vậy mau mời họ tới, tôi không còn mặt mũi nào đứng trước tỉnh trưởng nữa. Trương Khác lấy di động gọi Phó Tuấn lái xe lên đê. Vì mở cuộc họp ngay tại hiện trường, đoạn đê này đã được phong tỏa, mà không phong tỏa thì hiện cũng rất ít xe đi lên đây, chỉ nhìn vết nứt trên đường là không ai dám đi qua lần thứ hai nữa. Giang Thượng Nguyên đang suy nghĩ xem người dân nhiệt tình mà Trương Khác nói là ai, chắc chắn phải là một nhân chứng trực tiếp. Xe dừng lại, Phó Tuấn xuống xe trước mở cửa sau ra, khom người chui vào, lấy một cây gậy, tiếp đó đỡ một người trung niên gầy gò què chân đi tới, đằng sau có hai người trung niên đeo kính ôm một đống giấy tờ xuống xe. Phó Tuấn giới thiệu giúp người trung niên què chân kia. Vị này là tỉnh trưởng Từ, đây là bí thư Giang. Tỉnh trưởng Từ, bí thư Giang, thị trưởng Lưu, đây là... Để tôi tự giới thiệu là được rồi. Người trung niên không để Phó Tuấn đỡ nữa, chống gậy dưới nách. Nhìn các đại nhân vật một vòng, chẳng tỏ ra e sợ, nói lớn. Tôi là Lưu Căn Trụ, đội trưởng đội công trình thông Hoàng Tử Lăng, trấn Thành Quang, thành phố Tân Vu, từ tháng 10 năm 94 tham dự xây dựng đê bao đoạn trấn Thành Quan, tới tháng 5 năm 95 công trình kết thúc, vì lương tâm bất an, nên thu thập tài liệu tố cáo tập đoàn Long Hoa trong quá trình xây dựng bớt xét vật liệu, tạo thành công trình rộng ruột chưa từng có trong lịch sử Tân Vu, tài liệu được giao cho Cục Thủy Lợi xử lý, Cục Thủy Lợi chỉ dùng một ngày là ra phán quyết tôi bịa đặt. Vu cáo, về sau lấy tội danh tôi phát tán tin đồn. Phá hoạt trị an xã hội, bị chi cục công an thành quan giam giữ 10 ngày, trên đường về bị một đám thanh niên cưỡi xe mô tô dùng gậy sắt đánh què chân trái. Tôi không hiểu, một người dân bình thường sống dưới lá cờ đỏ muốn có chút lương tâm vì sao lại khó khăn như thế. Hôm nay trước mặt các vị đại lão gia, Lưu Căn Trụ tôi tố cáo một lần nữa, từ chỗ tôi đứng đây đào xuống, nếu không tra ra vấn đề, thì tôi lập tức nhảy xuống sông. Không bôi nhỏ Tân Vu trước mặt tỉnh trưởng nữa. Trương Khác không đành lòng nghe tiếp, trốn vào trong xe, so với lương tri của một người dân bình thường, mình thực sự quá đắn đo do dự rồi. Giang Thượng Nguyên không kìm được xúc động, quay sang thấy hai hàng lệ đục ngầu trên má Từ Học Bình chảy xuống, ông đi tới nắm chặt tay Lưu Căn Trụ, dìu Lưu Căn Trụ vào trong xe, không nhìn đám quan viên Tân Vu lấy một cái. Lưu Tước ngần ngừ hỏi. Bí thư, làm sao bây giờ? Phá đê kiểm tra. Giang Thượng Nguyên hạ quyết tâm nói lớn. Thị trưởng, lập tức người phá đê, ngay bây giờ. Vấn đề đê bao nếu không tra rõ, để nó thành vụ án hồ đồ, tôi sẽ là người từ chức đầu tiên. Ngoài ra lập tức thông báo toàn thể thành viên thường ủy tới đây họp, đây không còn đơn giản là vấn đề ăn bớt vật liệu nữa. Một người dân có lương tri muốn phản ánh vấn đề, nhưng an toàn nhân thân lại bị uy hiếp. Đó là cái gì? Đó là xã hội đen. Cần thiết thì mời người phụ trách cục công an cùng đại đội cảnh sát vũ trang tới tham gia. Một đội công trình ở gần đó cùng với máy móc vật dụng được điều tới, trời đổ mưa, trong tiếng sấm rền vang, máy móc bắt đầu thọc sâu vào vết nứt lòng đường. Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước chẳng phải chuyên gia thủy lợi gì, nhưng vẫn hiểu được tài liệu thiết kế đê được làm đơn giản, liên tục đào sâu 6 chỗ trên đê, thì ngay cả người không có kiến thức cũng biết vành đai sắt Tân Vu mà La Quy Nguyên tuyên bố sau khi đi thị sát đê phải gọi là vành đai đậu phụ mới chính xác. Chỗ đê bị phá ra đáng lẽ phải kết cấu phòng lũ bằng bê tông cốt thép, thì lại không thấy được một mẩu sắt nào, chỉ cần Thượng Du Tiểu Giang có một trận lũ hơi lớn một chút thôi, con đê này sẽ gây ra thảm họa diệt vong. Lúc này mặt Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước không còn chút máu nào,
bọn họ không ngờ tập đoàn Long Hoa cả gan như thế, biến công trình tính mạng của Tân Vu thành công trình rỗng ruột. Mấy năm qua do Thượng Du Tiểu Giang hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi hết sức nghiêm trọng, còn đề xây dựng thập niên 50 của Tân Vu đã không còn đáp ứng được nhu cầu phòng lũ ngày càng nghiêm trọng nữa, nên mới trích tiền từ tài chính thành phố ra làm đê bao này. Một khi đê vỡ, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước biết cái mũ ô sa trên đầu tuyệt đối không giữ nổi, còn chưa biết tuổi già có bị rơi vòng tù tội hay không. Hai người bọn họ thảo luận qua quyết định triệu tập Phó Thị trưởng Thường vụ La Quy Nguyên, Bí thư Kỷ ủy Thượng Phúc Xuân tới. Chương 391, không làm thanh thiên được. Không hề có ý thương lượng với họ, Giang Thượng Nguyên tuyên bố thẳng thừng. Theo điều tra sơ bộ hôm nay, đê bao thành phố có vấn đề nghiêm trọng tới mức người ta nhìn mà khiếp sợ. Lần này thành ủy tuyệt đối không nương tay. Tôi kiến nghị các đồng chí của Cục Công an và Đại đội Cảnh sát Vũ trang Liên hiệp áp dụng biện pháp cưỡng chế với người có trách nhiệm liên quan, sau đó mời chuyên gia Sở Thủy lợi tỉnh hiệp trợ chúng ta điều tra, nhất định phải làm rõ vấn đề mới thôi. Ông ta càng nói càng quyết liệt. Bắt đầu từ giờ sẽ do đích thân tôi làm chỉ huy bộ tổng chỉ huy chống lũ, thị trưởng Lưu làm phó chỉ huy. Phó thị trưởng La vốn đảm nhiệm chỉ huy sẽ rút bỏ chức vị này, ngoài ra công tác chính phủ cũng phải điều chỉnh, mảng phó thị trưởng La phân quản sẽ do phó thị trưởng khác đảm nhận. Phó thị trưởng La chuyên tâm làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống lụt bão. Đê bao thành phố phát sinh ra sự việc nghiêm trọng như thế này. Cục trưởng Cục Thủy lợi Tiêu Đại Vĩ không thoát được tôi đề nghị triệt tiêu toàn bộ chức vụ của Tiêu Đại Vĩ. Ý kiến của tôi là thế, có đồng chí nào có ý kiến bất đồng hay có kiến nghị tốt hơn không? Lúc này Giang Thượng Nguyên, La Tước thấy vấn đề nghiêm trọng đến thế, nhìn La Quy Nguyên chỉ muốn ăn sống nuốt tươi ông ta, Lưu Tước bổ sung. Vụ án cưỡng bức phát sinh ngày 23 ở nhà khách chính phủ, cũng mời Cục Công an lập tức áp dụng hành động cưỡng chế với những người có liên quan. Đồng chí Mạnh Hạo không còn thích hợp với vị trí hiện tại nữa, kiến nghị đồng chí ấy tới hiệp trợ bộ chỉ huy phòng lũ. Sự bổ sung này của Lưu Tước không khác gì đòn chí mạng giáng vào La Quy Nguyên, bất kỳ ai cũng biết Lưu Tước muốn làm triệt để, Giang Thượng Nguyên khôn khéo tạm thời chỉ nhắm vào hệ thống thủy lợi, nhưng Lưu Tước là người chính trực ông ta quyết không cho La Quy Nguyên ung dung dưỡng lão. La Quy Nguyên sắc mặt trắng bệch, không dám nói một câu phản đối. Bên này thảo luận song song. Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước chạy tới đem quyết định nói với Từ Học Bình, xin ý kiến của ông. Từ Học Bình chỉ nói, tôi tôn trọng quyết định của Thành ủy Tân Vu, tôi sẽ về báo cáo cho Bí thư Đào Tấn, rồi theo dõi tình hình trên tỉnh. Giang Thượng Nguyên quả quyết, đợi qua mùa lũ, Thành ủy Tân Vu sẽ tổ chức chuyên gia nghiên cứu một phương án chắc chắn, đảm bảo đê bao thành phố năm xưa thực sự thành tường phòng hộ thực sự của Tân Vu. Từ Học Bình chỉ Lưu Căn Trụ nói, vấn đề của đồng chí ấy, Thành ủy Tân Vu phải nghiêm túc giải quyết. Giang Thượng Nguyên nắm tay Lưu Căn Trụ. Tôi đại biểu Thành ủy Tân Vu xin lỗi đồng chí cứ yên tâm, quyết tâm diệt trừ tội ác của Thành ủy Tân Vu chưa bao giờ dao động. Trương Khác ngồi trong góc xe không nói lời nào, chỉ coi như nghe thấy câu nói đùa, còn với quyết định của Lưu Tước, thì mừng rỡ, xem ra Tân Vu còn quan viên có lương chi, đồng thời Lưu Tước truy kích La Quy Nguyên, cũng có thể phân chia bớt áp lực phần nào cho cha. Đối với Lưu Căn Trụ mà nói, chân ông ta bị tàn phế rồi, đám Trương Nhi Lập bị xử tội ông ta có thể được bồi thường dân sự, đó mới là điều quan trọng nhất, mấy câu xin lỗi, hứa hẹn chót lưỡi đầu môi có ích gì. Động tĩnh trên đê thu hút không ít quần chúng xung quanh vây xem, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. 5 giờ chiều, Cục Công an và Đại đội Cảnh sát Vũ trang Liên hiệp hành động, nhanh chóng khống chế Trương Nhi Lập cùng người phụ trách có liên quan của tập đoàn Long Hoa, đám La Văn, Mạnh Minh cũng bị bắt về điều tra. Giang Thượng Nguyên tới mới từ Học Bình xuống đê nghỉ ngơi, mọi người tới giờ chưa ăn cơm, bụng đói lắm rồi. Không cần. Từ Học Bình phất tay. Tôi phải về tỉnh. Tính cách cứng rắn của Từ Học Bình nổi danh toàn tỉnh rồi, với lại hôm nay xảy ra chuyện này, chẳng ai còn mặt mũi nào chiêu đãi ông nữa. Trương Khác biết Từ Học Bình nóng lòng muốn dùng việc này làm chỗ đột phá, thúc đẩy công tác thanh tra đê phòng lũ của tỉnh, không muốn trì hoãn ở đây một phút nào. Trương Khác gọi điện cho Mã Hải Long, bảo hắn chuẩn bị chút thức ăn nhanh đợi trạm thu phí, y cùng hai vị lãnh đạo thành phố tiễn Từ Học Bình tới đó. Khi trở về thành phố, Giang Thượng Nguyên mời Trương Khác lên xe, còn đuổi Tiền Văn Quy sang xe khác, nói với vẻ vừa thân thiết vừa trách móc. Có chuyện gì kỳ thực cháu có thể thông báo trước với bác một tiếng mà, chuyện lớn như thế, bác không ủng hộ sao được. Trương Khác biết màn tranh giành nữ nhân mà y bày ra chỉ có thể giấu được quan viên trung tầng Tân Vu. Không hy vọng qua mắt hạng lọc lõi như Giang Thượng Nguyên, thầm nghĩ,
nếu hôm nay không có bác tử đích thân tới đây theo dõi, cùng lắm chỉ có thể đập vỡ đê làm lại, chứ muốn có kẻ chịu trách nhiệm thì khác gì nằm mơ nói mộng. Trương Khác làm ra vẻ áy náy nói. Nhất thời nóng lòng không kịp suy nghĩ kỹ càng, gây thêm rắc rối cho bí thư rồi. Không rắc rối, thế nào cũng tốt hơn là để đê sập mới phát hiện ra. Giang Thượng Nguyên thở dài. Chuyện rất cấp bách, mới có 3 ngày mà. Trương Khác biết ông ta ám chỉ ngày mình xông vào khách sạn Thiên Vân, hiển nhiên đòn chí mạng này phải có mục đích chuẩn xác nhắm vào trước đó. Thường ngày tôi không có nhiều việc để làm, học tập cũng không nghiêm túc, rảnh rỗi đi giao lung tung, phát hiện đê bao thành phố là một ẩn họa, mối ẩn họa này ra không khó, nhưng chẳng muốn vì nó mà rước thêm một đống kẻ địch, ba tôi cũng đủ vất vả rồi. Giang Thượng Nguyên nghĩ mình sắp 60 tuổi đầu, lại đi chơi thủ đoạn với một đứa nhóc chưa tới 20, ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng trước kia nghe về Trương Khác qua người khác chỉ thấy ngạc nhiên, không có cảm nhận sâu, giờ xem ra y còn khó dây hơn cha y nhiều. Xe đi qua trấn Thành Quan, nghe thấy phía trước có tiếng nổ pháo nổ đi đùng, Giang Thượng Nguyên muốn kiếm chủ đề làm hòa hoãn không khí, nói. Hôm nay là ngày vui gì mà nhiều người đốt pháo thế nhỉ? Trương Khác cũng chẳng biết hôm nay là ngày lành tháng tốt gì. Nếu vì chuyện đê bao thành phố thì đúng là một ngày vui đáng ăn mừng. Đội xe tiếp tục đi về phía trước, tiếng pháo nổ không ngừng, ngược lại ngày càng rộn rã, người ra đường cũng ngày một nhiều, nhìn thấy chiếc xe số 1 thành ủy, liền đứng lại vỗ tay, cách cửa kính cũng nghe thấy rõ ràng. Chiếc xe Tiền Văn Quý đi phía trước chậm lại, đi ngang với xe của Giang Thượng Nguyên, gọi điện thoại sang. Bí thư và thị trưởng chủ trì triệt để điều tra đê bao thành phố, cùng việc bắt đám người Trương Nhi Lập, La Văn đã truyền khắp thành phố, mọi người đều rất vui mừng, tự phát tổ chức đốt pháo ăn mừng. Bí thư, hay là bí thư xuống xe nói vài lời với quần chúng. Giang Thượng Nguyên quay lại nhìn Trương Khác, thấy mặt y chẳng biểu lộ tình cảm gì, quay sang phất tay với Tiền Văn Quý. Bỏ đi, vụ án chưa bắt đầu điều tra, mặt mũi nào ăn nói với người dân. Nếu chẳng phải có Trương Khác ở đây ông ta sẽ xuống xe ngay, nhưng không muốn một thiếu niên nhìn thấu nội tâm đầy dục vọng được bao bọc tầng tầng lớp lớp. Trên đường người hô Giang Thanh Thiên, người thì hô Lưu Thanh Thiên. Giang Thượng Nguyên cười tự chào. Cái thời buổi này không thể làm Thanh Thiên được. Trương Khác biết ông ta nói một câu hay ý, mỉm cười đáp. Tuổi già dưỡng lão, chưa chắc không phải là một an ủi. Giang Thượng Nguyên nghiền ngẫm lời của Trương Khác, lăn lộn quan trường bao năm, chỉ biết Thanh Thiên không thể làm, quên mất tuổi già dưỡng lão, phát sinh loại chuyện này, muốn nhảy khỏi Tân Vu khó càng thêm khó, quy định giới hạn tuổi với việc bổ nhiệm quan viên của TW ngày càng thêm khắt khe. Đem Tân Vu thành nơi dưỡng lão của mình chưa chắc không phải điều tốt, nếu có quyết tâm dưỡng lão rồi, sợ gì tiền đồ đứt đoạn. Giang Thượng Nguyên khẽ thở dài. Lần này ba cháu về Hải Châu làm việc đã xong chưa? Việc này cháu không biết. Trương Khác quay lại ngữ khí thân thiết, thấy bệnh viện của Đại học Y ngay trước mắt, nói. Cháu dừng lại cổng bệnh viện, không bồi tiếp bác Giang nữa. Chương 392, trong bệnh viện. Trương Khác bảo Mã Hải Long đưa Lưu Căn Trụ về nhà, y và Phó Tuấn tới bệnh viện. Lúc này chân trời chỉ còn lưu lại màn ánh hồng sắp tàn, mặt đã khuất sau những tòa nhà xa xa, không khí có chút buồn bã chẳng giống đám đông đang vui sướng dưới kia. Trương Khác đi lên bậc khoa tổng hợp thì thấy Địch Đan Thanh ở đằng sau gọi, quay đầu lại thấy chiếc Zeta của cô, bên trong là mẹ Vệ Lan đang ôm mấy hộp thức ăn. Trương Khác đứng lại đợi bọn họ tới, quan tâm hỏi. Chị Địch. Vệ Lan hiện giờ sao rồi? Vẫn không chịu ăn cơm, mấy ngày qua toàn dựa vào truyền đạm duy trì, buổi chiều nghe nói La Văn bị bắt mới nói đói bụng. Địch Đan Thanh chỉ vào mấy hộp thức ăn trong lòng mẹ Vệ Lan. Nên chúng tôi vội đi làm ít thức ăn. Trương Khác nghe mà lòng chua xót, chuyện Vệ Lan tuyệt thực y đã được nghe mẹ kể, cha mẹ Vệ Lan không dám đứng lên đòi công bằng cho con, Vệ Lan lòng mang uất hận đau đớn không giải tỏa được, hiện giờ nếu đã nói đói, chắc không sao nữa. Cùng bọn họ đi vào, mới 3 ngày thôi mà làn da tươi mịn đã xuống sắc hẳn, Vệ Lan gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn, nhưng đôi mắt càng sáng, Trương Khác trêu. Khuôn mặt chị Vệ Lan vốn hơi bụ bấm kiểu trẻ con, giờ thành thiếu nữ tiêu chuẩn rồi. Chạy tới đây chỉ biết ba hoa. Lương Cách Chân mấy ngày qua hôm nào cũng tới bệnh viện thăm Vệ Lan, giơ tay lên véo miệng Trương Khác, không cho y nói ba lăng nhăng. Ba con bao giờ mới về? Giờ này về vội làm gì ạ? Điều tra đê bao có phải chuyện hay ho gì đâu mẹ, chắc 2 ngày nữa ba về. Trương Khác thuận miệng đáp, thấy mẹ Vệ Lan mở hộp thức ăn ra, một mùi thức ăn thơm phức luồn vào mũi,
khiến bụng kêu loạn lên. Vệ Lan che bụng, xấu hổ không dám nhìn ai, lại nghe có cái bụng còn kêu to hơn mình, không nhịn được phì cười. Trương Khát xoa đầu nói. Tôi và Phó Tuấn từ trưa tới giờ chẳng có nổi một hạt cơm vào bụng. Thò đầu thấy trong hộp lượng thức ăn rất nhiều, còn có một cặp lồng cháo gà. Chị Vệ Lan hiện giờ chắc chưa thể ăn cơm đâu nhỉ, dạ dày co lại, phải dần dần mới bình thường, chẳng lẽ bác sĩ không nói à? Có nói rồi, nó chỉ uống cháo được thôi. Mẹ Vệ Lan hơi ngại nói. Tiểu Lan nó nói tôi làm món ăn ngon, chỉ ngửi thôi cũng tốt rồi. Thế à? Trương Khác mừng húm. Vậy để cháu thử xem nào. Lấy luôn cái thìa duy nhất chuẩn bị cho Vệ Lan, rất tự nhiên múc một thìa canh cho vào miệng, còn rối rít bảo Phó Tuấn. Không tệ chút nào, anh mau tìm hai đôi đũa tới đây, dù sao chị Vệ Lan cũng không thể ăn được, chúng ta không thể lãng phí thức ăn, phải tội với ông trời. Biến, có đứa nào như con không, có phải làm cho con ăn đâu. Lương Cách Chân cười đánh con. Không sao, cậu ấy thích là tốt rồi, không đủ tôi về làm thêm. Mẹ Vệ Lan vui vẻ nói. Địch Đan Thanh nhìn Vệ Lan che miệng cười, lại nhìn Trương Khác, đúng là một chàng trai rất tinh tế khéo léo, xem ra trước kia mình hiểu lầm cậu ta không ít. Không khí trong phòng nhẹ xuống hẳn, tựa hồ làm người ta quên đi chuyện không hay xảy ra mấy ngày qua, hoặc có lẽ nói là ác mộng có lẽ thỏa đáng hơn. Phó Tuấn chạy tới nhà ăn không chỉ kiếm hai cái đũa, mà còn mượn hai ban cơm, xới đầy ú ụ. Trong phòng bệnh không có nhiều ghế, Trương Khác đứng ở đầu giường, đặt bát lên thành giường, thưởng thức món ăn do mẹ Vệ Lan nấu, nhìn y ăn ngon lành như vậy, mình chỉ được húp cháo nhạt, Vệ Lan nuốt nước bọt hỏi. Con ăn một miếng thịt kho chắc không sao chứ ạ? Mẹ Vệ Lan muốn đi hỏi bác sĩ, Trương Khác cầm vội lấy hộp thức ăn, gắp cho Phó Tuấn hai miệng thịt kho tàu, còn lại vét hết vào bát mình, còn trắng trợn nói. Chị ấy, phải đợi sau này đã, tôi không thể ngày nào cũng tới nhà chị ăn cơm được, phải ưu tiên. Kệ Vệ Lan phòng má tức giận, quay sang nói với Vệ Lan. Bác gái, món thịt kho tàu này của bác ngon quá, cháu làm cũng không ngon thế này được, bác có bí quyết gì không, đợi lát nữa dạy cháu nhé, khi nào cháu thèm sẽ tự làm lấy ăn. Tôi có bí quyết gì đâu, cậu thích ăn cứ tìm tôi sẽ làm cho cậu ăn. Mẹ Vệ Lan cười hiền lành. Vâng. Trương Khác lùa cơm vào mồm, nhai nhồm nhòm nói. Mấy món này ngon quá, so với thức ăn mẹ cháu làm thì hơn hẳn. Đôi khi cháu rất lạ, người ta nói làm nhiều quen tay, mẹ cháu tính ít cũng có 30-40 năm lịch sử, sao chẳng tiến bộ chút nào. Hay là sau này bác tới làm cơm giúp nhà nháu, cháu thuê bác nhé. Trình độ của tôi thị trưởng Trương làm sao ăn được. Mẹ Vệ Lan ngượng ngùng nói. Được chứ ạ, với trình độ nấu ăn của mẹ cháu, ba cháu ăn không dám ý kiến, á ái. Trương Khác còn muốn nói lung tung, Lương Cách Chân đi tới nhéo lên tay. Mẹ làm thức ăn khó nuốt vậy đấy, con ăn sắp 20 năm rồi mà trên người có ít hơn người khác miếng thịt nào không? Con nói thật cũng không được à. Trương Khác gắp một miếng thịt cho vào miệng mẹ. Nếu không mẹ thử ăn mà xem, phải lấy tinh thần cán bộ đảng viên dũng cảm thừa nhận khuyết điểm nhé. Lương Cách Chân nhai một lúc gật gù nói. Đúng là không tệ, chị à, nếu chị đồng ý, tôi thực sự muốn mời chị tới nhà làm cơm đó. Địch Đan Thanh biết chuyện của Vệ Lan còn chưa hoàn toàn qua đi, tiếp theo những lời đồn đại xì xầm mới làm người ta khó vượt qua nhất, nếu mẹ cô làm việc giúp nhà Trương Chi Hành, ít nhất sẽ làm những kẻ thích xuyên tạc nói xấu người khác phải giữ mồm trước mặt người nhà Vệ Lan một chút. Trương Khác chắc chắn có ý này, vậy còn nghĩ cách vòng vèo như thế, thực là làm khó y, Địch Đan Thanh cũng giúp lời. Mẹ Tiểu Vệ làm thức ăn ngon lắm, thị trưởng Trương và dì Lương ở Tân Vu bận rộn, không có thời gian chiếu cố tới sinh hoạt. Nhưng mà chân tôi, mẹ Vệ Lan động lòng, nhân vật nhỏ như bọn họ, nội tâm thiện lương mà nhút nhát, có cơ hội cải thiện hoàn cảnh gia đình, tất nhiên là hết sức vui mừng. Không sao, nhà cháu không thích mời khách lắm, không phải ngày nào cũng phải làm cả bàn thức ăn lớn. Trương Khác húp hết hộp nước canh, chóp chép miệng nói. Cứ quyết định như thế đi, ngày mai cháu mời chị Địch đưa bác tới nhà cháu xem qua cho biết đường, chị Vệ Lan cũng tới chơi nhé. Tôi... Vệ Lan mắt ướt nhòe, muốn nói gì nhưng nghẹn ngào không nói lên lời, nhớ lại lúc mình tuyệt vọng nhất y xông vào giải cứu, cho Địch Đan Thanh có cào mặt y như lên cơn điên, y cũng ôm chặt mình không buông, cô muốn sờ lên vết thương đó của Trương Khác, không biết có đau không. Á, mẹ quên mất một việc không nói với con. Lương Cách Chân đột nhiên vỗ trán nói. Thanh Thanh nói hai ngày nữa sẽ tới chơi,
mẹ đồng ý với nó rồi, con không được rời Tân Vu đâu đấy, mau gọi điện lại cho nó đi. Bạn ấy không phải tham gia mấy lớp học thêm sao? Tốt quá, Tân Vu có nhiều chỗ hay hơn Hải Châu. Trương Khắc vội ra ngoài gọi điện cho Đường Thanh, chuyện bên này gần kết thúc rồi, còn lại đều là chuyện của người khác, nếu là lúc trước diễn vở kịch tranh giành ghen tuông, y chẳng dám để Đường Thanh tới, Đường tiểu nha đầu ngoan thì rất ngoan, nhưng không đại biểu cho cô nàng không biết ghen. Địch Đan Thanh nghe Lương Cách Chân nói tới tên một cô gái, liền hỏi. Đường Thanh có phải là cô bạn gái nhỏ của Trương Khắc không gì? Ừ, hai đứa nó từ nhỏ lớn lên bên nhau, còn có phải là cô bạn gái nhỏ hay không thì phải đi hỏi bọn chúng. Lương Cách Chân mỉm cười, bà tất nhiên biết con trai mình ưu tú nhường nào, cách làm việc lại dễ chiếm trái tim các cô gái, chuyện này nên nói rõ trước thì hơn, bà không hy vọng con trai mình thành tên công tử phong lưu. Quan trọng là bà rất hài lòng với Đường Thanh, không muốn con trai lưu tình khắp nơi, làm tổn thương Đường Thanh. Trương Khắc gọi điện xong quay lại, thấy Vệ Lan ăn cháo gà khôi phục được sức lực, tâm tình có vẻ không tệ, thời gian không sớm nữa, liền cùng mẹ rời bệnh viện. Chương 393, thua rồi. Địch Đan Thanh nói với mẹ Vệ Lan. Dì về trước đi, buổi tối cháu ở lại với tiểu vệ, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình. Chỗ này không tồi, lại còn có tiểu vệ nói chuyện. Sáng mai cháu sẽ đưa dì và tiểu vệ tới thăm nhà phó thị trưởng Trương, cháu còn chưa bái phóng ông ấy nữa. Mẹ Vệ Lan thu dọn đồ tập tễnh rời khỏi phòng bệnh, Địch Đan Thanh cởi giày ngồi lên giường, nhìn khuôn mặt buồn bã của Vệ Lan, nói nhỏ. Trương Khắc có lẽ không phải người xấu, nhưng dứt khoát là tên công tử lăng nhăng, trước khi đi mắt còn nhìn chăm chăm vào chỗ này của chị. Nói tới đó ưỡn ngực lên. Chị nói gì thế? Cậu ấy có phải công tử lăng nhăng hay không thì có liên quan gì tới em? Vệ Lan nhìn bầu ngực nảy nở cao ngất của Địch Đan Thanh, chỉ vào một góc áo lót màu đỏ cùng mảng da ngực trắng muốt lộ ra chỗ cổ áo chữ V. Chị nhìn đi, phơi cả da thế này còn không cho người ta nhìn à? Thích một nam nhân đâu có phải là chuyện gì đáng xấu hổ, Trương Khắc ấy à, nói thật nhé, không chừng chị sẽ quyến rũ cậu ta đấy, tuổi tuy ít, nhưng rất có vị nam nhân. Địch Đan Thanh cười. Ôm lấy cơ thể gầy gò của Vệ Lan vào trong lòng, thủ thỉ. Nhưng chị biết, nam nhân như thế, không phải một cô gái như chị có thể sở hữu được. Nói tới đó cô bất giác nhớ lại cô bé như đóa sen trắng mới nở trong chiều mưa đó, Đường Thanh chắc cũng là cô gái giống như vậy, năm xưa mình cũng có thời đơn thuần trong trắng. Khẽ thở dài không nói nữa. Vệ Lan nghe thấy tiếng thở dài của Địch Đan Thanh, ngẩng đầu lên. Chị sao thế, không phải chị muốn quyến rũ cậu ta thật đấy chứ? Chưa biết chừng nha. Địch Đan Thanh nháy mắt, cười giảo hoạt. Cho dù không có được trái tim của cậu ta, chiếm lấy cơ thể của cậu ta cũng tốt. Như đã hẹn trước, sáng hôm sau Địch Đan Thanh cùng Vệ Lan đưa mẹ cô tới nhà Trương Chi Hành để biết đường. Biệt thự mới của Trương Chi Hành ở gần sông Thành Hà, Địch Đan Thanh cũng chưa có cơ hội tới đó. Trương Chi Hành vừa tới nhậm chức đã mua biệt thự, xem ra chẳng phải là thanh liêm gì, nhưng hiện giờ trong lòng rất nhiều người Tân Vu. Đã không còn cái nhìn đơn giản như vậy về vị phó thị trưởng mới tới nhậm chức này như thế nữa. Ngày 23, Trương Chi Hành trở mặt với cha con La Quy Nguyên trước mặt mọi người, tất cả cho rằng quan trường Tân Vu lại có thêm vụ đấu đá không ngớt, ai ngờ hai ngày sau La Quy Nguyên trúng một đòn chí mạng không có chút sức kháng cự nào. Mặc dù trên danh nghĩa La Quy Nguyên vẫn là phó thị trưởng, nhưng mọi người đều biết, ông ta không bị vào tù đã phải thắp hương khấn vái trời đất rồi. Thủ đoạn dứt khoát gọn lẹ. Bối cảnh vững chắc của Trương Chi Hành làm người ta chố mắt, đó là suy nghĩ tuyệt đại bộ phận cán bộ trung tầng Tân Vu. Đối với người bình thường mà nói, hôm qua là một ngày hạnh phúc không thua kém gì năm mới, đấu đá thượng tầng không liên quan gì tới họ, tập đoàn Long Hoa ở Tân Vu như cái gai độc, mười mấy năm qua có ai làm chúng dụng một cọng lông nào đâu. Vậy là đám khốn kiếp tiếng tăm thối hoắc đó, đột nhiên bị bắt hết không có dấu hiệu gì báo trước. Người dân thường thậm chí không biết tập đoàn Long Hoa thua là vì chuyện đê bao thành phố. Ngày 27 Nhật báo Tân Vu dùng một góc bé tẹo cho đăng đê bao Tân Vu có khả năng tồn tại ẩn họa chất lượng lớn, người phụ trách có liên quan bị cảnh sát khống chế. Ở một trang khác, trong một cái góc rất ít được chú ý, chính phủ cho đăng công cáo điều chỉnh lãnh đạo phân quản, trừ chỉ huy tuyên truyền phòng lũ ra, La Quy Nguyên không đảm nhận bất kỳ công tác nào khác. Người có chút mẫn cảm chính trị thôi đều mơ hồ đoán ra được. Sau khi cái gai độc lớn nhất bị nhổ thì cái quả độc lớn nhất cũng bị diệt trừ, điều chỉnh công tác là một tín hiệu rõ ràng. Tìm được nhà Trương Chi Hành, trước nhà đỗ ba cỗ xe, một trong đó là xe của Giang Thượng Nguyên,
Địch Đan thanh thầm nghĩ vậy hẳn Trương Chi Hành về Tân Vu rồi, trong nhà nghe thấy tiếng con gái cười trong trẻo, hẳn là Thanh Thanh mà hôm qua Lương Cách Chân nói. Địch Đan thanh dừng xe, cùng Vệ Lan đỡ mẹ Vệ Lan xuống xe, bà ta tới để nhận việc, tất nhiên không muốn người khác chiếu cố, nỗ lực tự đi một mình. Một cô gái khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt trong vắt đi ra, Địch Đan thanh hỏi. Xin hỏi đây có phải là nhà thị trưởng Trương không? Đúng thế, dì Lương ở trong nhà, để tôi gọi giúp mọi người. Cô là Đường Thanh phải không? Địch Đan thanh thân là cô gái xinh đẹp, cũng bị cảm giác đẹp thuần khiết của Đường Thanh làm cho có chút áp lực. Hôm qua dì Lương hẹn chúng tôi tới, còn nói hai ngày nữa cô sẽ tới Tân Vu chơi, không ngờ hôm nay cô đã tới. Ồ, mọi người cũng biết Đường Thanh à, cô ấy ở trong nhà, tôi là bạn học của cô ấy. Địch Đan thanh thân thiết nói. Vậy cô cũng là bạn học của Trương khác rồi, cậu ấy có bạn học xinh đẹp như thế này mà chưa bao giờ nhắc tới. Lương Cách Chân nghe thấy ở cửa có người nói chuyện liền đi ra, niềm nở nói. Mọi người tới rồi, đây là Trần Phi Dung, bạn học của Tiểu Khác, trước kia dạy kèm Tiểu Khác, cùng Thanh Thanh tới Tân Vu chơi. Trần Phi Dung thi đại học xong, thông báo trúng tuyển của Đại học Đông Hải cũng đã nhận được, bị Đường Thanh kéo tới Tân Vu chơi. Cô thấy Lương Cách Chân ra đón khách liền quay vào. Địch Đan Thanh vào nhà, lòng thầm nghĩ không biết Đường Thanh trông như thế nào, nếu còn xinh đẹp hơn cô gái vừa rồi thì không còn lẽ trời gì nữa. Mẹ Vệ Lan thấy trong nhà trang hoàng lộng lấy lóa cả mắt, quả nhiên là nhà phó thị trưởng có khác, lòng trở nên thấp thỏm, không biết làm việc trong nơi thế này có nổi hay không. À, chào mọi người. Trương Khác Hồng quấn tạp dề, tay cầm củ cải, đứng ở cửa nhà bếp chào hỏi bọn họ. Té ra không phải cậu khoác lác. Địch Đan Thanh ngạc nhiên, không ngờ một tên hoàn khố còn tinh thông chuyện bếp núc. Không phải tôi mẹ khen con chứ, tài nghệ của tôi lấy ra đãi khách thì thất lễ quá. Lương Cách Chân ở bên cạnh cười nói. Thằng nhóc này cũng nói không chịu nổi thức ăn tôi làm, tự học thành tài, làm thức ăn được lắm. Vậy mọi người ngồi chơi trước đi, làm gì cũng được, cách giờ cơm còn sớm lắm, một mình tôi làm là đủ, quan trọng là bên trong này còn một người gây rối. Trương Khác tránh mình sang một bên, giới thiệu Đường Thanh đang cạo vỏ khoai cho đám Địch Đan Thanh, Đường Thanh nghe câu cuối lấy chân đá y. Đây là giám đốc Địch và chỉ vệ của nhà khách chính phủ, mình không biết ở Tân Vu có chỗ nào hay, bạn và Phi Dung muốn chơi thoải mái ở đây phải thỉnh giáo hai chị ấy. Chào chị Địch, chị vệ. Đường Thanh ngoan ngoãn chào hỏi. So với Trần Phi Dung thanh lệ thoát tục, Đường Thanh cũng có vẻ xinh đẹp hồn nhiên khác, đều đẹp như nhau, khuôn mặt không chút tì vết. Nhìn thoáng qua như hai chị em vậy. Địch Đan Thanh giang tay ra với Vệ Lan, ý nói, thua rồi, ai ngờ thằng nhóc đó có bạn gái xinh đẹp như thế, không quyến rũ nổi. Thấy vẻ mặt bất lực của cô ta, Vệ Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mẹ Vệ Lan muốn giúp, Trương Khác xua tay nói. Hôm nay dì vệ vẫn là khách, có lý nào để khách làm việc chứ ạ, dì phải tin vào tài nấu ăn của cháu. Thanh Thanh đúng là chỉ gây thêm rắc rối. Nhưng Phi Dung giúp được rất nhiều, chúng tôi xong ngay thôi. Chuyện bên này đã gần ổn thỏa, trừ Phó Tuấn còn ở lại Tân Vu, đám Mã Hải Long buổi sáng đã về Hải Châu. Địch Đan Thanh nghe thấy Giang Thượng Nguyên nói chuyện ở tầng trên, đại khái nửa tiếng sau, ông ta cùng Trương Chi Hành đi xuống. Tiểu Địch tới nhà thị trưởng Trương làm khách à? Rồi tới nghiêm túc nói với Vệ Lan. Tiểu vệ, cô bị thiệt thòi rồi, thành ủy nhất định giúp cô chủ trì công đạo. Trương Khác cau mày. Không khí đang vui vẻ, ông ta nói câu này phá hỏng hết, đúng là loại người giả dối, khéo léo thì khéo đấy nhưng không biết để ý tới cảm xúc của người khác. May là Địch Đan Thanh mau mắn lảng sang chuyện khác. Chương 394, cải cách nhà khách trước. Trương Khác hiếm khi rảnh rỗi để làm thức ăn, mọi người tất nhiên khen không ngớt miệng, nghe nói Đường Thanh và Trần Phi Dung đặc biệt tới Tân Vu chơi, Giang Thượng Nguyên bảo Địch Đan Thanh tạm thời bỏ công việc đấy. Đưa hai cô gái tham quan Tân Vu, cũng để Vệ Lan đi theo giải khuây. Nhà khách để xảy ra chuyện đó, Địch Đan Thanh biết mình phải chịu trách nhiệm, nếu không mũi giáo sẽ chĩa thẳng vào Tiền Văn Quý. Giang Thượng Nguyên tuy nói uyển chuyển, nhưng cô hiểu rất rõ, thầm nghĩ đưa Tiểu Lan đi chơi cũng tốt. Ăn cơm xong, Giang Thượng Nguyên có chuyện đi trước, Địch Đan Thanh và Vệ La giúp rửa bát đũa xong cũng định cáo từ, Trương Chi Hành gọi lại. Thành phố thí điểm cải cách xí nghiệp. Tôi định bắt đầu từ nhà khách chính phủ, tôi đã đánh tiếng với thư ký trưởng Tiền rồi, bí thư Giang cho cô nghỉ vài ngày, tôi hy vọng cô tranh thủ mấy ngày nghỉ này suy nghĩ thật kỹ, có kiến nghị gì có thể báo cáo cho tôi bất kỳ lúc nào. Địch Đan Thanh chưa bao giờ ngờ tới nhà khách lại là nơi cải cách đầu tiên,
quá bất ngờ nên sững ra một lúc mới nói. Vâng thưa thị trưởng Trương, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lòng thì nghĩ, Giang Thượng Nguyên tới đây cả chiều, chẳng lẽ thảo luận chuyện cải cách xí nghiệp. Vậy Trương Chi Hành thành nhân vật thực sự của Tân Vu rồi. Nhà khách chính phủ xưa nay luôn là nơi lãnh đạo đảng chính phủ thể hiện đặc quyền của bọn họ, do hứng thú của các lãnh đạo đa phần có chỗ kỳ dị, nên nhà khách khó tránh khỏi chuyện dơ bẩn, chuyện xảy ra với Vệ Lan trong mắt người dân là rất bình thường. Vì là nơi thể hiện đặc quyền, nên nhà khách chính phủ từ khi lập nên đã không có mục đích kiếm lợi, tất nhiên hình thành gánh nặng tài chính lớn cho thành phố, nhưng số tiền lãng phí này lại luôn được cấp rất kịp thời. Địch Đan Thanh lấy làm lạ sao Giang Thượng Nguyên lại đồng ý cho cải cách nhà khách chính phủ. Nhưng đồng thời cũng thầm thở phào. Giang Thượng Nguyên sở dĩ đồng ý là vì câu nói kia của Trương Khắc ngày hôm qua, còn có một điểm quan trọng nữa, mùa lũ sắp tới, thành phố phải lập tức ra cô đê điều, tốn kém không phải ít, tuy tỉnh sẽ trợ cấp, nhưng rất hữu hạn, chủ yếu phải dựa vào bản thân. Thu nhập tài chính của Tân Vu năm ngoái là 600 triệu, tiền tiêu ra sao đầu năm đã có dự toán. Còn phải bù cái nọ cái kia suốt, hiện phải lấy tiền ra cố đê, áp lực không phải nhỏ. Cải cách nhà khách chính phủ có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ, Giang Thượng Nguyên biết rất rõ vì sao nhà khách không có lãi, không phải vì nó không có cơ sở tốt, chẳng qua là nó thành chỗ hưởng thụ đặc quyền của số ít kẻ mà thôi. Cảm giác như vào mùa thu rồi vậy. Trên ban công, ánh trăng êm dịu, Đường Thanh nhón chân giang tay ra đón gió, thích thú ngửa mặt nói. Mặt nước sông Hoàn Thành phía trước biệt thự khá rộng, tới hơn 100 mét, nhưng bóng người thưa thớt, tới tối một cái là xung quanh tối om, mặt nước đèn ngòm ngòm, được cái có gió thổi, lúc này cảm thấy se se lạnh. Còn chưa tới tháng 8, ở Hải Châu buổi trưa mặt trời gay gắt tới nỗi người ta không dám ra đường, Tân Vu khí hậu dịu hơn, dù ra đường buổi trưa cũng chỉ có chút mồ hôi, tới đêm còn có cảm giác nhập thu, đúng là một nơi nghỉ hè rất tuyệt. Trương Khắc đi lấy áo giúp Đường Thanh, Trần Phi Dung. Hai nhà đầu này căn bản không nghĩ đêm ở Tân Vu lại mát lạnh như thế. Đường Thanh ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ tùng, cuộn mình lại, lấy một cái áo sơ mi dài tay bọc lấy người, chỉ để lại đôi chân trắng muốt lộ ra trước ánh trăng, ngẩng đầu chăm chú nhìn Trương Khắc, đưa tay vuốt ve vết thương trên mặt y. Làm chuyện xấu gì rồi hả? Có phải là định chọc ghẹo cô gái nào đó không? Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh, để cô nàng lưới nhác dựa vào người, cười khổ. Nếu thế thì đã chẳng oan. Liền đem nguồn cơn nói ra cho Đường Thanh nghe. Trần Phi Dung ngồi đầu kia ghế nguyết y một cái. Làm chuyện tốt cũng chẳng giống người tốt. Thời buổi này làm người tốt không dễ. Trương Khắc cảm khái, mặc dù Trần Phi Dung vẫn lạnh nhạt với y, nhưng không còn né tránh nữa, nếu không đã chẳng giúp y dạy học, cũng không theo Đường Thanh tới Tân Vu chơi. Tân Vu có phải là có cái hộp đêm hoàng hậu không, buổi tối thật buồn tẻ, đưa bọn mình tới đó chơi đi. Đường Thanh nũng nịu lắc tay Trương Khắc. Ai nói thế, lời của Đỗ Phi mà bạn cũng tin à. Cái chỗ lộn xộn đó Trương Khắc không muốn đưa hai nha đầu ngây thơ này tới, cố lảng đi. Cái hay ở Tân Vu đều ở trên Thiên Vân Sơn, nơi đó rất mát mẻ trong lành, cho dù ngay giữa mùa hè ngâm suối nước nóng, mai mình sẽ đưa hai bạn đi ngâm suối nước nóng. Nói dối ai đó hả, mình muốn tới đó. Đường Thanh đưa ngón tay ra giữ cầm Trương Khắc, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình. Mình muốn tới cái chỗ được xưng tụng là thiên đường của nam nhân xem rốt cuộc là nó như thế nào, không cho mình đi xem, thì sau này mình không cho phép bạn tới những chỗ như thế nữa. Trần Phi Dung che miệng cười, cô rất trích nhìn Đường Thanh bắt nạn Trương Khắc, cái bộ mặt cay đắng bất lực của y vừa tội nghiệp lại buồn cười. Cứ như xem rồi thì sẽ cho phép vậy Trương Khắc thầm làu bào, lòng hiếu kỳ của các cô bé quá lớn, y không cưỡng lại nổi Đường Thanh, liền sai Phó Tuấn chuẩn bị xe. Chiếc Volvo màu xám bạc vừa vào bãi đỗ xe hộp đêm hoàng hậu, ở tầng 20 Lưu Bân ngay lập tức nhận được điện thoại báo cáo. Còn tưởng tên tiểu tử này ở nhà chơi với hai cô bạn gái nhỏ bé xinh đẹp kia. Lưu Bân đứng dậy nói. Cô muốn đi gặp cậu ta không? Xe tôi đỗ dưới lầu, chẳng lẽ hy vọng cậu ta không nhìn thấy? Địch Đan Thanh cũng đứng dậy. Đi cầu thang máy xuống, thấy Trương Khắc không ngờ lại đưa Đường Thanh và Trần Phi Dung tới đây, Địch Đan Thanh giật nảy mình. Trương Khắc đã thấy chiếc Zeta của cô ta rồi, thấy Địch Đan Thanh đi cùng Lưu Bân vẫn hơi ngạc nhiên, hỏi. Chẳng lẽ giám đốc Lưu có hứng thú với nhà khách? Địch Đan Thanh tới tìm Lưu Bân có lẽ còn có nguyên cớ khác, hẳn là vì cải cách nhà khách chính phủ rồi, xem ra cô ta đưa mẹ con Vệ Lan về là vội tới đây ngay. Trương Khắc vừa mới đám Trương Khắc tới một phòng bao xa hoa nhất ở lầu 3,
vừa sai Đào Kiến Tân đưa đồ uống tới, ăn tiêu ở Tân Vu dẫu sao cũng không sánh được với các thành phố lớn ven biển, vài chai Hennessy là cũng đủ thể diện rồi. Lưu Bân trước mặt Trương Khác không che giấu gì. Đúng là có hứng thú, nhưng chiêu bài của nhà khách quá lớn, Đại Hưng sao nuốt trôi được. Hơn nữa chuyện mới khởi đầu, thành phố còn chưa có kế hoạch cụ thể, Đan Thanh chỉ tới đây tán gẫu thôi, bạn cũng mà. Trước đó Lưu Bân đã Trương Khác một lần thông qua Thịnh Thanh, nhưng ấn tượng không sâu bằng việc được nghe kể hai ngày hôm nay. Ồ, chị Địch quen giám đốc Lưu à? Trương Khác vờ như không biết, Địch Đan Thanh là người đầu tiên có ý giúp Lưu Bân hòa giải với y, chỉ là Trương Khác không để ý mà thôi, y nói thế là tỏ ý muốn biết Địch Đan Thanh có quan hệ tới mức nào với Lưu Bân rồi. Trước đây tôi là một tiểu muội của Hoàng hậu, Khác thiếu gia có tin không? Địch Đan Thanh đưa đôi mắt đẹp lả lơi nhìn Trương Khác, thản nhiên nói. Lên cao trung, nhà nghèo chỉ thích tiền, nên tới đây làm tiểu muội, được giám đốc Lưu chiếu cố. Đường Thanh không biết tiểu muội là làm gì, nghi hoặc nhìn Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh chỉ vào phục vụ viên đưa trà nước tới. Bọn họ chính là tiểu muội, khi ấy làm tiểu muội chưa được nhiều tiền như bây giờ, hoàng hậu cũng chưa được to như hiện nay, tiền bâu ơ được có 10 đồng, nếu may mắn, một tối có thể đưa trà nước cho hai phòng bao, mỗi tháng kiếm được 400, 500 đồng là giỏi lắm rồi, huống chi còn đi học. Nói tới đó chẳng còn chút đắc ý nào, một chút bi ai giấu kín trong ánh mắt phóng túng. Chương 395, quá khứ của Địch Đan Thanh. Sự bi ai của đời người không phải là điều Đường Thanh có thể hiểu được vào lúc này, ngược lại Trần Phi Dung từng trải qua giai đoạn khốn khó, có chút xúc cảm. Cho dù làm tiểu muội ở hộp đêm cũng là dựa vào đôi tay kiếm tiền, khác với cô gái nhảy ăn mặc hở hang ngoài sản nhảy, nhưng cho dù có làm gái nhảy, chẳng lẽ đều đáng bị căm ghét. Trương Khác nghĩ quá trình từ một tiểu muội của hộp đêm tới giám đốc nhà khách chính phủ nhất định là vô cùng đặc sắc, nhưng không thể ép Địch Đan Thanh nói ra trước mặt mọi người. Chỉ cười không nói gì, bắt đầu uống rượu hát karaoke với hai cô gái. Uống nửa chừng, Trương Khác vào phòng vệ sinh, rửa tay xong đang đứng trước gương chỉnh lại y phục thì Địch Đan Thanh từ ngoài lách vào, mỉm cười nói. Chị Địch vào nhầm chỗ rồi, nơi này khá nguy hiểm đấy. Sao cậu biết là tôi vào nhầm chỗ? Địch Đan Thanh uống chút rượu, gò má ửng hồng, đứng dựa vào cửa, ánh mắt lúng liếng đưa tới, toàn thân tràn ngập cám dỗ. Nơi này còn có nam nhân khác sao, có gì nguy hiểm chứ? Trương Khác lau sạch tay xong quay lại thì Địch Đan Thanh đã tới gần, dựa vào bồn rửa ngửi mùi thơm trên người cô, không phải là thứ nước hoa nhức mũi, mà dịu nhẹ gần giống mùi cơ thể nữ nhân khiến Trương Khác hơi u mê, nhìn trộm bầu ngực của cô ta, người càng nóng lên, nhìn Địch Đan Thanh ngày một áp sát tới gần, cảm giác được da thịt đan hồi mê người của cô ta, nhưng cơ thể lại hơi lạnh, Trương Khác bình đạm nhìn vào ánh mắt quyến rũ của cô, không rõ cô ta muốn làm gì. Im lặng nhìn nhau chốc lát, Địch Đan Thanh chịu thua trước tránh ra, dựa vào bồn rửa đứng song song với Trương Khác, lấy bao thuốc lá thất tinh, mời Trương Khác hút, y lắc đầu. Tôi không hút thuốc lá nữa. Địch Đan Thanh châm thuốc hút mấy hơi, quay sang nhìn vết thương trên mặt Trương Khác, vẫn còn rất rõ ràng. Liệu có để lại sẹo không? Trương Khác nhún vai. Đâu phải dùng dao khắc, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Khi đó cậu mình Trần, Tiểu Lan lại như thế. Cho nên tôi cuống quá. Trương Khác cười cắt ngang. Nếu vừa rồi tôi không chịu được sự cám dỗ của chị thì chị sẽ không xin lỗi chứ hả? Khụ, khục. Địch Đan Thanh chẳng còn nhớ bao năm rồi mình mới không dám nhìn vào mắt một nam nhân, khẽ ho che giấu sự xấu hổ trên mặt. Hoàng hậu là nơi rất giữ quy củ, đương nhiên có lúc bị ép phá quy củ. Mấy năm trước có một vị phó ty trưởng của bộ ủy ban TW tới Tân Vu làm phó bí thư, trước đó tôi làm tiểu muội rất thuận lợi. Không đi học nữa, tới đây làm quản lý, bị tên khốn kiếp đó cho uống thuốc mê, tôi không được may mắn như Tiểu Lan, chẳng ai cứu tôi cả, chuyện xảy ra rồi bên ngoài vẫn không ai biết gì. Sau đó Bân lão đại đành coi như không có chuyện gì xảy ra, người ta quyền lớn mà, làm gì nổi. Cô ta cười chua chát. Tôi đành tự mình đòi lại tất cả, khi tới hiến thân cho hắn lần nữa, bị hắn cho uống thứ thuốc tương tự, liền cắt luôn hai quả trứng của hắn, khi đó tôi chỉ muốn cùng chết. Bân lão đại khuyên, chuyện đã rồi, có chết đâu vãn hồi lại được, chẳng bằng đổi lại lợi ích thiết thực, tên đó được bân lão đại đưa vào bệnh viện quen, tôi rời hoàng hậu, tới nhà khách chính phủ làm việc. Ha, tên khốn đó đại khái không muốn người khác biết mình bị thiến, cho nên luôn giữ quan hệ tình nhân với tôi. Hắn đeo chức ở đây 2 năm, về làm ty trưởng nắm thực quyền, trước khi bị xong quy thiếu chút nữa làm phó bộ trưởng, vụ án của hắn kéo dài rất lâu,
trước khi cậu tới Tân Vu không lâu, tên khốn đó bị ra trường bắn, bên này bọn chó chưa kịp làm gì tôi. Trương Khắc đầu tiên là cảm khái, sau đó là thấy sởn gai ốc, vừa rồi nếu mình không kiềm chế được đưa tay ra sờ mông sờ ngực cô ta, liệu cô ta có lên gối cho một phát, chịu chung số phận với tên xui xẻo kia không? Cho dù không có chuyện của Vệ Lan, cậu cũng sẽ ra tay với La Quy Nguyên phải không? Kể xong thân thế của mình, Địch Đan Thanh chìm vào im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi. Sao chị lại hỏi thế? Trương Khắc mỉm cười. Tôi vẫn còn có chút tự tin vào bản thân đấy. Địch Đan Thanh cười điệu đà, Trương Khắc tiếp xúc với Vệ Lan chẳng phải đơn thuần là vì háo sắc. Chưa biết được. Trương Khắc quay đầu nhìn vào khe ngực lúc ẩn lúc hiện của Địch Đan Thanh, nói chuyện với một cô gái thông minh từng trải trong tình cảnh này, mình rõ ràng quá bất lợi. Không phải chị Địch không đủ sức hút, mà là tôi chưa bao giờ thử mùi vị đó ở chỗ này, thế nào cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ. Địch Đan Thanh đang địch trêu Trương Khắc không dám thì có người đẩy cửa đi vào, say lướt khướt, đang rất nóng lòng chút bầu tâm sự, định kéo khóa quần thì nhìn thấy Trương Khắc và Địch Đan Thanh, ngờ người lầm bầm. Lại vào nhầm phòng bao rồi à? Giơ tay lên xin lỗi liên hồi, quay đầu ra. Trương Khắc phá lên cười. Chị Địch, chỗ này giống phòng bao lắm à? Đột nhiên người kia quay lại nói. Huynh đệ, cô em này là gái mới tới hả? Tôi có thể để lại điện thoại cho cô ấy không? Thấy tên say đó thèm thuồng nhìn không chấp vào hai bầu vú cao ngất của Địch Đan Thanh, Trương Khắc nhếch môi cười. Xin lỗi, hôm nay tôi muốn đưa cô ấy đi, ngày mai anh hãy tới nhé. Nói xong đưa tay tới vòng qua chiếc eo nhỏ của Địch Đan Thanh, cúi đầu nhìn xuống, mái tóc óng mượt của Địch Đan Thanh rẽ đôi từ trước trán, hàng mi dài rung rinh, rất khêu gợi. Sống mũi nhỏ thẳng tắp như điêu khắc, cánh môi hồng gợi tình. Địch Đan Thanh chẳng hề giận sự hiểu lầm của nam nhân say rượu cũng như câu nói đùa của Trương Khắc, cánh môi cong lên, Trương Khắc đưa tay ra ôm eo mình, cô cũng phối hợp dựa vào người y, quyến rũ vô hạn. Dưới khuôn mặt hoàn mỹ là mồ chôn nam nhân, chiếc áo sơ mi dài tay màu ngà che không nổi bầu ngực cao vút, chiếc áo chất liệu mỏng nhẹ như một tầng sương mù nhàn nhạt càng kích thích người ta tưởng tượng đường cong bên trong, khe vú sâu thăm kia, bất kỳ ánh mắt của nam nhân nào lỡ bước qua đó đều khó dứt ra nổi. Nam nhân kia mặc dù uống rất nhiều, cũng biết câu nói vừa rồi của mình quá mạo muội, quyến luyến mãi mới đưa ánh mắt tách được khỏi khuôn mặt của Địch Đan Thanh, thầm nghĩ, Đào Kiến Tân có hàng ngon thế mà không giới thiệu cho mình. Rối rít xin lỗi vịn tường đi ra ngoài. Nếu tôi thực sự là gái ở đây, cậu có chọn tôi không? Địch Đan Thanh nhìn Trương Khắc khiêu khích, nhưng có phần nào đó lạnh lùng. Trương Khắc đưa tay bóp lên bờ mông vỉnh cao của cô, tròn căn săn chắc, chỉ tiếc là còn cách vài lớp vải. Không có cảm thụ trực tiếp da thịt của cô gái phức tạp này. Thấy Địch Đan Thanh theo tiềm thức né tránh, chẳng hề giống tính cách đanh đá phóng túng thường ngày, càng trêu già, bóp mạnh mông cô ta. Không nam nhân nào chịu nổi cám dỗ của chị đâu. Á, Địch Đan Thanh không ngờ Trương Khắc khinh bạc mình thật, mông bị y bóp tới hơi tê tê, không dám chơi cái trò dẫn lửa đốt mình này, nhẹ nhàng xoay người, tránh khỏi vòng tay của Trương Khắc, cười hiểu điệu. Tôi đâu dám quyến rũ cậu. Đường Thanh ăn thịt tôi thì sao? Cậu lần đầu tiên tới Tân Vu đã lên đê, không phải là vì trùng hợp chứ? Nói xong quay người đi tới phòng vệ sinh nữ. Nhìn từ đằng sau, Địch Đan Thanh cũng sở hữu một vóc người nổi bật khiến tất cả nữ nhân phải khát vọng, mép váy tím nhạt độ dài vừa đủ để khoe hết đôi chân miên man trắng như tuyết. Trương Khắc không khỏi thầm cảm tạo vật của ông trời, chỉ có cơ thể nữ nhân là tinh xảo nhất, nếu mình thực sự là thiếu niên ngây thơ. Sẽ không thể cưỡng nổi ham muốn đưa cô gái đẹp tới mức làm người ta áp lực này lên giường vui vầy một phen. Chương 396, Hợp tác. Hẳn lần giải bày này của Địch Đan Thanh đại khái muốn bản thân được Trương Khắc tín nhiệm, về phòng bao, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Thịnh Thanh ngồi bên trong, Trương Khắc hơi bất ngờ. Anh tới từ khi nào đấy? Vừa mới tới 5 phút, giám đốc Lưu nói với tôi Khắc thiếu gia ở đây. Thịnh Thanh cười. Nếu chẳng phải Đường tiểu thư ở đây đợi lâu như thế, tôi sẽ nghĩ bị giám đốc Lưu lừa rồi. Trương Khắc tất nhiên không thể nói vừa ở trong nhà vệ sinh với Địch Đan Thanh, xoa xoa bụng che giấu cho qua. Một lúc sau Địch Đan Thanh quay về, lại nói tới chuyện cải cách nhà khách. Lúc này Lưu Bân đã rõ phần nào quan hệ giữa Thịnh Thanh và cha con Trương Chi Hành, nói chuyện thoải mái hơn. Tôi tự tiện mới giám đốc Thịnh tới, vì tin rằng anh ấy hứng thú với tin tức cải cách nhà khách này. Lưu Căn Trụ đứng ra khẳng khái tố cáo vấn đề đê bao trước mặt thành viên thành ủy Tân Vu, khiến Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước không còn đường rút lui chính là nhờ Lưu Bân giúp tìm được ông ta, ân tình này Trương Khắc ghi nhận.
Kinh tế Tân Vu khá lạc hậu, Thịnh Thanh có tài chính dư muốn đầu tư, cho dù là cải tạo nhà khách Hải Châu cũng chắc gì có hạng mục thích hợp, nên không có mấy hứng thú với sản nghiệp nhà khách. Trương Khắc đương nhiên biết tính toán của đám Thịnh Thanh, tình hình Tân Vu lại khác với Hải Châu, thành phố Tân Vu vì muốn có tiền mặt, đồng thời muốn triệt để thay đổi lề thói hình thành ở nhà khách trong thời gian dài, bán đi là một lựa chọn không tệ, nhưng không có người mua thì khỏi nói tới cải cách. Mấy năm qua việc mời gọi đầu tư ở Tân Vu không có khởi sắc mấy, xí nghiệp bên ngoài thì hiểu biết quá ít về Tân Vu, xí nghiệp bản địa thì thực lực không đủ, Lưu Bân có ý tham dự cải cách nhà khách phải liên hợp với lực lượng khác, Trương Khắc có ý giúp ông ta một lần. Trương Khắc trầm ngâm. Có lẽ anh Thiệu có hứng thú đấy. Đương nhiên Tân Vu phải phát triển mạnh thì nhà khách mới có sức hấp dẫn lớn hơn, mình không thể đầu tư trực tiếp vào Tân Vu, nên quá trình phức tạp hơn một chút, ngả người hỏi. Chị Địch có muốn tham dự không? Địch Đan Thanh hiện giờ ngồi đối diện với Trương Khắc, phải nghiêng người đi, lắc đầu. Cải cách nhà khách xong, chẳng biết thành phố sẽ đuổi tôi đi tận đâu kiếm cơm, tôi lại chẳng phải là triệu phú như mọi người, đâu ra vọng tưởng đó. Tài chính luôn dễ giải quyết, quan trọng là cải cách xong có nắm chắc có lợi hay không. Trương Khắc khích lệ. Giám đốc Lưu cho rằng chị có năng lực này, chẳng lẽ ông ấy bỏ một người hợp tác như chị sao? Lưu Bân tất nhiên là muốn tham dự cải tạo nhà khách, trong quá trình tích lũy vốn của ông ta có một số thủ đoạn không hợp pháp, tới khi vốn liếng tích lũy tới một mức độ nào đó, chuyện tẩy trắng là điều cần phải nghiêm túc suy nghĩ, ông ta cũng hy vọng cải cách xong, Địch Đan Thanh ở lại giúp ông ta quản lý, nhưng không nghĩ tới kéo cô vào làm người hợp tác. Nhưng nghe Trương Khắc nói thế tất nhiên ông ta phải thuận theo. Đan Thanh, cô suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cô tham gia, những người khác sẽ có lòng tin hơn. Địch Đan Thanh lắc đầu. Tôi không có khả năng đó. Cô biết tiền đầu tư trong tay Lưu Bân không dư giả lắm, mặc dù không phải không có cách huy động vốn, nhưng cô muốn nhảy ra sống cuộc sống sạch sẽ, không thích lún vào nữa. Uống rượu chán, Trương Khắc mời Địch Đan Thanh đi cùng bọn họ, tới bãi đỗ xe, bảo Đường Thanh và Trần Phi Dung vào xe trước, nói với Địch Đan Thanh. Tôi thực lòng khuyên chỉ suy nghĩ kiến nghị của tôi, về vấn đề tài chính tôi sẽ giải quyết giúp chị. Vỗ vai Thịnh Thanh. Anh ấy cho chị vay mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. Ồ, Địch Đan Thanh đương nhiên chẳng tin Thịnh Thanh vô duyên vô cớ giúp mình. Khác thiếu gia vì sao không tham dự? Tôi còn đi học mà. Trương Khác nhún vai cười. Tưởng đang lừa cô bé con sao? Địch Đan Thanh lườm y một cái. Ha ha, tôi nói thật với chị đừng cười. Trương Khác ghé sát tới cái tai trắng như ngọc của Địch Đan Thanh nói nhỏ. Ba tôi mà biết tôi tham gia sẽ đánh gãy chân tôi mất. Địch Đan Thanh cảm thấy hơi thở của Trương Khắc làm tai ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay ra xoa tai, cười duyên hỏi. Vậy vì cậu sao lại xúi tôi tham gia? Tôi nhìn ra được một số chuyện chị không muốn xảy ra, nhưng lại không có năng lực ngăn cản, tôi muốn cho chị năng lực này. Trương Khắc khẽ đẩy vai Địch Đan Thanh đang ngẩn ra, đưa cô vào xe. Chị nghĩ kỹ đi, ngày mai còn nhờ chị làm dẫn đường cho chúng tôi đấy. Nhìn chiếc xe Volvo như con cá chép lặn vào giữa dòng xe, Địch Đan Thanh có chút thẫn thờ, nam nhân này cô nhìn mãi không thấu, có lẽ chấp nhận kiến nghị của y mới có khả năng hiểu y sâu hơn. Địch Đan Thanh ngồi im trong xe một lúc mới khởi động xe rời đi. Trương Chi Hành và Lương Cách Chân ngồi trên ghế sofa xem Olympic phía bên kia Thái Bình Dương, mỗi khi tới giờ này Đường Thanh vô cùng buồn ngủ, ngồi trên xe đã ôm lấy Trần Phi Dung ngủ gà ngủ gật. Về tới nhà chỉ kịp chào vợ chồng Trương Chi Hành một tiếng rồi kéo Trần Phi Dung lên gác ngủ luôn, không ngó mắt nhìn TV lấy một cái. Điện tử Ái Đạt bắt đầu từ tháng 7 đã mở màn hoạt động tuyên truyền huy chương Olympic khuyến học, còn phối hợp với DTHTW mở một cuộc đàm thoại mang tính chuyên đề về Olympic, dù thế Trương Khắc rất ít khi chú ý tới sự kiện này. Nếu cha mẹ cũng ngồi trước TV, Trương Khắc cũng lấy một chai Coca ngồi xuống xem cùng, Olympic này phát sinh vụ đánh bom làm chấn động thế giới. Chết một người, bị thương hơn 100 người, phủ bóng đen lên Olympic Atlanta. Cho dù biết sự kiện khủng bố đó sẽ xảy ra, Trương Khắc hoàn toàn không có cách nào ngăn lại. Theo truyền thông đưa tin, một bảo vệ công viên Olympic Centennial kịp thời phát hiện chiếc ba lô thuốc nổ, ông ta thông báo với cảnh sát hiệp trợ mọi người sơ tán tránh bi kịch xảy ra. Thế nhưng người dân anh hùng này chỉ ngày hôm sau bị Bộ An ninh Mỹ điều tra, việc điều tra tiết lộ ra ngoài theo con đường không chính thức. Ông ta thành hiểm nghi tham dự khủng bố, bị người dân Atlanta phỉ nhổ, cho tới mấy năm sau khi ông ta chết, còn có vụ kiện tụng đòi lại danh dự cho ông ta.
chẳng lẽ 7 năm sau sự kiện 11 tháng 9 mình cũng bất lực sao? Trương Khắc nghĩ như thế liền chẳng còn tâm tình xem so tài nữa, cầm chai coca về phòng. Ái Đạt chẳng phải tổ chức hoạt động liên quan tới Olympic à, sao con không xem? Trương Chi Hành quay lại thắc mắc. Coca-Cola là nhờ tài trợ cho Olympic, ba bảo ông chủ của công ty ấy có ngồi nhà xem thi tài không? Trương Khắc hỏi lại. Trương Chi Hành lắc đầu, thật hết nói với thằng con này. Hiệu quả tuyên truyền của Ái Đạt ra sao? Trước tháng 6 các nhãn hiệu đầu đĩa khác đều ra sức tuyên truyền, làm thị phần của Ái Đạt giảm xuống 37%, tháng nãy tăng lên 42% rồi, hiệu quả tuyên truyền rất rõ ràng ạ. Trương Khắc ngạc nhiên. Sao ba lại quan tâm tới chuyện này? Cơ sở công nghiệp của Tân Vu rất mỏng, ba đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi tình trạng này. Trương Khắc định ngồi xuống, Lương Cách Chân không vui, đẩy vai chồng. Muốn thảo luận cái này hai ba con đi vào thư phòng mà nói, đừng làm ảnh hưởng tới em. Trương Chi Hành cười xin lỗi vợ, gọi Trương Khắc vào thư phòng nói chuyện. Ba đang nghĩ liệu Tân Vu có thể tham khảo mô hình của Ái Đạt hay không? Trương Chi Hành hỏi. Nếu như ba muốn kích thích một chút thì tham khảo cũng được. Trương Khắc suy nghĩ nói. Từ thị trường mà nói, thì hiện đang ở thời đại marketing mà. Trương Khắc mở cái pocket PC siêu cấp cổ lỗ sĩ với y, nhưng được ba y cưng như của báu ra, dùng đường dây điện thoại kết nối với kho dữ liệu của trung tâm nghiên cứu, mở tài liệu trong đó ra. Mô thức thị trường của điện tử Ái Đạt thì ba biết cả rồi, đây là tư liệu nhà máy rượu Khổng Phủ Yến, ba xem thử xem. Chương 397, suy nghĩ của Trương Chi Hành. Trương Chi Hành ngồi xuống xem, hơn 100 trang, hỏi. Con thu thập nhiều tư liệu về Khổng Phủ Yến như thế làm gì? Bọn họ là Tiêu Vương đầu tiên, Ái Đạt là Tiêu Vương thứ hai, thành bại được mất của họ sao con chẳng quan tâm. Bản tư liệu tỉ mỉ này nếu đem ra bán cũng phải được 10, 20 vạn đấy. Trương Khắc nghiêm túc nói. Ngay sau khi Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương, con vẫn sai phòng thị trường giám sát tình trạng vận hành kinh doanh của họ. Trương Chi Hành không nói thêm nữa, bảo Trương Khắc đi ngủ, ông ở lại xem tài liệu. Trương Khắc ngủ tới lúc trời tờ mờ sáng dậy uống nước, thấy đèn thư phòng vẫn bật, đi tới, cha đang ngồi trước cửa sổ suy nghĩ gì đó. Ba chưa ngủ à, tài liệu xem xong chưa ạ? À, xem xong rồi, chưa bao giờ thấy tài liệu nào tỉ mỉ như thế, con tốn công không ít nhỉ? Trương Chi Hành cảm khái. Thành công của con ông chẳng phải ngẫu nhiên, đúng như câu nói thành công nhờ 1% là thiên tài may mắn còn lại 99% là sức lao động. Xem xong không ngủ được, muốn gọi con dậy nói chuyện, nhưng thấy con ngủ say nên không nỡ gọi. Con xem xí nghiệp rượu Tân Vu có thể mô phỏng Khổng Phủ Yến không? Nếu lịch sử không thay đổi, nhà máy rượu Tần Trì Sơn Đông mô phỏng Khổng Phủ Yến đoạt được Tiêu Vương, cũng có thành công lớn được cả nước chú ý. Mô hình này có thể phục chế với bất kỳ một xí nghiệp rượu nào, đương nhiên có chút khác biệt nho nhỏ. Trương Khắc trầm ngâm. Qua hai lần Tiêu Vương đều đạt thành công lớn, cuộc cạnh tranh Tiêu Vương năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Năm ngoái Ái Đạt bỏ gần 8.000 vạn ra chiếm được Tiêu Vương còn là lời lớn. Tiêu Vương năm nay con đoán không thể thấp hơn 200 triệu, nếu chỉ đơn giản là phục chế mô hình của Khổng Phủ Yến thì không dễ thành công đâu. Đúng vậy, bà cũng đang nghĩ cái này, Tiêu Vương không tranh được rồi. Chắc Tiêu Vương năm nay là cuộc tranh giành giữa các doanh nghiệp điện tử, Ái Đạt có tranh không? Nếu có khả năng nhất định sẽ tranh, còn không thì thôi, chính sách thị trường của Ái Đạt rất linh hoạt. Nhìn tình hình thị trường năm qua của Khổng Phủ Yến thì Tiêu Vương cũng không phải là vạn linh đan, Khổng Phủ Yến đối diện với thị trường đột ngột bùng nổ không có kinh nghiệm xử lý, sản lượng không theo kịp, chỉ đánh mua các nhà máy rượu nhỏ, làm quản lý hỗn loạn, chỉ sản xuất được các loại rượu trung và thấp. Hào quang Tiêu Vương tan đi, chất lượng không đủ đáp ứng, thị trường thu hẹp là điều tất nhiên. Ái Đạt tiếp thu giáo huấn của họ, trọng tâm năm nay kỳ thực không đặt vào marketing thị trường, cho dù không tranh Tiêu Vương cũng sẽ không lụi bại. Nói từ góc độ chính phủ mà nói, chắc chắn là thành công cực lớn, Khổng Phủ Yên chỉ riêng năm 95 nộp thuế gần 400 triệu, cho dù 5 năm có sụt giảm, cũng thu lợi thuế chừng 200 triệu. Nếu tài chính Tân Vu có thêm số tiền đó, sẽ làm được rất nhiều việc. Nói tới đây Trương Chi Hành không khỏi hâm mộ. Dù sao cũng có cống hiến lớn cho địa phương. Ái Đạt được hưởng đủ các loại ưu đãi thuế và chính sách, dù năm nay kiếm được lợi nhuận hơn 1 tỷ từ thị trường, nhưng cống hiến cho tài chính địa phương kém Khổng Phú Yến rất nhiều. Trương Khắc thấy cha cau mày lại, hỏi. Ba có tính toán gì? Ba nghĩ rồi, thành phố để ba chủ quản công tác cải cách là xem trọng thành tích của City cổ phần Hải Châu,
nhưng kinh nghiệm ở Hải Châu hoàn toàn không phù hợp với tình hình ở Tân Vu, mà ở đây ba không có hậu thuẫn đủ mạnh, chỉ có thể một mình phấn đấu. Muốn cải cách quy mô lớn là không thể, quá trình cải cách đầy xung đột lợi ích, sẽ thành chướng ngại với giai tầng được lợi kia. Mà Bí Thư Giang, thị trưởng Lưu đều không đủ quyết tâm, một mình ba chẳng làm được mấy việc. Trương Chi Hành nhận thức rất rõ tình cảnh của mình ở Hải Châu, những sự kiện vừa qua giúp ông có thể đứng vững chân ở Hải Châu, không có nghĩa là có thể đụng chạm vào lợi ích của ai đó, hoặc giai tầng nào đó. Trương Khắc nghe cha có suy tính này trong lòng thở thảo, y sợ cha mình cố chấp đi đấu tranh với giai tầng lợi ích đó, nhưng bất kể cha quyết định ra sao, y là con sẽ toàn lực giúp đỡ. Trương Chi Hành tiếp tục nói, so với tham gia vào phân tranh thành phố, chẳng bằng nâng đỡ thật tốt một hai xí nghiệp, kéo kinh tế Tân Vu lên. Ba nghĩ, nếu bà tự nguyện đem quyền lực của mình hạn chế trong một hai xí nghiệp, lực cản sẽ ít đi nhiều, có thể làm được nhiều việc thực tế hơn. Trong địa phận Tân Vu, điều kiện phát triển kinh tế quy mô lớn là không có, nhưng điều kiện tự nhiên rất tốt, nếu không muốn phá hỏng thiên nhiên để lại cho đời sau, những ngành công nghiệp hao năng lượng không thích hợp ở Tân Vu. Nhà máy rượu Tân Vu là lựa chọn phù hợp, nhưng chỉ sản xuất loại rượu trung và thấp, tiêu thụ giới hạn ở vùng lân cận, giờ có tư liệu này, suy tính trong lòng ba đã dần hoàn thiện, có lẽ ba có thể tìm ra con đường đột phá cho kinh tế Tân Vu. Hiện chuyện thu hút nhất ở Tân Vu là điều tra Đê Bao và tập đoàn Long Hoa, chuyện này chắc chắn liên quan tới rất nhiều phương diện ở Tân Vu, cứ giao cho Giang Thượng Nguyên và Lư Tước làm là hơn. Trương Khắc cũng hy vọng cha có thể tạm thời né tránh mâu thuẫn chủ yếu ở Tân Vu, dùng con đường khác làm nên thành tích thực sự, sức người có hạn không nên để tiêu hao trong đấu tranh vô cùng vô tận. Nghe ba có cân nhắc này, Trương Khắc tất nhiên hết sức ủng hộ. Thu nhập tài chính của Tân Vu một năm chưa tới 600 triệu. Nếu trong thời gian ngắn có thể nâng đỡ một hai xí nghiệp có khả năng nộp thuế trên 100 triệu sẽ là thành tích chói lọi, Trương Khắc nói. Chuyện kinh doanh tuyển người, dùng người là quan trọng nhất, giai đoạn hiện nay muốn kinh doanh không bị thành phố quấy nhiễu, ba đành ra mực trực tiếp, còn không thể đầu tư vào Tân Vu, nhưng có thể bày mưu tính kế cho ba, làm ra thành tích, ba phải giữ chắc lấy không nhường cho người khác. Thầm nghĩ, nếu trong 2-3 năm có thể giúp Tân Vu lập nên một hai xí nghiệp đầu đàn nộp thuế trên 100 triệu, chắc có thể đưa ba vững vàng lên ghế thị trường. Trương Chi Hành gật đầu. Được, vậy trước tiên con giúp ba thu thập tài liệu mấy nhà máy rượu quốc doanh toàn quốc, tiếp xúc với người phụ trách của họ, ba nghĩ phương án tổng thế, có thời gian con xem giúp ba. Hai cha con ngồi trong thư phòng nói chuyện rất lâu, nghe thấy tiếng xe ô tô trước nhà, đẩy cửa sổ ra thấy chiếc xe Zeta của Địch Đan Thanh, cô ta và Vệ Lan đang từ trong xe chui ra. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ hơn khe ngực trắng muốt như ngọc của Địch Đan Thanh, Trương Khắc nghĩ thế này không biết mình còn cầm cự nổi bao lâu, vẫy tay gọi. Sao đến sớm thế? Mặt trời đằng xa mới nhô ra một nửa, nhìn chiếc đồng hồ treo tường còn chưa tới 6 giờ 30, Đường Thanh và Trần Phi Dung đều chưa dậy. Mẹ Vệ Lan ra khỏi xe, ngẩng đầu lên nói. Tới làm bữa sáng, sợ đến muộn làm lỡ thời gian, tôi có mua một vài thư, không biết có hợp ý mọi người không? Ăn sáng xong, mọi người lên xe tới Thiên Vân Sơn. Toàn bộ tỉnh Đông Hải là bình nguyên đồi núi gập ghềnh, ngay thượng du Tiểu Giang cũng trải qua ngọn núi đồi thấp liên miên, ở đây núi cao hơn 500 mét so với mực nước biển rất hiếm có. Ở trung bộ tỉnh có Thiên Vân Sơn đột nhiên cao vút lên hình thành hình bán nguyệt chọc thẳng tới mây xanh, khiến Tiểu Giang đi qua địa phận Tân Vu phải lượn vòng. Khí hậu dễ chịu đông ấm hè mát của Tân Vu là được hưởng lợi từ thành phố nằm sau lưng Thiên Vân Sơn, đây cũng là thắng cảnh du lịch hiếm có trong tỉnh. Nhưng chưa được quy hoạch và khai thác tốt, lại hạn chế bởi điều kiện giao thông, nên chưa thành khu phong cảnh hạng một. Trương Khắc tới Thiên Vân Sơn du ngoạn vài lần, nên chẳng xa lạ gì, đương nhiên không thể quen thuộc bằng người bạn địa như nhóm Địch Đan Thanh. Nghe Địch Đan Thanh giới thiệu, lịch sử làm rượu của Tân Vu có từ thời Tây Hán hơn 2.000 năm trước, trên Thiên Tân Sơn còn đào được hai di tích xưởng làm rượu từ thời Tây Hán, hiện là một điểm du lịch của Thiên Vân Sơn. Xưởng rượu lâu đời nhất của Tân Vu còn có thể truy cứu tới thời vua Hàm Phong nhà Thanh, nhà máy rượu Thiên Vân chỉ thậm chí còn giữ được di tích từ thời đó. Chương 398, chuyến đi Hong Kong. Trương Khắc nghe vậy bảo Phó Tuấn lái xe tới nhà máy rượu Thiên Vân Trì, nhìn thấy đó chỉ là một nhà máy rượu quốc doanh rất nhỏ, Địch Đan Thanh kể nhà xưởng nơi này được lưu lại từ thời quân Nhật xâm lược, nhà xưởng sập sệ cũ kỹ, kiến trúc xưởng rượu đằng sau được liệt vào di tích lịch sử cấp thành phố, còn được bảo tồn rất tốt. Buổi trưa ăn cơm trên Thiên Vân Sơn, Trương Khắc đặc biệt dùng 12 đồng, gọi thứ rượu đắt nhất ở nơi này, vị so với thứ rượu cao cấp trong nước khác có chênh lệch khá lớn,
nhưng giá 12 đồng mà, yêu cầu gì được nữa, thảo nào chỉ giới hạn tiêu thụ ở các vùng lân cận. Hiện giờ ngành rượu ở hai vùng xuyên quý là tốt nhất, nhưng các nơi đều có vô số nhà máy rượu, cho nên rượu chung và thấp cạnh tranh quá độ, lợi nhuận cực kém, còn các nhãn hiệu các vùng xuyên quý chiếm cứ thị trường cao cấp thu lợi lớn, đặc biệt là nhãn hiệu cao cấp mở rộng tới thị trường tâm trung, khiến không gian sinh tồn của nhãn hiệu rượu địa phương tầm trung có không gian sinh tồn rất hẹp. Ngành rượu Tân Vu muốn đột phá vòng vây thì phải động não không ít. Trương Khắc nghĩ nhà máy Thiên Vân chỉ dù từ thời Thanh truyền lại vậy mà công nghệ nấu rượu cũng chẳng có gì độc đáo, nhưng vị thuần, không rát họng, sau khi uống không khô cổ, còn bảo tồn được nguyên vị. Kỹ thuật pha chế rượu là thứ cơ mật nhất của ngành rượu, nhưng hiện nay ý thức bảo mật của các nhà máy rượu trong nước còn rất kém, lấy lương cao mời các kỹ sư có kinh nghiệm phong phú từ các nhà máy rượu Mao Đài, Kiếm Nam Xuân, Ngũ Lương Dịch tới cải tạo kỹ thuật pha chế rượu không phải chuyện quá khó. Trong việc tạo lập thị trường, nhân tố văn hóa rất quan trọng, cái lịch sử của nhà máy rượu Thiên Vân chỉ rất đáng để khai thác. Ngoài ra sau khi thông qua thủ đoạn marketing mở cửa thị trường, sản lượng nhất định phải theo kịp, lúc đó làm sao đảm bảo sự ổn định của chất lượng rượu là mấu chốt của sự thành bại. Đám Nịch Đan Thanh đều cảm thấy hôm nay biểu hiện của Trương Khắc rất quái dị, buổi chiều tốn nửa ngày trời ở cái di tích xưởng rượu kia, đến khi ăn tối còn gọi hết tất cả thứ rượu có tiếng ở Tân Vu, mở ra mỗi thứ thưởng thức một ít, gặp đúng ông chủ ham rượu, không ngờ mời luôn người lạ vào bàn nói chuyện văn hóa rượu đương địa. Ông chủ quán rượu tất nhiên cao hứng, chưa nói tới rượu, quan trọng là bốn cô gái cùng bàn Trương Khắc đều rất kiều diễm, đặc biệt Địch Đan Thanh thành thục diễm lệ cực kỳ thu hút nam nhân trung niên. Lúc tính tiền chủ quán rượu còn hào phóng giảm giá 60%. Tuy mỗi loại rượu chỉ uống một chút, nhưng nhiều loại nên Trương Khắc uống không ít, quan trọng là loạn đủ thử, nên đứng lên một cái lảo đảo suýt ngã, ra ngoài gió mát thổi vào mới đỡ hơn. Ban đêm gió mát, làm mùa hè ngâm suối nước nóng trở thành một loại hưởng thụ đặc sắc, Địch Đan Thanh dẫn mọi người tới nhà tắm quy mô không lớn lắm, nhìn thấy Thịnh Thanh và Lưu Bân đứng ở cửa đón, Trương Khắc ngạc nhiên. Đây cũng là sản nghiệp của Lưu lão đại sao? Làm ăn nhỏ thôi, làm khác thiếu che cười rồi, giám đốc Thịnh quyết định đầu tư vào nơi này, về sau anh ấy mới là ông chủ lớn. Thiên Vân Sơn có tài nguyên suối nước nóng hiếm có trong tỉnh, nhưng mấy nhà tắm nước nóng nhìn bề ngoài không được rạng rỡ cho lắm, chủ yếu do du lịch không phát triển, trừ người có tiền trong thành phố thi thoảng lên đây hưởng thụ, thường ngày bọn họ thích ở khu giải trí trong thành phố hơn. Trương Khắc không hiểu Thịnh Thanh đầu tư vào đây là vì nhìn chúng suối nước nóng, hay là nhìn chúng vào các mỹ nữ, cũng chẳng biết những ngày qua hắn ở lại Tân Vu bàn chuyện làm ăn gì. Đương nhiên nếu Trương Khắc hỏi Thịnh Thanh sẽ không giấu giếm, nhưng y chẳng muốn hỏi. Trương Khắc rất kỳ vọng nam nữ tắm chung, vóc dáng của Địch Đan Thanh cho dù mặc loại đồ bơi kín đáo nhất chăng nữa nhìn cũng vô cùng thích mắt. Thế nhưng Lưu Bân chuẩn bị cho họ hai ao độc lập, ngâm nước nóng xong lại vào gian độc lập nghỉ ngơi, khi các cô gái ra đều mặc áo tắm do nhà tắm cung cấp, còn kín hơn cả y phục các cô mặc. Làm Trương Khắc chẳng có chút hứng thú nào. Kiến nghị của Khắc thiếu gia, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc. Địch Đan Thanh ngồi xuống bên cạnh Trương Khắc, nhắc lại chuyện Trương Khắc nói với cô tối qua. Nhưng tôi không muốn tiếp nhận điều kiện phụ đi kèm. Hẳn là không có đâu. Trương Khắc quay sang hỏi Thịnh Thanh. Anh không có điều kiện phụ đi kèm với chị Địch chứ hả? Thịnh Thanh cười. Nếu giám đốc Địch cho phép, tôi sẽ không keo kiệt đề xuất vài điều kiện phụ, nếu giám đốc Địch không muốn. Chúng ta sẽ làm theo trình tự cho vay chính quy, tôi sẽ yêu cầu giám đốc Địch lấy cổ phần nhà khách có được sau này thế chấp. Đây hẳn không thể tính là điều kiện phụ chứ. Thịnh Thanh không có hứng thú tham dự cải cách nhà khách, nhưng sẵn sàng cho mình vay tiền, thậm chí không cần quan tâm mình muốn bao nhiêu, đó chẳng qua chỉ là một câu nói của Trương Khắc mà thôi, Địch Đan Thanh thầm nghĩ cậu nhóc nà đúng là thần bí khó lường. Hôm nay bọn họ du ngoạn trên núi, còn thành phố thảo luận sơ bộ chuyện cải cách nhà khách. Buổi chiều Địch Đan Thanh nhận được nội dung có liên quan của cuộc họp, khả năng bán toàn bộ nhà khách là khá lớn, dù sao thành phố đang cần tiền để giải quyết ẩn họa an toàn của đê bao. Nhà khách chính phủ hiện là nhà khách có vị trí địa lý tốt nhất trong thành phố, trang thiết bị cũng tốt nhất, sau khi bán đi, thành phố vẫn chọn nơi này là điểm chiêu đãi khách chính phủ, tài sản chỉnh thể ước tính từ 2.000 tới 3.000 vạn, Địch Đan Thanh muốn chiếm được 10% cổ phần, cũng phải mất vài trăm vạn, nếu ít hơn thì tham gia cũng vô nghĩa. Trần Phi Dung ở Tân Vu chơi 3 ngày, sau đó cùng tới Hồng Kông. Tháng 8 hẳn là mùa nóng nhất ở Hồng Kông, Trương Khắc cũng tới Hồng Kông, có điều sau khi tới Hồng Kông chủ yếu là để Lương Quân và Tôn Lệ tiếp đãi, du ngoạn cũng do hai bọn họ phụ trách dẫn đường.
Thời gian này số lần Trương Khác tới Hong Kong không nhiều, nhưng cùng Hứa Tư dạo khắp các thắng cảnh ở Hong Kong rồi, có điều chẳng thể nói mỗi lần mình tới Hong Kong thực ra làm việc thì ít còn chơi thì nhiều. Hứa Tư đã về nội địa trước đó rồi, Trương Khác không tưởng tượng nổi hậu quả khủng bố nếu Hứa Tư gặp phải mẹ mình và mẹ Đường Thanh. Cơ cấu làm việc bên Hong Kong không chuyên môn an bài người tiếp đãi, chỉ bỏ ra có 1-2 tiếng vào buổi chiều ngày 4 tháng 8 qua đó một lúc. So với quy mô trong nước thì công ty ở Hong Kong quá nhỏ, chỉ chiếm một góc của tầng 12, diện tích văn phòng chưa tới 100m², các cơ cấu tài vụ, pháp vụ đều tập trung hết ở đây, chưa tới 20 người. Ngay cả Cố Kiến Bình cũng thấy hoài nghi. Cái công ty nhỏ thế này thì làm được cái gì? Đầu tư và mậu dịch nhập khẩu trong nước ạ. Trương Khác giới thiệu đơn giản nghiệp vụ của Việt Tú, mà đúng là cũng đơn giản thật, nhưng chỉ một nghiệp vụ nhập khẩu chip giải mã thì thôi, Việt Tú kiếm được gần 1 tỷ. Được coi là công ty mậu dịch cỡ lớn ở Hong Kong rồi. Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi thời gian này cũng ở Hong Kong, đến làm ca khúc quảng cáo tuyên truyền cho Ái Đạt, do dự toán kinh phí, Hứa Duy và Lý Nguyệt Như không tới cùng. Nhóm Trương Khác được nhà Tôn Thượng Nghĩa chiêu đãi xong, còn chuyên trình tới công ty chế tác tham quan quá trình thu âm. Vợ chồng Cát Minh Đức cũng đặc biệt bỏ ra một ngày chiêu đãi bọn họ, còn mời bọn họ tới xem đua ngựa rất được ưa chuộng ở Hong Kong. Đoàn người ở lại Hong Kong 7 ngày. Với Đường Thanh mà nói cô đã tiêu giao tổng cộng 10 ngày rồi, đó là khai ân đặc biệt của Cố Kiến Bình, bà luôn có yêu cầu nghiêm khắc với Đường Thanh. Từ Hong Kong trở về tất nhiên về thẳng Hải Châu, chuẩn bị cho kỳ thi tiến hành ngay sau khi khai giảng, đó là thi cuối kỳ vì thi toàn quốc mà trì hoãn tới bây giờ. Chương 399, một phần bí mật. Ngày 8 tháng 8, Trương Khác cùng mẹ về Tân Vu, kỳ nghỉ ngày nhà y mới chuyển tới Tân Vu, rồi còn đủ mọi chuyện lộn xộn ở đây. Nên khiến tất cả việc y định làm còn chưa đâu vào đâu, Trương Khác vẫn còn phải tốn nhiều thời gian ở Tân Vu. Còn may ở Hải Châu y đã lập nên được đoàn đội ổn định hiệu quả cao, hoàn toàn có thể tạm thời không quản tới vấn đề kinh doanh cụ thể bên đó. Trong thời gian bọn họ ở lại Hong Kong, tổ điều tra đê bao Tân Vu đã có tiến triển nhất định, tài liệu liên quan La Quy Nguyên tới ăn hối lộ che giấu cho tập đoàn Long Hoa kiếm lợi phi pháp được đưa lên tỉnh vào ngày 7 tháng 8. Ngày Trương Khác về Tân Vu, thư ký của La Quy Nguyên bị kỷ ủy thành phố khống chế. Có áp dụng hành động với La Quy Nguyên thì phải do tỉnh quyết định. Vụ án đê bao Tân Vu bùng phát gây chấn động trong tỉnh, mặc dù không khai tiết lộ trên truyền thông, nhưng đưa lên báo nội bộ, cho nên tất cả các cán bộ cấp xử trở lên được đọc bài viết từ Học Bình vi hành Tân Vu vạch trần công trình rỗng ruột lớn nhất trong tỉnh từ trước tới nay. Từ Học Bình yêu cầu tổ chức đội điều tra liên hiệp tiến hành kiểm tra ẩn hỏa an toàn tất cả công trình đê phòng lũ trọng yếu trong tỉnh, tăng cường công tác phòng lũ trong năm nay. Lúc này lưu vực Tiểu Giang cũng đón đợt lũ đầu tiên của năm 96, từ Học Bình và Đào Tấn suốt ngày bôn ba giữa các huyện chỉ thị công tác phòng lũ cứu nạn. Trong lòng mọi người đều rõ, qua mùa lũ năm nay, sẽ là cuộc chỉnh đốn hệ thống thủy lợi toàn tỉnh. Trương Khác về tới Tân Vu, cha đang trực trên đê. Do Bộ Chỉ huy phòng lũ yêu cầu phải luôn có mặt một thường ủy và một phó thị trưởng trực trên đê. Trong 10 ngày qua Tân Vu đã tổ chức một lượng lớn dân công và quân đội tiến hành gia cố đê bao, nhà khí tượng dự báo mùa lũ năm nay rất ngắn, cũng sẽ không có mưa lớn ở lưu vực Tiểu Giang. Nếu có một cái ban ngành thường xuyên phạm sai lầm mà lại không bao giờ mất việc, chắc chắn đó là nhà khí tượng. Nên nhìn ra bản chất yếu ớt của đê bao thành phố, thành ủy Tân Vu chẳng dám tin vào nhà khí tượng mà xem nhẹ gia cố đê. Cho nên lúc nào cũng như chuẩn bị đón đại địch. Trong thời gian nhóm Trương Khác đi Hong Kong, Trương Chi Hành đa phần ăn ở tại cơ quan, còn nhà mời mẹ Vệ Lan trông nom thay. Hai mẹ con Trương Khác về Tân Vu tới thẳng biệt thự, không chỉ Vệ Lan và mẹ cô có ở đó, mà Địch Đan Thanh cũng có mặt. Giám đốc Địch có ở đây thì tốt, tôi còn định đi tìm chị đây. Trương Khác cười nói, cảm giác trang phục của Địch Đan Thanh hôm nay khác trước kia, tiếp xúc với cô một thời gian dài. Chỉ thấy cô mặc váy là chính, hôm nay mới thấy cô mặc quần jean xanh, bó chặt cặp đùi mỹ miều, làm cơ thể đầy đặn của Địch Đan Thanh càng thêm dụ hoặc Trương Khác tột độ, y không khỏi vỗ đầu than, hai kiếp làm người rồi mà vẫn thích cái món này. Dung mạo của Vệ Lan không kém Địch Đan Thanh nửa phần, nhưng là nam nhân bình thường, sức đề kháng của Trương Khác với cơ thể gợi cảm nóng bỏng của Địch Đan Thanh cực kỳ yếu ớt. Chuyện ở Tân Vu cậu không biết sao, hiện giờ tôi chẳng còn việc gì nữa rồi. Tôi đâu còn là giám đốc gì nữa. Địch Đan Thanh nhận ra ánh mắt như sói đói của Trương Khác lướt qua lướt lại trên người mình, mặt hơi đỏ lên, trước mặt Lương Cách Chân, cô không dám phóng túng, cúi đầu xuống, như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, tới giúp xách hành lý. Xảy ra chuyện gì thế?
mấy cái vali đều rất nặng, Trương Khác và Địch Đan Thanh cùng hợp sức xách một cái vali vào phòng khách, ngửi hương thơm cơ thể dễ chịu trên người cô, thi thoảng vô tình chạm vai vào nhau, Trương Khác sẵn sàng xách thêm vài cái vali nữa, tiếc là xác mãi rồi cũng hết, bảo với Địch Đan Thanh. Chị theo tôi lên tầng nói chuyện. Địch Đan Thanh rất do dự nhìn Lương Cách Chân, thấy bà không tỏ vẻ gì mới theo Trương Khác. Trên tầng 2 có hai thư phòng, một của Trương Chi Hành, một của Trương Khác, Địch Đan Thanh được nghe mẹ Vệ Lan kể thế. Trương Khác không thường trú ở Tân Vu, qua kỳ nghỉ hè y phải về Hải Châu đi học, như thế nói lên y có địa vị đặc thù trong nhà. Bất kể từ phương diện nào mà nói, Địch Đan Thanh đều không thấy Trương Khác giống một học sinh, là cô gái từng trải mẫn cảm, càng tiếp xúc lâu với Trương Khác, cô càng cảm nhận được hơi thở nam nhân trưởng thành trên người y. Trương Khác mở thư phòng của mình, kéo rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời cuối cùng trong ngày đang từ từ lùi sau đám mây, vừa khéo chiếu ánh sáng dịu dịu lên khuôn mặt không hề trang điểm của Địch Đan Thanh, so với vẻ đẹp quyến rũ trước kia, lúc này cô trở nên thanh lệ đạm nhã, quần jean áo sơ mi, tựa hồ càng phù hợp với bản tính thực sự của cô, bất kể thế nào, cô đều là cô gái xinh đẹp gợi tình tới cực điểm. Trương Khác ngồi xuống chiếc ghế đen giữa bàn và giá sách, bảo Địch Đan Thanh ngồi xuống đối diện. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhà khách mặc dù chưa cải cách, nhưng Giang Thượng Nguyên yêu cầu, thủ tiêu toàn bộ phòng đặc quyền của cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ, cấm chỉ người thân cán bộ lãnh đạo tới nhà khách tiêu pha ký sổ, chính phủ bỏ trợ cấp nửa cuối năm cho nhà khách, đồng thời miễn trừ chức vụ tổng giám đốc nhà khách, phó chủ nhiệm ban chiêu đãi văn phòng thành ủy, tạm thời do chủ nhiệm Khâu Trường Hà phụ trách. Trương Khác chưa nói với cha y rằng sẽ để Địch Đan Thanh trực tiếp tham gia cải cách nhà khách, cho nên mỗi lần gọi điện về nhà, cha y không kể chuyện nhà khách. Quyết định Giang Thượng Nguyên đưa ra với nhà khách không làm Trương Khác bất ngờ. À, đây là chuyện rất bình thường để chuẩn bị cho công tác cải cách thôi. Những quyết định này sẽ không có ảnh hưởng xấu tới chúng ta chứ? Không đâu, ba tôi là tổ trưởng tiểu tổ cải cách, trong quá trình cải cách sẽ công bằng công chính hết mực có thể. Chặn đứng thao tác ngầm, sao có ảnh hưởng xấu được. Trương Khác dựa người vào lưng ghế, Địch Đan Thanh tựa hồ quyết tâm tẩy hết phong trần, cổ áo chẳng hề lộ ra vùng da ngực trắng muốt như mọi khi, làm mắt Trương Khác chẳng được hưởng thụ chút nào, uể oải vặn lưng nói. Đối với gia đình tôi, chẳng chỉ có nghi vấn nhất định phải không, hẳn nghĩ ba tôi chỉ là quan viên cấp phó sở mà phô trương thế này, không khỏi có chút quá thân phận. Đâu có. Địch Đan Thanh đúng là nghĩ như thế, nhưng muốn che giấu. Nhìn ánh mắt làm tim người ta đập loạn nhịp của Trương Khác, biết nói dối là thừa thãi, nên mím môi không nói nữa. Trương Khác cười tự nhiên. Nhà tôi có đầu tư thương nghiệp ở nơi khác, thứ chúng tôi hưởng thụ đều do đầu tư đó có được, chẳng có gì mờ ám, chẳng qua không muốn nói ra thôi. Ở Tân Vu chỉ có bí thư Giang biết một chút, hiện giờ những sản nghiệp này do tôi quản lý, nói như thế đã thỏa mãn phần nào lòng hiếu kỳ của chị chưa? Nhìn đôi mắt đẹp mông lung của Địch Đan Thanh tựa hồ càng có nghi hoặc sâu hơn bao phủ. Trương Khác vỗ đầu, đành phải làm phú ông ẩn mình thôi, chuyện mà công bố ra, 10 người sẽ cả 10 người có thái độ hoài nghi sâu hơn. Chuyện đầu tư nhà khách không quan hệ trực tiếp tới tôi, song nói không liên quan thì không đúng, số tiền Thịnh Thanh cho chị vay, là do tôi cấp cho anh ta, nhưng chúng ta chỉ giới hạn trong quan hệ cho vay gián tiếp mà thôi. Chị cũng biết lời người đáng sợ thế nào, với vị trí của ba tôi. Không phải cứ nói ngay thẳng thì không cần giải thích là xong được. Địch Đan Thanh tay giữ mái tóc đen nhánh phủ xuống trán, vẻ mặt mê hoặc, khiến dung nhan kiều diễm thêm vài phần hồn nhiên, đây luôn là điều làm cô gái thành thục thêm hấp dẫn, Trương Khác không ngại ngần nhìn ngắm cô thêm. Hơi hiểu, lại hơi hồ đồ. Địch Đan Thanh nhướng mắt lên, thấy Trương Khác đang chăm chú nhìn mình, dù tranh ánh mắt đó có ý vị nam nhân thưởng thức nữ nhân, cô cũng không cảm thấy bài xích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 400, khách từ Hải Châu tới. Địch Đan Thanh hiểu ý trong lời Trương Khác, cha con họ nắm trong tay một sản nghiệp cực lớn, đủ cho gia đình hưởng thụ không hết, không thèm tới Tân Vu kiếm trác, thậm chí vì thị hiểm, muốn làm chút lợi ích cho Tân Vu cũng phải tốn công. Nhưng vì sao gia đình này có số tài phú đó, vì sao giao cho một học sinh cao trung quản lý? Là công ty danh tiếng nào đó phải không? Nếu như người dân có quyền bỏ phiếu thực sự, chuyện mình trong 2 năm sáng lập ra Cẩm Hồ, chắc thế nào cũng bị bỏ phiếu đưa tới cơ quan giải phẫu não nghiên cứu. Trương Khác biết Địch Đan Thanh nghi hoặc, nhưng giải thích ra càng mệt, thôi để cô ấy dần suy ngẫm. Nếu như có thể tập đoàn Tân Quang và Điện tử Ái Đạt có danh tiếng thì đúng vậy, nhà tôi có đầu tư vào 2 công ty đó. Vì tổng bộ 2 công ty này đều ở Hải Châu,
cho nên ba tôi phải rời Hải Châu tránh quy định luật pháp liên quan. Trong tỉnh Đông Hải chỉ cần không phải là người kiến thức quá hạn hẹp, đều nghe về Tân Quang và Ái Đạt, Trương Chi Hành có đầu tư trong đó. Trước kia Địch Đan Thanh thấy nhà họ Trương quá phô trương, giờ xem ra họ đã rất thu mình rồi. Tập đoàn Long Hoa đem so với Tân Quang, Ái Đạt thì sách dép cũng không xứng, vậy mà Trương Nhi lập ra ngoài là có BMW tháp tùng, nhà thì xây biệt thự thênh thang bên hồ. Khi một cô gái đẹp lơ đễnh luôn cực kỳ ưa nhìn, Trương Khắc rất kiên nhẫn ngắm nhìn Địch Đan Thanh, trong lòng còn cảm thấy rất dễ chịu. Nếu như chị thấy khó hiểu thì một số việc chúng ta bàn sau nhé. À không. Địch Đan Thanh tập trung tinh thần trở lại. Bàn ngay bây giờ cũng không sao. Kỳ thực cũng chẳng có gì để nói. Trương Khắc đứng dậy giang tay ra. Qua Thịnh Thanh cung cấp tài chính cho chị, là vì coi trọng năng lực quản lý của chị. Còn về quyết định của chị tôi không can thiệp, nếu không nó đi trái với ý định ban đầu. Vài ngày nữa sẽ có một số người từ Hải Châu tới, phiền chị tiếp đãi dùm. Tôi đem một số chuyện nói cho chị là vì không muốn chị có lo lắng không nên có, tài chính không có vấn đề, cũng không có điều kiện phụ. Còn nữa chuyện tôi nói làm chị nghi hoặc khó hiểu, vậy đừng đem đi hành hạ thần kinh người khác nữa. Đưa tay mời Địch Đan Thanh xuống lầu, đến chỗ rẽ cầu thang, đột nhiên nói. Đương nhiên tôi rất thích cảm giác chị coi tôi thành đứa con trai bình thường hôm trong nhà vệ sinh nam ở hộp đêm hoàng hậu. Địch Đan Thanh nhớ hôm đó mình không ngờ dùng mỹ sắc thăm dò Trương Khắc, mặt đỏ dừ, thấy Trương Khắc tự cười tựa không nhìn mình, đầy vẻ tà mị, làm người ta chột dạ, tim đập loạn lên. Chuẩn bị cho mẹ con Lương Cách Chân hôm nay từ Hong Kong về, mẹ Vệ Lan làm rất nhiều món ăn, lúc này Địch Đan Thanh không còn dũng khí ở riêng với Trương Khắc nữa, chạy tới giúp Vệ Lan chuẩn bị cơm tối. Vệ Lan nhìn mặt cô một hồi, hỏi nhỏ. Hai người vừa rồi ở bên trên nói chuyện gì thế, mặt chị đỏ hết rồi kia. Có à? Địch Đan Thanh cố cười che giấu. Không có gì, vẫn là chuyện giống như hôm nọ nới với em thôi, chỉ là xác nhận lại một lần nữa. Nói như vậy chị sẽ quay lại điều hành nhà khách. Còn cùng với người khác nữa, sau này em tiếp tục giúp chị là được. Vài ngày nữa có người từ Hải Châu tới, em giúp chị cũng tiếp đãi người ta. Người từ Hải Châu tới là do Thịnh Thanh dẫn đến, là Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo. Bọn họ xuất phát từ Hải Châu vào buổi sáng, nửa đường dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, hoàng hôn tới nơi. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh, Vệ Lan đưa bọn họ tới Thiên Vân Sơn. Thiện Chí Cương nhìn thấy Địch Đan Thanh, Vệ Lan liền trêu Trương Khắc. Khắc thiếu gia đi đến đâu lúc nào cũng nghĩ tới việc dưỡng mắt trước. Vệ Lan đơn thuần, nhất thời chưa nghe ra ý trêu ghẹo của Thiệu Chí Cương. Địch Đan Thanh thì khôi phục lại tính cách già dặn đáo để của mình, cười duyên dáng. Tôi coi như giám đốc Thiệu đang khen chúng tôi, có điều chúng tôi không biết nữ nhân Hải Châu dưỡng mắt cho Khác thiếu gia xuất sắc thế nào, hôm khác mong được giám đốc Thiệu giới thiệu cho, con gái thị trưởng Đường thì chúng tôi biết rồi. Với địa vị của Trương Khác, Thiệu Chí Cương hẳn sẽ không lấy các cô gái như Đường Thanh, Trần Phi Dung ra đùa, vậy bên cạnh Trương Khác thế nào cũng còn cô gái xuất chúng khác. Thiệu Chí Cương tặc lưỡi. Cô gái này thật ghê gớm, hắn đương nhiên không dám nói tới chuyện Hứa Tư trước mặt Trương Khắc. Địch Đan Thanh biết đám người Thiệu Chí Cương được Trương Khắc tìm tới để đầu tư hạng mục nhà khách, Trương Chi Phi còn là chú của Trương Khắc, cô đương nhiên tiếp đãi không thể sơ suất được. Ăn ở trên Thiên Vân Sơn mặc dù không xa hoa, nhưng món ăn rất đặc sắc, ở nhà trúc trên núi cũng có cảm thụ đặc biệt, trời đất tĩnh mịch, làm người thành phố mệt mỏi cuộc sống bon chen ồn ã được hưởng thụ sinh hoạt yên lặng, song cần người am hiểu bố trí chu đáo. Trương Khắc mời mọi người vào một gian nhà trúc, uống rượu hoa quả do người trên núi ủ, nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc bên ngoài, không ai còn muốn bàn chuyện công việc ở đây nữa, cảm thấy thế thật thô tục. Nhưng đời chẳng thiếu kẻ tục, Trương Khắc nói. Anh Thịnh hẳn đã nói với mọi người rồi, tôi không chiêu đãi mọi người ở nhà khách, mà đưa tới Thiên Vân Sơn, chỉ là muốn nói, hạng mục cải cách nhà khách đó thực chất không đáng là gì, không cần khua chiêng gióng trống mời mọi người tới. Nhưng nghề du lịch ở Tân Vu có tiềm lực phát triển lớn, ba tôi sau này muốn kiếm chính thích, cũng sẽ ra tay theo đường lối này, hiện tôi mời mọi người tham gia vào ngành giải trí ẩm thực nhà khách ở Tân Vu là thời cơ không tệ. Vệ Lan đang ở ngoài chuẩn bị thức ăn, nhìn đám Thiệu Chí Cương đều chăm chú nghi Trương Khắc nói, Địch Đan Thanh hơi hiểu được sức ảnh hưởng của Trương Khắc với những người này. Tôi không tiện đầu tư trực tiếp vào Tân Vu, cho nên mới đưa mọi người tới, phân ra thì yếu, đoàn kết thì mạnh, bất kể là khách sạn. Ẩm thực hay giải trí đều có tính liên quan tương đối, mọi người đều có một số sản nghiệp ở phương diện này, nhưng nguồn lực không tập trung sẽ phân tán tinh lực hữu hạn của mọi người.
nên nếu những nguồn lực này tập trung hết vào một công ty, liệu có hợp lý hơn, sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn, có tốc độ phát triển hơn không? Tôi sẽ đem cổ phần của Cẩm Hồ ở Thế Kỷ chuyển nhượng cho chú tôi, không biết mọi người thấy dùng nền tảng của Thế Kỷ thì thế nào? Trong tay chú không có dư nhiều tiền như thế để lấy cổ phần của Cẩm Hồ ở Thế Kỷ đâu. Trương Chi Phi trước khi tới đây chưa được nghe Trương Khác nói về vụ này, có hơi bất ngờ. Thế Kỷ là công ty trước kia được thành lập để vận hành trung tâm ẩm thực cầu Từ Phược, một phần của Thịnh Thế Niên Hoa cũng thuộc tài sản của nó, Cẩm Hồ chiếm 40%, 60% còn lại đều là của Thiệu Chí Cương. Chú cứ tùy tiện xem mà trả, chẳng lẽ cháu còn đi so đo với chú giá trị cổ phần bao nhiêu sao? Trương Khắc xua tay nói. Chú trả một đồng cháu cũng nhận. Này, cháu đừng nghĩ mặt chú không đủ dày nhé. Trương Chi Phi cười. Cháu ép chuyển nhượng cho chú, vậy tiền chuyển nhượng chú nợ trước, cháu cũng chẳng thiếu số tiền này. Cũng được, chú nói sao thì làm thế. Trương Khắc muốn đem 40% cổ phần ở Thế Kỷ chuyển hết cho chú là để tiện bọn họ lấy City Thế Kỷ làm nền tiến vào đầu tư vào Tân Vu, tiếp đó sẽ kéo cả Thịnh Thế Niên Hoa của Thịnh Thanh, nhà hàng Thị Kiến của Ngô Thiên Bảo vào, như vậy trong thời gian ngắn thực lực của Thế Kỷ sẽ tăng vọt. Do các công ty dưới quyền sở hữu của những người này đều có tính liên quan tới nhau, cho nên khi liên hợp lại cũng tương đối dễ dàng, với năng lực kinh doanh của Thiệu Chí Cương điều hành tài sản này cũng quá dư. Chương 401 liên kết lại. Ngô Thiên Bảo nhấp một ngụm rượu, vị ngọt mới mẻ, chép miệng nói. Được, chưa bao giờ có vụ hấp dẫn như thế, làm người ta khó cự tuyệt được, Ngô Thiên Bảo tôi có giỏi tới đâu, kiếm được vài chục triệu, cùng lắm là hạng giàu sổi. Thực ra con người tôi dã tâm lắm, cũng muốn thành người của xã hội thượng lưu, chỉ sợ Khác thiếu gia chê gia nghiệp của tôi nhỏ, không nâng đỡ. Muốn vào xã hội thượng lưu phải cắt cái bụng này đi đã. Chẳng hiểu được vợ anh phối hợp cùng anh trên giường với cái bụng này ra sao. Trương Chi Phi vỗ cái bụng phệ của Ngô Thiên Bảo trêu. Ngô Thiên Bảo vóc người không thấp, song thể trọng trên 100 kg, ai chẳng biết cái chuyện trên giường của ông ta không phải phối hợp với vợ, chẳng qua Địch Đan Thanh ở đây, có nói đùa cũng không thể quá trớn. Thiệu Chí Cương thì im lặng nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của Trương Khác. Tôi và lão Ngô xuất thân làm ẩm thực, nhưng chỉ đánh trận nhỏ, chẳng làm nên cái gì ra hồn. Hiện có mô hình phát triển tốt như thế của cầu Tứ Phượng mà không có chỗ để thực thi. Tôi cũng sớm có chút suy tính rồi, chỉ là nghĩ Khác thiếu gia chưa chắc có hứng thú mấy ở mảng này, thêm vào thời gian qua tinh lực của mọi người bị các chuyện khác phân tán, nên chưa kịp đề xuất. Thời gian qua cũng chỉ có lão Ngô là chuyên tâm kinh doanh ẩm thực. Tôi chẳng qua chỉ là chẳng đặng đừng thôi, những chuyện khác, địa ốc có lão Thiệu, xây dựng có Chi Phi, giải trí có Thịnh Thanh, tôi cũng muốn làm lắm chứ, nhưng không làm nổi. Giờ tôi chỉ mong thằng con ở Úc về, nó bằng một nửa Khác thiếu gia là tôi yên tâm về Đông xã dưỡng lão. Ngô Thiên Bảo cũng là người Đông xã, bạn học sơ cao chung với Trương Chi Phi, năm 84 mới chuyển lên Hải Châu. Thịnh Thanh nghi hoặc hỏi. Sản nghiệp giải trí cũng đưa cả vào sao, tôi tưởng Khác thiếu gia không ưa nó. Lần này tôi rút ra rồi, có chuyện gì cũng không liên quan tới tôi nữa. Trương Khác nhún vai, thực ra Thịnh Thanh làm nghề này rất có chừng mực. Y cũng yên tâm. Tôi chỉ kiến nghị thế thôi, mọi người muốn làm thì làm. Xã hội có nhu cầu mà, có cấm cũng vô ích, chỉ là hiện giờ cái nghề này bên trên phải phủ lớp lụa đẹp, không thản nhiên thừa nhận mà thôi, có người nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, còn tôi nhắm cả hai mắt rồi. Thịnh Thanh cười nói. Tôi biết công an Tân Vu còn dựa theo số phòng bao của hộp đêm, số giường của nhà khách để thu khoản phí nhất định, đây đại khái là thuế cá nhân của gái gọi rồi còn gì. Trương Khác chỉ cười, chẳng cảm khái mấy, kiểu loạn thu phí này chẳng còn mới mẻ gì, cũng chẳng thể nghiêm túc cấm chỉ, cái xã hội này chỗ nào chẳng có thứ dơ giấy, người nào không thích ứng được thì chỉ có chết ngạt. Mọi người đều có ý này, nên trong hai ngày ở Tân Vu, liền quyết định đại khái sự thể, do Ngô Thiên Bảo hai năm qua luôn chuyên tâm làm ẩm thực, nên tính ông ta phân ngạch lớn nhất, những người còn lại đều đầu tư thêm tài chính, vậy là đã có bộ khung tương đối rồi. Trương Chi Phi nắm cổ phần. Còn phương diện kinh doanh quản lý sẽ không trực tiếp can thiệp, dù sao ông thiếu kinh nghiệm ở ngành này. Thiệu Chí Cương có khuynh hướng giao cho Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo phụ trách, bị hai bọn họ mắng hắn gian manh, chơi kim thiền thoát xác, đem gánh nặng đẩy cho người khác chuyên tâm kinh doanh địa ốc, nên bắt hắn phải làm chủ tịch tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ. Trong số những người này, Trương Khác luôn nhận định Thiệu Chí Cương có tầm đại cục lớn nhất, vận hành vốn cũng có thủ đoạn độc đáo, chỉ cần nhắc nhở hắn chớ quá mạo hiểm. Thành tựu nghiệp kiếp này của hắn sẽ không kém hơn người khác.
Trương Khác cưỡi ngựa xem hoa đưa bọn họ tới địa điểm du lịch khắp Tân Vu một lượt, nửa ngày cuối mới chính thức bàn việc cải cách nhà khách. Đám Thiệu Chí Cương tin sự quật khởi mạnh mẽ của Trương Chi Hành ở Tân Vu làm bọn đầu tư vào nơi đây sẽ có đảm bảo chắc chắn, Trương Khác muốn chùi sạch mông, óng à óng ẹo không muốn tới Tân Vu trực tiếp đầu tư, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ cũng có lòng tin vào quyết tâm trừ bỏ đặc quyền của lãnh đạo đảng chính phủ ở nhà khách của Tân Vu, nghiêm túc nghe Trương Khác kỳ vọng hứa hẹn ra sức phát triển nghề du lịch ở Tân Vu, nên không băn khoăn nhiều liền quyết định tham gia hạng mục cải cách nhà khách. Cũng trong ngày cuối cùng này Trương Khác mới an bài đám Thiệu Chí Cương gặp mặt Lưu Bân. Lưu Bân không giống hình tượng của kẻ tham dự xã hội đen khác, mặt hầm hầm, tóc vuốt ngược, mà lịch sự phong độ, nếu đi trên đường thậm chí còn bị người ta nhầm là cán bộ nhà nước hoặc giáo sư trường đại học. Thực ra vào năm 86, khi Tân Vu chưa thăng cấp lên thành phố, ông ta có thời gian ngắn làm giáo viên dạy thay ở trường bổ túc. Khi kể lại chuyện cũ trước mặt đám Trương Khác, Lưu Bân cảm thấy có chút xấu hổ. Con đường đời rẽ vào ngả nào chẳng ai hay, Thịnh Thanh trêu ông ta. Chỗ ông có nữ sinh ra ngoài kiếm sống thêm không, liệu ông có nổi lương tâm nhà giáo chiếu cố đặc biệt cho mấy em ấy không thế? Trương Khác nhớ khi Địch Đan Thanh làm tiểu muội ở hộp đêm hoàng hậu còn là học sinh cao trung, quay sang nhìn cô, không ngờ Địch Đan Thanh ngoảnh mặt đi, toàn là chuyện cũ không đáng nhớ lại, truy hỏi làm gì nữa. Lưu Bân không rõ gia sản của Trương Khác, nhưng đám Thiệu Chí Cương tùy tiện chọn ra một người đều không kém đại hưng của ông ta, Lưu Bân hâm một nhất là bọn họ nắm trong tay chuỗi sản nghiệp đĩa lậu khổng lồ, đại hưng của ông ta chỉ là một mắt xích trong đó, chưa nói tới sản nghiệp khác, riêng hạng mục này thôi mỗi năm đủ mang lại số tài phú người khác phải ngưỡng mộ. Nghĩ lại mình ở Tân Vu là nhân vật có máu mặt, nhưng sang nơi khác ngay cả nhân vật hạng hai cũng chưa xứng, làm người không thể quá hạn hẹp, tránh người ta cười mình ếch ngồi đánh giếng còn huênh hoang tự đại. Nói cho cùng thì tại Tân Vu cách cục kinh tế quá nhỏ, chẳng làm nên được xí nghiệp lớn, tất nhiên chẳng kiếm nổi tài phú lớn. Đám Thịnh Thanh biểu thị sẵn sàng triển khai hợp tác mật thiết sâu rộng hơn với Lưu Bân ở Tân Vu, nên chuyện cải cách nhà khách nhanh chóng được định đoạt, tỷ lệ đầu tư chia ra như sau, Thế Kỷ chiếm 51%, Đại Hưng chiếm 35%, Địch Đan Thanh với danh nghĩa cá nhân chiếm 14%, vận hành cụ thể sẽ ủy thác Địch Đan Thanh toàn quyền xử lý. Tiền đầu tư của Địch Đan Thanh do Thế Kỷ cho vay, thế chấp chính bằng cổ phần sau này cô có được ở nhà khách. Cho tới tuần hạ tuần tháng 8 trung thượng du sông Tiểu Giang cũng không có mưa lớn, lúc này chính phủ thành ủy Tân Vu mới thở phào, nhà khí tượng tiếp tục dự báo trong thời gian tới không có mưa lớn, thành ủy chỉ phái một thường ủy hoặc một phó thị trưởng lên đê trực, những công tác bị trì hoãn trương đó nhanh chóng được triển khai. Cùng với việc thành ủy tăng cường điều tra vụ án đê bao, nhân viên công tác bên cạnh La Quy Nguyên không ngừng bị cuốn vào, hành vi cấu kết mưu đồ chiếm lợi bất chính của La Quy Nguyên và tập đoàn Long Hoa ngày càng rõ ràng. Ngày 22 tháng 8, Tổ điều tra liên hợp của tỉnh tới Tân Vu tiến hành điều tra La Quy Nguyên, trong thời gian điều tra tạm thời đình chỉ tất cả mọi chức vụ, cũng như hạn chế hoạt động thường nhật. Thành ủy cũng tăng cường điều chỉnh nhân viên cơ quan, người do La Quy Nguyên đề bạt lên cho dù tạm thời còn thanh bạch đều bị cho ra chỗ mát ngồi hết. Mặc dù tỉnh muốn thẩm tra rõ ràng còn cần thời gian khá dài, nhưng có thể nói thời đại của La Quy Nguyên ở Tân Vu đã không quay lại nữa. Cái ngày này thực ra đã được xác định từ lúc từ Học Bình tới Tân Vu rồi. Công tác cải cách nhà khách cũng được đưa lên lịch trình, thành phố Tân Vu mời công ty kiểm toán tỉnh tiến hành đánh giá giá trị của nhà khách, đồng thời chính thức tiến hành mời thầu với bên ngoài. Trương Chi Hành vì thị hiềm mời Tiền Văn Quý đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ cải cách nhà khách. Tình hình không khác mấy so với dự đoán của Trương Khác, xí nghiệp ngoài không đủ hiểu biết về Tân Vu, xí nghiệp bản địa lại không đủ thực lực, thêm vào người biết nội tình nhà khách sợ nước trong đó sâu, lo nhân vật đặc quyền sẽ quấy nhiễu vận hành nhà khách, nên đứng ra đấu thầu chỉ có lác đác 3-4 xí nghiệp. Vì đủ các loại cố kỵ, những xí nghiệp khác đều áp giá rất thấp, chênh lệch lớn với tài sản nhà khách mà chính phủ thành phố đánh giá. Địch Đan Thanh liên hợp với Đại Hưng, Thế Kỷ ra giá 2.200 vạn. Mặc dù chênh lệch nhất định với giá lý tưởng của thành phố, nhưng so với các xí nghiệp khác có ưu thế rõ ràng, cuối cùng thành phố đành chấp nhận giá này, tiếp tục tiến hành đàm phán chi tiết hơn. Chương 402, Ngân hàng thương nghiệp. Khoảng thời gian ở Tân Vu thực làm người ta ngột ngạt mỏi mệt, còn cả thứ tình cảm kia nữa. Rời được Tân Vu nhẹ nhõm như được thở phào một cái, nơi đó làm gì có thoải mái tự tại ngồi trong thư viện thưởng thức gió mát đặc biệt nhìn ngắm mỹ nữ dưỡng mắt thư thái thế này. Sau khi vào mùa thu, cái nóng tàn bạo của mùa hè Hải Châu qua đi, Trương Khác ngồi trước cửa sổ dợp bóng cây, tay cầm quyển sách, nhưng hiện mắt y không ở trên sách,
các mỹ nữ của Nhất Trung thích tới thư viện đọc sách, xem sách một lúc, ngẩng đầu lên thưởng thức những kiệt tác sống động nhất của tạo hóa. Một buổi trưa như thế, so với cuộc sống phải căng óc ra toàn tính ở Tân Vu thì dễ chịu hơn cả trăm lần. Dù sao kỳ thi cuối năm kia chỉ còn cho mình một ngày ôn tập thôi, học chăm thế nào cũng không đủ, vậy sao phải đầy đọa bản thân? Một học sinh cá biệt nào đó vừa ngắm hai cô gái xinh xắn đi qua vừa nghĩ. Học kỳ mới lại đón thêm một nhóm học sinh năm thứ nhất, tất nhiên có thêm vài khuôn mặt thanh lệ mới mẻ. Mắt đảo loạn lên làm cái gì thế? Đường Thanh giơ sách lê quơ quơ trước mặt Trương Khác. Xem sách tử tế cho mình, bạn mà thi không hợp cách, dì Lương sẽ trách mình không quản tốt bạn. Mẹ mình làm gì có vô lý đến thế? Trương Khác nhe răng cười, nhìn hết một vòng thì Đường nha đầu vẫn xinh đẹp nhất, dưới cái mũi thẳng như lấy khối ngọc hoàn mỹ nhất tạc thành là cánh môi hồng kiều diễm đang cắn bút, lộ ra hàng răng trắng sáng, mê người hết sức. Trương Khác muốn đưa tay ra chạm vào cánh môi mỏng ướt đó thì sau lưng truyền lại hai tiếng ho, đó là bà thủ thư đang tuổi mãn kinh của thư viện, suốt cả buổi chiều bà ta cứ nhìn chằm chằm về phía này, họng thì tựa có cục đờm lớn không khạc ra được, chỉ cần Trương Khác có động tác khinh bạc Đường Thanh, hoặc dù là thân mật một chút thôi là bà ta ho không ngừng, quá đáng ghét. Nếu chẳng phải không thể làm ảnh hưởng tới hình tượng học trò ngoan của Đường Thanh, Trương Khác sớm đã kéo cô nàng tới bãi cỏ bên hồ nằm cả chiều rồi. Hiếm hoi lắm mới có thời gian nhàn nhã bên cạnh Đường Thanh, lại bị bà già biến thái đó giám thị, cảm giác hoàn mỹ nhưng không trọn vẹn. Trong phòng đọc sách rõ ràng có mấy cặp học sinh yêu nhau vai kề vai đọc sách, hai người lại phải ngồi tách nhau ra, chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhau say đắm, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của người trẻ tuổi. Trừ học sinh năm thứ nhất tham gia quân huấn ra, cả trường học chỉ có học kinh khóa sắp tốt nghiệp bị yêu cầu tới đây ôn bài. Thoáng cái đã sắp tốt nghiệp rồi. Mình thiếu chút nữa còn không nhớ đang học năm thứ mấy. Học sinh cá biệt đó lại nghĩ. Tiếng chuông tan học vang lên, Đường Thanh gập sách lại, nhìn Trương Khác ngồi dưới ánh hoàng hôn nhu hòa, ngón tay như con gái đặt lên trang sách, cảm giác thật nho nhã, ánh mắt có loại u buồn thần bí hết sức thu hút các cô gái. Ngồi suốt cả buổi chiều rồi, lưng mỏi nhừ, Đường Thanh đan tay vào nhau vươn vai lên, thoải mái muốn rên một tiếng, thấy Trương Khác liếc mắt qua, đá lại bằng nụ cười yêu kiều. Đây không phải là động tác thục nữ nên có, nhưng Đường Thanh luôn không nhịn được muốn phóng túng một chút trước mặt Trương Khác. Được rồi, biết bạn chán lâu rồi. Đường Thanh cầm sách khẽ vỗ lên má Trương Khác. Đâu có, mình đang đọc sách rất chăm chỉ. Trương Khác và Đường Thanh trả sách về giá, nắm tay nhau rời khỏi phòng, chẳng thèm sợ bà già kia tới cảnh cáo họ phải tuân thủ quy củ phòng đọc sách. Đừng ở trạm xe buýt cùng rất nhiều học sinh đợi xe. Chiếc xe buýt in quảng cáo của đầu đĩa khoa Vương từ từ đỗ lại, Trương Khác ôm lấy eo Đường Thanh theo dòng người chen lấn vào xe, Đường Thanh chủ động ôm Trương Khác, cả người dựa vào lòng y, đại khái chẳng có nơi nào các cặp đôi yêu nhau được công khai ôm ấp như trên xe buýt cả. Bên cạnh có một người trung niên có vẻ là cán bộ cơ quan, kẹp cặp dưới nách, đọc báo Hải Châu ngày 27. Đó là tờ báo hai ngày hôm trước rồi, mà ông ta xem rất say sưa. Trương Khác ôm cơ thể mềm mại ấm áp của Đường Thanh. Liếc nhìn thấy ông ta đang đọc bài báo ngân hàng TW giảm lãi suất gửi tiền, ông ta đọc rất chăm chú như muốn nuốt từng chữ vào bụng vậy, miệng còn mấp máy lẩm nhẩm. Trương Khác nghĩ người này quan tâm tới kinh tế thật, năm 96, chẳng mấy ai chuyên tâm đọc bài bình luận quan hệ giữa lãi suất tiết kiệm và kinh tế như thế. Đây là lần thứ hai ngân hàng TW giảm lãi suất từ sau năm 93 siết chặt vốn vay. Điều này có nghĩa là quốc gia lại bắt đầu khuyến khích đầu tư và mở rộng nhu cầu trong nước. Đương nhiên cũng có nghĩa là kinh tế trong nước xuất hiện sản xuất dư thừa, cung vượt quá cầu. Cánh cửa ngân hàng đóng lại với tuyệt đại đa số xí nghiệp dân doanh dần mở ra, chỉ sợ lúc này tuyệt đại đa số học giả kinh tế đều không ý thức được 10 năm sau là thời kỳ hoàng kim của xí nghiệp dân doanh. Bài báo này Trương Khác cũng đọc rồi, do Triệu Thạch chủ nhiệm xã tín dụng TP Hải Châu viết, nếu đây không phải bài viết mượn ngòi bút của người khác, thì Triệu Thạch bụng có kiến thức, người này dũng cảm dự đoán hướng đi của kinh tế mấy năm sau. Cùng với cơ hội trọng đại của kinh tế dân doanh. Tiếng điện thoại di động vang lên, trung niên đọc báo giật mình, theo tiềm thức mở cặp lấy di động, thấy Trương Khác lấy từ trong túi ra chiếc di động Ericsson đời mới nhất, liền cất báo vào cặp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Khác để ý thấy ông ta nhìn trộm Đường Thanh cửa qua kính, ôm Đường Thanh quay đi, che tầm mắt bị ổi của ông ta. Đường Thanh ghé đầu tới xem ai gọi điện, má gần như kề sát vào môi Trương Khác, thấy là cha mình gọi, thè lưỡi ra. Theo bản năng tách khỏi Trương Khác một chút, có điều khi Trương Khác nhận điện, lại ghé tai vào xem cha nói gì với Trương Khác. Tiểu Khác, cháu đang ở đâu thế?
cháu ở trên xe buýt, vừa cùng Thanh Thanh rời trường. Đang ôm nhau, đoạn cuối chương khác bổ sung trong đầu. Hay lắm, cháu theo Thanh Thanh tới ăn tối. Chương khác cất di động vào túi, ngạc nhiên hỏi. Sao ba bạn lúc này lại rảnh thế? Làm như bác ấy không nói thì mình không tới nhà bạn ăn trực vậy. Nương Thanh cong môi lên, nghi hoặc nói. Chắc là có việc tìm bạn rồi. Mình cũng nghĩ thế. Chương khác gãi tai. Hình như ba bạn tìm mình là chẳng có chuyện gì hay, mình thấy mình nên tới chỗ chị Vãn Tình ăn cơm thôi. Bạn dám à? Nương Thanh hờn dỗi ôm chặt lấy cánh tay Chương khác. Xuống xe ở trạm gần khu biệt thự thành ủy, người trung niên kia cũng đi xuống, theo vào khu biệt thự, đi một lúc đó người kia tựa hồ nhận ra Đường Thanh, chỉ cô hỏi. À, cháu là con gái thị trưởng Đường phải không? Nương Thanh nhìn ông ta, tay vẫn khoác tay Chương khác. Tôi là Triệu Thạch. Thị trưởng Đường hôm nay mời tôi tới nhà ăn cơm. Người kia tự giới thiệu. Á Đường Thanh vội buông tay Trương Khác ra, cô chẳng biết Triệu Thạch là ai, chỉ là vừa rồi trên xe ôm ấp Trương Khác đều lọt vào mắt ông ta hết rồi, gò má phấn đỏ dự, xấu hổ không để đâu hết. Cái, chuyện đó, cháu không biết ba cháu có nhà không? Nói xong hối hận luôn, rõ ràng cha mời người ta tới nhà làm khách, còn nói câu ngốc nghếch như thế. Đều tại Trương Khác hết cứ làm mình không nhịn được muốn dựa vào người bạn ấy. Trương Khác lấy làm lạ, Đường Học Khiêm mời mình tới nhà ăn cơm là vì gặp người này sao? Không ngờ ở trên xe buýt ông ta lại xem bài viết của chính bản thân chăm chú như thế, Trương Khác mỉm cười, không nói ra. Đường Học Khiêm tất nhiên có nhà, ông ngồi trên ghế sofa, trước bàn có tờ Nhật báo Hải Châu ngày 27 kia, Trương Khác nghĩ thì ra tới nói về bài viết đó. Hứa Thụy Bình cũng ở đây. Hắn chính thức thành thư ký của Đường Học Khiêm, biên chế hành chính cấp chính khoa. Đang đợi đồng chí đó, đồng chí gặp hai đứa nó trên đường à. Đường Học Khiêm thấy ba người họ cùng đi vào, đứng dậy. Vốn định mời đồng chí tới văn phòng tôi nói chuyện, nhưng lịch an bài ban ngày của tôi kín rồi, mọi người đều phải ăn cơm mà, nên tôi mời đồng chí tới, trên bàn cơm nói chuyện cũng thoải mái hơn. À, đây là Trương Khác tiểu tử nhà Trương Chi Hành. Triệu Thạch nhận ra Đường Thanh là đoán được ra y là Trương Khác rồi, cái thằng con tiếng xấu lan khắp nơi của Trương Chi Hành, lúc ở trên xe buýt, tay cứ sờ lên mông tiểu cô nương nhà người ta, không khác gì bọn lưu manh. Triệu Thạch mặt không lộ ra chút nào, cười nói. Giống thư ký trưởng Trương thật, rất đẹp trai. Trương Khác rất ít khi thấy Đường Học Khiêm mời người dưới tới nhà ăn cơm, xem ra ông rất tán thưởng bài viết kia, Triệu Thạch hẳn cũng ý thức được, nên mặt không che giấu nổi vẻ đắc ý. Cơm tối đã sắp chuẩn bị xong, Đường Thanh giúp mẹ chuẩn bị bát đũa, Đường Học Khiêm lên lầu 2 lấy một chai rượu vang, xong vì mở nút chai mà tốn mất nửa ngày trời. Đường Học Khiêm mời Triệu Thạch chính là vì nhìn ra ông ta có kiến giải độc đáo riêng về kinh tế, muốn thảo luận với ông ta, chủ đề bắt đầu từ hai lần giảm lãi suất của ngân hàng, tới dấu hiệu về vấn đề tồn tại hiện nay của kinh tế trong nước. Trương Khác vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy lời của Triệu Thạch rất hời hợt. Đôi lúc còn đọc thuộc luôn một đoạn văn trong bài báo kia. Đường Học Khiêm hơi thất vọng, ăn tối xong không giữ ông ta lại. Đứng trước cửa sổ nhìn Triệu Thạch rời khỏi đình viện, Trương Khác nói. Ở trên xe buýt cháu thấy chủ nhiệm Triệu đọc thuộc bài văn của chính mình. Sâu mọt, Đường Học Khiêm bất lực cười khổ. Bác nghĩ Triệu Thạch mà có trình độ này thì quỹ tín dụng thành phố đã chẳng rơi vào cảnh hiện nay, không biết có tìm được tác giả thực sự của bài viết ngày không. Đây là bài rất có sức nặng. Bác tìm Lý Minh học xem, ông ấy quen hết người nghiên cứu kinh tế ở Hải Châu, nói không chừng ông ấy biết, có khi người viết ngay trong Đại học Hải Châu. Đường Học Khiêm thở dài. Bác lại hy vọng tay bút này trong hệ thống quỹ tín dụng. Vì sao ạ? Qua đây nói chuyện. Đường Học Khiêm vẫy tay gọi Trương Khác tới ghế sofa. Quỹ tín dụng mấy năm qua liên tiếp bại lộ vấn đề quản lý, lần này tỉnh yêu cầu các thành phố chỉnh đốn quỹ tín dụng. Hỏa giải nguy hiểm tài chính, thành lập ngân hàng thương nghiệp địa phương, đây là vấn đề bác đau đầu nhất hiện nay. Chuyện từ bao giờ thế ạ? Trương Khác ngạc nhiên. Tỉnh phát công cáo từ tháng trước, lúc đó cháu đang ở Tân Vu. Giờ này tháng trước là 4 ngày sau vụ án ở nhà khách, thảo nào mình không chú ý. Trương Khác nói. Chuyện đó không khó lắm, công cáo của tỉnh cháu chưa xem, nhưng văn kiện TW năm ngoái cháu xem rồi, với cơ sở quỹ tín dụng thành phố hiện nay. Thành phố tìm mấy xí nghiệp đương địa đầu tư nắm cổ phần là lập nên được thôi, nhưng cháu sợ các nơi chưa chắc đã hấp thu được bài học quỹ tín dụng. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, trung kỳ thập niên 90, các nơi lục tục thành lập hơn 100 ngân hàng thương nghiệp,
đại đa số có vấn đề nghiêm trọng, đó là chính phủ can dự quá sâu vào ngân hàng, tùy ý cho vay, tạo thành nợ xấu, nợ không có khả năng hoàn trả. Thành lập ngân hàng thương nghiệp không chỉ cho phép cơ cấu tư nhân nắm cổ phần, mà còn cho cả cá nhân trực tiếp nắm cổ phần, Cầm Hồ có hứng thú không? Trương Khắc biết bữa cơm này không dễ ăn mà. Cho dù có cá nhân và cơ cấu tư nhân tham gia, nhưng cổ phần bị hạn chế nghiêm ngặt, không quá 15%, Trương Khắc phải suy tính hạng mục đầu tư này mang lại cho mình cái gì. Đường Thanh mang trà tới, Trương Khắc đưa tay ra nhận, bị cô nàng đét một cái vào tay. Không phải cho bạn. Trương Khắc gãi đầu cười, chén trà đầu của Đường Học Khiêm, chén trà thứ hai cũng không phải của Trương Khắc, y mong ngóng dõi mắt theo Đường Thanh quay về nhà bếp, một lúc mang một cốc cà phê ra, nhìn màu sắc thì cô nàng cho rất nhiều sữa trong đó, Đường Thanh thích uống như thế, còn may y và Đường Thanh uống chung một cốc lâu rồi, nên quen với khẩu vị của cô nàng. Đường Học Khiêm thấy Trương Khắc bị cốc cà phê làm phân tâm, nhắc lại. Hiện giờ một số tập đoàn có tiếng quốc tế đều lấy ngân hàng làm hạch tâm, lấy vốn ngân hàng khống chế các xí nghiệp khai khoáng, phát huy sức ảnh hưởng quan trọng trong hoạt động kinh tế, chẳng lẽ Cẩm Hồ không có tầm nhìn này? Trương Khắc mỉm cười. Cẩm Hồ còn cách tập đoàn thực sự có ảnh hưởng xa lắm ạ, cháu chẳng có năng lực, cũng không có dã tâm đó, quan trọng là chính sách quốc gia không ủng hộ. Hơn 10 năm sau ngành ngân hàng dần mở cửa với vốn tư nhân, hạn chế ngày càng ít, Cẩm Hồ muốn phát triển thành tập đoàn tài chính có ảnh hưởng lớn còn cần thời gian rất dài. Nói thế tức là cháu cũng đã tính tới rồi. Vâng ạ. Trương Khắc gật đầu, điều này không cần phải phủ nhận. Cẩm Hồ nếu có thể thông qua cổ phần khống chế một ngân hàng thương nghiệp, rồi thông qua ngân hàng nâng đỡ xí nghiệp có tiềm lực phát triển, sẽ có sức ảnh hưởng và thẩm thấu vào các xí nghiệp đó, đó mới là quyền lực hùng mạnh thực sự trong xã hội hiện đại. Ví như Cẩm Hồ muốn hỗ trợ Thế Kỷ phát triển du lịch ở Tân Vu, trực tiếp cho vay, vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới xí nghiệp phía dưới Cẩm Hồ, nhưng chỉ cần khoản tài chính tương đối ít khống chế một ngân hàng thương nghiệp, thông qua hấp thụ tiền gửi của người dân và xí nghiệp, vốn cho thế kẻ vay có thể phóng đại lên gấp 10 lần mà lại ảnh hưởng tới vận hành của Cẩm Hồ ở mức thấp nhất. Nếu ngân hàng này còn có qua lại thương nghiệp mật thiết với các xí nghiệp tương quan khác, tất nhiên có thể thông qua sức ảnh hưởng của ngân hàng, xúc tiến sự chỉnh hợp của Thế Kỷ với xí nghiệp đó, ít nhất cũng có thể có được sự chi viện nhất định của các xí nghiệp đó. Đúng thế, đây mới chính là con đường lớn mạnh thực sự của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ đang phát triển, các xí nghiệp dân doanh các địa khu khác cũng đang phát triển, Cẩm Hồ nếu phát triển độc lập, 10 năm sau muốn chống lại thế lực tư bản quy mô trăm tỷ kia hiển nhiên là rất khó khăn. Cho dù có liên hợp với Thịnh Hâm, Hải Dụ, Thế Kỷ thì lực lượng sẽ rất giới hạn, nhưng nếu thông qua ngân hàng thương nghiệp gây ảnh hưởng với xí nghiệp tư doanh của Hải Châu, hình thành một đồng minh kinh tế mang tính địa vực, do mấy xí nghiệp lớn làm hạch tâm, có thể hình thành nên thế lực tư bản khổng lồ. Trương Khắc cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói. Nếu nói là không có hứng thú chắc bác không tin, nhưng cháu muốn hỏi, thành phố có bỏ khống chế cổ phần được không? Ý cháu là bất kể trực tiếp hay gián tiếp. Trên văn kiện mặc dù hạn chế tỷ lệ cổ phần một cơ cấu tư nhân, nhưng tổng tỷ lệ cổ phần của cơ cấu tư nhân thì không quy định rõ ràng, về lý luận thành phố có thể bỏ. Đường Học Khiêm trầm ngâm. Vấn đề này thường ủy đã thảo luận qua, nhưng ý kiến chưa thống nhất, chưa có kết luận cuối cùng. Còn nữa, xung quanh chúng ta không có người có kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương nghiệp mang tính địa khu. Trương Khắc chỉ vào bài báo trên bàn. Người này có được không vẫn chưa biết. Dù thế nào cũng phải làm, cháu có hứng thú thì bác có thể mời cháu chia sẻ chút gánh nặng. Trương Khắc giang tay ra. Bác đã nói thế rồi, chẳng lẽ cháu còn nói bác cứ thành lập trước đi, cháu xem tình hình trước rồi mới tham gia à? Nhưng mà vai cháu vừa gầy vừa nhỏ, gánh nặng có thể chia sẻ ít lắm. Đường Học Khiêm cười ha hả. Bác có mỗi con gái, nên rất hâm mộ ba cháu có con trai san sẻ gánh nặng, nếu cháu dở trò láo cá, bỏ công không bỏ sức, bác đương nhiên chẳng làm gì nổi. Chương 403, địch Đan Thanh tới Hải Châu. Thành lập ngân hàng thương nghiệp à? Gò má của Tạ Vãn Tình hơi hồng hào, cô vừa mới tắm nước nóng xong, đang chải mái tóc dài, phối hợp vẻ đẹp cổ điển của cô, làm Tạ Vãn Tình trông giống như người ngọc trong tranh mỹ nhân cổ, như mộng ảo. Nghe Trương Khắc nói về hành động mới nhất của thành phố, chỉ khẽ thở dài cảm khái, nhìn ra mặt nước ngoài cửa sổ. Chỉ sợ có người trong thành phố không áp chế được dục vọng biến ngân hàng thành cái máy cho vay, các nơi lập quỹ tín dụng bao năm rồi, cuối cùng gần như biến thành đống rối rắm hết, có vết xe đổ này, hạn chế khả năng can thiệp quá độ của hành chính vào thương nghiệp là điểm mấu chốt. Không phải là chị không tin thị trưởng Đường, song ông ấy rời Hải Châu thì sao?
hay Chu Phú Minh chiếm thượng phong thì sao? Nếu chúng ta tham gia phải có quyền phủ quyết mệnh lệnh cho vay. Đúng là không đơn giản, trong mắt một số quan viên, chúng ta là tiểu dân phải ngoan ngoãn nghe lời, cho dù có quyền phủ quyết, cái đám quan liêu nghiêm trọng đó lại chẳng nhảy ra chỉ mặt chúng ta quát tháo à? Trương Khắc lắc đầu. Nhân sự Hải Châu có thể ổn định được thì tất nhiên là tốt nhất rồi, nếu không thì phải có thủ pháp khéo léo một chút, không để đám lão đại gia đó cho rằng chúng ta đòi quyền phủ quyết. Nói không chừng đám Chu Phú Minh, Lục Giật Quang nóng mắt lên đẩy chúng ta ra ngoài, tổ kiến một ngân hàng thương nghiệp chỉ cần đăng ký vốn đầu tư 100 triệu. Quỹ tín dụng tuy là đống hỗn loạn, song vẫn có cơ sở, thành phố muốn huy động 100 triệu từ các xí nghiệp khác không khó. Rất có khả năng, Chu Phú Minh quay lại với Triệu Cẩm Vinh, chính thái cũng đang hăm hở tới Hải Châu bố cục, em thấy chưa, quảng cáo đầu đĩa khoa vương đã dán khắp xe buýt Hải Châu rồi. Chuyện còn chưa có ý kiến thống nhất, bác Đường cũng không nói trên thành phố ai phản đối, hay kẻ nào đang phá hoại. Dù sao liên quan tới tài chính là rất mẫn cảm, trong tư duy truyền thống của bọn họ, cho vốn tư nhân tham gia vào là quá rồi, còn để tư nhân chiếm địa vị chủ đạo sẽ không phải ai cũng chấp nhận. Trương Khắc sấy khô tóc, dùng ngón tay vuốt ngược tóc ra đằng sau. Chúng ta mà cấp tiến một chút, sẽ đẩy đám quan viên tư tưởng sơ cứng bảo thủ sang phía Chu Phú Minh, thời gian qua em thấy ông ta có dấu hiệu phấn chấn lại, chúng ta phải chủ tính trước. Vậy chúng ta phải làm sao giờ? Trương Khắc cười gian. Nói không chừng Diệp Kiến Bân cũng sẽ hứng thú, anh ta lại không sợ đám quan viên kia. Em kéo anh ta vào là ý kiến hay đấy, nhưng em có chắc anh ta muốn tham gia không? Ngân hàng thương nghiệp thành phố có hạn chế nghiêm ngặt về địa vực, sản nghiệp của Diệp gia lại không ở Hải Châu, dù có tham gia vào ngân hàng thương nghiệp Hải Châu không có lợi ích trực tiếp, chị nghĩ anh ta muốn tham dự thành lập ngân hàng thương nghiệp tỉnh thành hơn. Tạ Vãn Tình chống tay lên cằm suy tư. Chị nghĩ trên tỉnh Diệp Kiến Bân không có phiền não giống chúng ta à? Anh ta tới đây làm kẻ ác, chúng ta lên tỉnh làm kẻ ác, không phải mọi người đều vui sao? Trương Khắc giang tay ra. Em còn muốn nhập cổ phần ngân hàng thương nghiệp tỉnh à? Trương Khắc gật đầu, chỉ cần có giám sát quản lý tốt, ngành ngân hàng thời đầu sơ bộ mở cửa với vốn tư nhân là một ngành lợi nhuận cao, lại là ngành bán lũng đoạn, rất đáng đầu tư. Vậy sao vừa rồi em còn nói như không cam tâm lắm vậy? Tạ Vãn Tình lấy làm lạ hỏi. Đành chịu thôi, vốn em chỉ định len lén nấp một bên mà. Trương Khắc ném chiếc khăn lông ướt qua một bên, nhìn chăm chú vào. Chiếc áo ngủ mỏng manh trong suốt dây đeo ngắn cuốn cỡn chỉ che được nửa cặp mông trắng muốn tròn như trăng rằm, phối hợp vòn eo thon gọn, sống lưng uốn lượn, gợi cảm cực độ. Trương Khắc đi tới, ôm Tạ Vãn Tình từ đằng sau, dùng mũi tách mái tóc ướt mềm, chóp mũi khẽ chạm vào chiếc cổ thiên nga ngọc ngà, tham lam hít hương thơm pha quyện giữa mùi thơm của tóc và cơ thể của nữ nhân, hơi thở nóng dần lên. Em bị ép buộc mà, xong đã làm thì nhất định phải làm tốt nhất. Nói dối là mũi sẽ dài ra đấy. Tạ Vãn Tình nghiêng đầu sang, tai kề sát vào môi Trương Khắc, không muốn tách ra nữa. Cái mũi em dài ra kia. Xem ra em nói dối thật rồi. Trương Khắc đẩy chỗ nhô lên ở quần xịt cả cả vào cặp mông vỉnh đầy nhục cảm của Tạ Vãn Tình. Nhưng mà hình như nó dài ra không đúng chỗ. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, thò tay ra đằng sau, cho vào trong quần Trương Khắc nắm lấy chỗ cứng ngắc đó, hồn phách Trương Khắc như bay mất một nửa. Một tiếng rên khàn đặc phát ra từ cổ họng, Tạ Vãn Tình vừa tuốt nhẹ nhẹ vừa hỏi. Cô địch đan thanh kia hấp dẫn lắm phải không? Em hẳn phải kháng cự không dễ dàng nhỉ, chỉ còn tưởng em bị con hồ ly tinh đó hấp mất hồn rồi cơ. Chị thích nhẹ em kể chuyện ở Tân Vu đấy. Ai nói xấu em sau lưng vậy? Trương Khắc đặt cằm lên vai Tạ Vãn Tình, ngậm lấy dái tai hồng hồng của cô, người hơi nhích ra đằng sau một chút, để không gian cho tay cô hoạt động, tay Tạ Vãn Tình êm ái. Động tác lúc nhanh lúc chậm nắm rất chuẩn xác, thật không dễ tập trung tinh thần nói chuyện trong hoàn cảnh này. Mấy ngày trước Trương Khắc về Hải Châu, không may Tạ Vãn Tình vì chuyện lập trường học lên Bắc Kinh, hôm nay mới về. Trương Khắc đã liên tục hai tối liền ăn trực ở nhà Đường Thanh, Đường Học Khiêm về nhà rất đúng giờ ăn cơm, thảo luận nhiều chuyện liên quan thành lập ngân hàng thương nghiệp. Buổi tối về nhà, đợi Trương Đình, trợ lý của Tạ Vãn Tình xử lý xong công tác rời đi, Trương Khắc liền mò sang ngay. Chỉ đồng lúc này nghỉ hè ở bên bà nội, giúp việc cũng được cho nghỉ, trong biệt thự chỉ có hai người đã cùng chơi uyên ương giỡn nước trong bồn tắm một lần rồi. Trong người Tạ Vãn Tình vẫn còn dư âm sau khi liên tục lên cao trào, cơ thể vẫn mềm nhũn tê tê, tạm thời không tiếp nhận được đợt tiến công của Trương Khắc, hai người đứng sau cửa sổ, ngắm mặt hồ bên ngoài,
cô dùng tay giảm bớt tình dục vẫn đang sôi hừng hực của Trương Khác. Địch Đan Thanh là cô gái rất lợi hại đấy. Nghe xong Trương Khác kể xong chuyện ở Tân Vu, Tạ Vãn Tình cảm khái nói, cánh môi căng mọng ướt át, đôi mắt lóng lánh ánh sáng hơn sao trên trời, Trương Khác còn chưa thỏa mãn, cô lại bắt đầu thèm muốn rồi. Hoàn cảnh xô đẩy mà, sống trong môi trường ác liệt như thế nếu không muốn bị nuốt chửng, con người ta phải trở nên hung dữ tàn nhẫn, còn được người ta khen lợi hại nữa. Chị có lợi hại không? Chị cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận, đương nhiên cũng được người ta quy vào loại nhân vật lợi hại. Trương Khắc cười khẽ, kéo Tạ Vãn Tình tới bên giường, bế Tạ Vãn Tình ngồi lên gối như bế trẻ con. Có điều trong mắt em, chị Vãn Tình vô dụng như cô bé con vậy. Chị mà vô dụng à? Tạ Vãn Tình tay vịn ngực Trương Khắc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê ngực y, giọng nói như nói mê, dây áo ngủ từ vai tuột xuống. Trương Khắc một tay xoa nắn bầu vú trắng nảy nở của Tạ Vãn Tình, tay còn lại nâng mông cô lên, hạ thân ưỡn lên tiến vào giữa vùng đồng cỏ ướt át. Lún thẳng vào tận cùng không chút chướng ngại nào, cảm giác ấm áp dính ướt bao bọc, Trương Khác không kìm nổi bắt đầu tấn công dồn dập. Á, Tạ Vãn Tình phát ra tiếng rên dài, chịu không nổi muốn hẩy mông ra sau, lắc eo vùng vẫy muốn thoát ra. Tiểu Khác, tha cho chị đi, tha cho chị đi. Trương Khác luồn tay qua nách Tạ Vãn Tình giữ lấy cô, hai tay ôm hai mông, vừa xoa bóp vừa điều khiển cơ thể hai người chuyển động. Đừng mà, mai chị còn việc quan trọng nữa. Chỉ còn việc muốn nói với em. Trương Khắc không cưỡng ép nữa dừng lại tay lai, thì thầm. Vậy cứ để thế này nói chuyện, chị nằm lên ngực em. Lời này cũng chỉ lấy ra lừa được cô bé con thôi. Tạ Vãn Tình không biết vận vị thành thục trên người mình đã thành thứ thuốc phiện khiến Trương Khắc không bỏ nổi nữa rồi. Chẳng bao lâu sau, em nói dối, á, nói dối, á á. Em có nói dối đâu, chúng ta đang giao lưu cơ thể mà. Được, được, vậy, chị không muốn giao lưu nữa. Tạ Vãn Tình thở hổn hển, giọng đứt quãng. Chị nói đấy nhé, em nghe chị. Em là đồ lưu manh, có tiếp tục không, chị giết em đấy. Tạ Vãn Tình tức tối nhéo mạnh lên vai y. Chiếc giường lại rung dữ dội, Tạ Vãn Tình phát ra tiếng đứt quãng, giọng run rẩy như mèo cái động tình, Trương Khắc càng kích thích, động tác thêm mạnh mẽ, môi cũng xoắn lấy môi Tạ Vãn Tình, tay xưa xoa bóp môn Tạ Vãn Tình, như bao nhiêu cũng không đủ. Bị Trương Khác dùng đủ mọi trò kích thích, Tạ Vãn Tình không trốn tránh nữa, mặc dù cô chẳng còn đủ sức phối hợp với Trương Khác nữa, nhưng khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt long lanh mắt lờ đờ mê ly, đủ cho thấy cô khô sung sướng tới cực điểm, ánh mắt đó là thứ thuốc kích dục tốt nhất, nhịp độ Trương Khác đẩy tới cực hạn, Tạ Vãn Tình người ưỡn lên phát ra tiếng kêu không thể kiềm chế. Tiêu hồn cả đêm, sáng sớm tỉnh dậy không cảm thấy mệt mỏi chút nào, Trương Khác thầm cảm ơn cơ thể tuổi trẻ. Chứ cái cơ thể đắm chìm trong tửu sắc tuổi 30 của mình, cho dù có thể thác loạn một đêm, hôm sau cũng phải ngủ đến trưa mới bỏ dậy nổi. Từ 5 giờ sáng, Tạ Vãn Tình đã quyến luyến cựa mình rời khỏi lòng Trương Khác, trở về biệt thự của mình, Trương Khác gọi điện sang hỏi cô muốn ăn sáng gì, Tạ Vãn Tình nằm trên giường ôm chăn tơ tằm, giọng hơi hờn dỗi. Xương cốt rời hết cả ra rồi đây này, tại em đấy. Lòng hết sức dễ chịu. Trương Khác huýt sáo vui vẻ. Xuống nhà đun nước nầu mì trần trứng rồi cho hành hoa lên, bữa sáng mau chóng được chuẩn bị xong, bê sang nhà Tạ Vãn Tình, thấy cô ngồi trên giường ôm chăn, tay gác lên chăn, lộ ra thơm trắng mịn trơn tru, khuôn mặt kiều diễm bị mái tóc rối buông xóa che đi một nửa, đôi mắt đẹp còn lưu lại vẻ mệt mỏi sau đêm cuồng hoan, nhưng xuân tình phơi phới, phong vận mê người từ xương cốt tỏa ra, như tân nương sau đêm động phòng, Trương Khắc nhìn mà thiếu chút nữa làm nước dãi chảy vào bát mì. Chị Vãn Tình vào buổi sáng thật mê người. Trương Khắc đặt mì lên bàn đầu giường, kéo tới trước người cô. Sáng sớm ra đã nói lăng nhăng gì đó, lời này em đi mà nói với Hứa Tư, Đường Thanh ấy, mấy hôm trước nhìn thấy khóe mắt có nếp nhăn, chị thương tâm chết đi được đây này. Làm gì có. Trương Khắc cúi xuống nhìn kỹ mắt Tạ Vãn Tình, không thấy chút dấu vết năm tháng nào. Không có thật mà, những thứ dưỡng nhan chị dùng không uổng phí. Mấy thứ đó có tốt đến đâu cũng chỉ trì hoãn thôi, không ngăn được tuổi già. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Thương tâm vài ngày rồi, khi đó em lại không ở Hải Châu, giờ chị chấp nhận số mạng rồi, không cần em an ủi nữa. Vài ngày sau là sinh nhật 31 của chị, phụ nữ qua 30 còn sinh nhật gì nữa, chỉ nhắc mình lại già thêm một tuổi, thêm thương tâm mà thôi. Chị tự xem đi này. Trương Khắc cầm chiếc gương trang điểm tới trước mặt Tạ Vãn Tình. Chị khiến các cô gái đôi mươi ghen tị chết ấy chứ,
đâu cần ai an ủi. Ý, Tạ Vãn Tình nhìn dung nhan tỏa sáng của mình trong gương, nhăn cả mũi nhìn, chẳng tìm ra một nếp nhăn nào ở mắt. Thật lạ, mấy ngày trước chị còn tìm Phi Quyên khóc lóc, đúng là lạ, chẳng lẽ gặp ma sao? Cô nhoài người ra lấy váy ngủ ở trên giường, bầu ngực trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài, không ngờ cô ngủ khỏa thân. Gặp phải ma cái gì? Trương Khác đưa ngón tay nâng cầm Tạ Vãn Tình lên. Chị nhớ lại xem đêm qua ai vất vả như vậy, sao lại nói gặp ma? Tạ Vãn Tình phì cười, chiếc chăn trong tay rơi xuống, lộ ra cơ thể trần truồng hoàn mỹ, đôi vú trắng tròn căng, nhìn qua vừa đầy đặn vừa cao ngất như hai đỉnh núi, trên đỉnh núi là quầng vú màu hồng nhạt, núm vú xinh xinh thâm thâm, như nụ mai mới nhú đầu xuân, đang khe khẽ run rẩy thẹn thùng. Cô nghiêng người lấy áo ngủ mặc vào, vừa khéo để cho Trương Khác thưởng thức đường nét lả lướt mạn diệu bên người, nửa bờ mông đẫy đà gợi cảm. À, phải rồi, nghe nói hôm nay Địch Đan Thanh tới Hải Châu hả? Tạ Vãn Tình mặc áo ngủ xong, xuống giường tắt điều hòa không khí đi, cô nhiễm cái tật xấu của Trương Khác, mà hè bật máy lạnh đắp chăn ngủ, đi chân trần thêm thảm, cặp đùi dài trắng trẻo làm Trương Khác hoa cả mắt. Chị muốn mời cô ấy ăn cơm đấy. À, Địch Đan Thanh tới báo cáo tiến độ đàm phán cải cách nhà khách chính phủ Tân Vu với nhóm Thịnh Thanh, bọn họ ngồi tàu thủy, chắc sáng nay tới rồi, chị định mời cô ấy ăn cơm sao? Vậy để tối đi, em số khổ, buổi sáng còn phải thi. Trương Khác thầm nghĩ chắc Tạ Vãn Tình cảm thấy hứng thú với cuộc đời khác biệt của Địch Đan Thanh, nhưng thật không hiểu hai phụ nữ thành thục diễm lệ thì làm sao có hứng thú với nhau được. Địch Đan Thanh tới Hải Châu đương nhiên là để báo cáo với các nhà đầu tư. Song chủ yếu là muốn tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại Hải Châu, những lời đồn đại bên lề, những tin bài trên báo không thể mang lại cho cô một ấn tượng cụ thể, quan trọng hơn nữa Trương Khác, tiểu nam nhân đó thực sự thế nào. Địch Đan Thanh năm 93 có tới Hải Châu một lần, lần đó thành ủy Tân Vu tổ chức giao lưu học hỏi, nói trắng ra là đi du ngoạn 4 ngày. Cô còn chút ấn tượng, trên tàu thủy còn miêu tả những chỗ thú vị với Vệ Lan, Thiên Vân Sơn cao 2.000 mét, Tượng Sơn chỉ có 500 mét. Thực ra chẳng có gì để giới thiệu. Do Tân Vu và Hải Châu không phải là thành phố công nghiệp truyền thống, nên giữa hai vùng không có đường cao tốc, phải đi đường vòng, mặc dù ngồi tàu hỏa là nhanh nhất, nhưng đi xe hơi tiện hơn, nếu không gấp xuôi dòng Tiểu Giang đi xuống cũng chỉ mất 14 tiếng, Địch Đan Thanh hoàng hôn lên tàu thủy, sáng sớm hôm sau tới Hải Châu. Trương Khác đem cổ phần thế kỷ chuyển cho chú rồi, nên chuyện nhà khách Tân Vu chỉ thi thoảng hỏi qua một chút, không để ý kỹ. Thiệu Chí Cương, Lưu Bân đều không phải hạng tầm thường, không cần y quan tâm làm gì, có điều ngân hàng TW hạ lãi suất vay vốn, cổ vũ đầu tư, hiện vay vốn ngân hàng dễ hơn nhiều, Thiệu Chí Cương kế hoạch đem mảnh đất kiếm được ở Tây Sa Điền ra xây nhà. Thuyền tới cảng Hải Châu, Ngô Thiên Bảo và Phó Tuấn lái xe tới đón Địch Đan Thanh, Vệ Lan. Hôm nay trường học có kỳ thi, Khác thiếu gia buổi tối mới rảnh, tôi đưa hai cô tới nhà khách trước hay tới công ty trước? Tới công ty trước đi. Mấy công ty ở cùng một chỗ sao? Địch Đan Thanh hỏi. Không phải, hay là tôi đưa hai cô tới công ty địa ốc của giám đốc Hiệu trước, nó cùng tầng với City Thế Kỷ, sàn nhảy của giám đốc Thịnh và cửa hàng của giám đốc Bảo ở cạnh đó, còn công ty của giám đốc Trương ở chỗ khác. Phó Tuấn giới thiệu. Địch Đan Thanh thực ra muốn tới Cẩm Hồ, Tân Quang, Ái Đạt, nhưng không tiện nói, liền theo lời Phó Tuấn đi bàn chính sự trước. Công ty ẩm thực Thế Kỷ sau khi cải tổ lại đổi tên thành công ty hữu hạn cổ phần giải trí ẩm thực Thế Kỷ, ngoại trừ đổi tên, đưa các loại tài sản tương quan vào đó, Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, Trương Chi Hành còn tổng cộng đầu tư vào đó 2.000 vạn. Trừ bọn họ ra Quách Kiến Thành, người sở hữu 40% cổ phần của Thịnh Thế Niên Hoa cũng trở thành cổ đông của Thế Kỷ. Thế Kỷ từ một công ty nhỏ, chớp mắt cái đã biến thành tập đoàn giải trí ẩm thực lớn với tài sản cố định gần 6.000 vạn. Vì Lương Quân chưa thể một mình đảm đương, nhất là làm đĩa lậu phải giao tiếp với đủ các loại người, nên Thịnh Thanh chưa thể thoát thân. Trọng trách an bài hộ giải tỏa đặt lên Hoành Viễn, nên Trương Chi Phi lúc này chỉ có thể trấn giữ ở công ty, chủ yếu do Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo xử lý sự vụ. Tới công ty tham quan một vòng, Ngô Thiên Bảo dẫn hai cô gái tiếp tục tham quan trung tâm ẩm thực và khu giải trí Thịnh Thế Niên Hoa. Chương 404, Hải Châu thay đổi rồi. Nói thực Thịnh Thế Niên Hoa chẳng xa hoa bằng hoàng hậu, nhưng nhìn thấy nơi mà mấy năm trước còn là khu nhà máy cũ sập sệ ô nhiễm người ta đi qua phải bịt mũi, nay thành một quần thể kiến trúc bố cục chỉnh tế, phối hợp hài hòa với khu nghỉ ngơi người dân bên ngoài. Dọc bờ đông sơ cảng chất đống rác thải giờ dương liễu rủ bóng xanh dần,
ghế dài bằng gỗ cổ điển, đã trở thành nơi đôi trai gái trẻ hẹn hò. Địch Đan Thanh dần hiểu ra vì sao Trương Khác có thể khiến cho những nhân vật lão luyện như Thiệu Chí Cương cúi đầu nghe lệnh, lúc y lập những kế hoạch này chắc chưa tròn 17. Buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng Thị Kiến, Trương Chi Phi được rảnh rỗi một chút, vốn định đưa hai cô gái tới nhà khách nghỉ ngơi trước, nhưng ông nhận được điện thoại của Trương Khác nói Tạ Vãn Tình muốn mời Địch Đan Thanh ăn tối, liền nói nhà ở Tân Mai Uyển còn để trống, chìa khóa trong tay Trương Khác, không cần ở nhà khách nữa. Hai cô gái, đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp ra vào nhà khách, có thể gây ra liên tưởng không hay, có nhà ở tất nhiên là tốt hơn. Buổi chiều Thiệu Chí Cương có thời gian rảnh, cùng Trương Chi Hành, Ngô Thiên Bảo nghe báo cáo của Địch Đan Thanh về thành quả đàm phán và quy hoạch chỉnh thể của cô về việc kinh doanh nhà khác sau này. Gần 3 giờ, Phó Tuấn chưa lái xe đi đón Trương Khác đã tự tới rồi. Không phải cháu nói sẽ thi cả ngày sao? Thấy Trương Khác đẩy cửa vào phòng họp, Trương Chi Phi ngạc nhiên lắm. Sao giờ cháu đã tới? Buổi sáng cháu thi văn, làm bài rất thuận lợi, viết được tác phẩm tâm đắc, tí nữa đọc cho mọi người mở mang kiến thức. Thấy đám Thiệu Chí Cương đều bĩu môi quay mặt đi, Trương Khác sờ mũi cười. Buổi chiều thi số học, có quá nửa số đề trông có vẻ quen quen, nhưng không làm thế nào, bỏ nửa tiếng ra tìm bài làm được ra giải xong tới đây luôn. Vệ Lan không nhịn được cười, cô suốt ngày ở bên Địch Đan Thanh, nên chuyện gì Địch Đan Thanh biết cô cũng biết. Biết rồi liền dứt bỏ luôn chút tình cảm với Trương Khác, nam nhân này cách cô quá xa, chỉ dựa vào bề ngoài xinh đẹp không thu hút được nam nhân như thế, mỹ nữ vây quanh y còn ít sao. Xảy ra chuyện kia, mình không nên còn là cô bé ôm ảo tưởng nữa. Vậy mà không ngờ nam nhân ưu tú như thế bị môn số học phổ thông làm khó. Trương Khác thấy Vệ Lan che miệng cười, không còn thấy ảnh hưởng sự kiện kia nữa, nhưng nội tâm, nhất là nội tâm cô gái không dễ nhìn thấu, nói. Đường Thanh biết hôm nay mọi người tới, vừa khéo hôm nay chúng tôi thi xong, mai bắt đầu nghỉ 2 ngày, cô ấy muốn đưa hai cô đi chơi Hải Châu đấy, hình như Phi Dung cũng 2 ngày nữa mới tới Đại học Đông Hải báo danh, hôm nay mời cơm tối sẽ ở quán ăn của nhà Trần Phi Dung. Trương Khác ngồi xuống, Địch Đan Thanh đem quy hoạch vận hành nhà khách mình suy tính những ngày qua ra trình bày, rồi hỏi Trương Khác trước tiên. Khác thiếu gia có gì chỉ giáo không? Đám Thiệu Chí Cương đều quay đầu sang nhìn y. Trương Khác lắc đầu ngáp. Mọi người đừng có lười như thế, tôi chẳng qua là thi xong không có chỗ giết thời gian mới tới, nếu thấy tôi chướng mắt thì tôi đi ngay đây. Thấy Trương Khác giở trò ma lanh không chịu động não, chẳng ai làm được gì y, Thiệu Chí Cương cũng có suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của thế kỷ, vốn định nhân cơ hội này nói ra, nhưng thấy Trương Khác không hứng thú mấy, hôm nay đành thôi. Đối với tình hình kinh tế Tân Vũ cùng đặc điểm vận hành nhà khách, Địch Đan Thanh tất nhiên có kinh nghiệm hơn những người khác. Liên quan tới việc kinh doanh cụ thể, tất nhiên chẳng thể chỉ giáo gì được, chẳng bằng không lên tiếng, tiếp theo mọi người chỉ đề ra một số chỗ còn nghĩ vấn để Địch Đan Thanh giải đáp. Công văn phê duyệt lập trường học tư phía Nam Vườn Bách Thảo đã có, các thủ tục đã đầy đủ, trước kia chỉ có thể lén lút tiến hành gom đất, giờ có thể rong trống mở cờ làm rồi. Tạ Vãn Tình lúc này chút hết tâm tư vào trường học, cố muốn trước mùa hè năm sau dựng lên một ngôi trường toàn mỹ nhất trong lòng mình. Chỉ Đồng đã tới tuổi đi học rồi. Tạ Vãn Tình từ văn phòng thiết lập tạm thời ở vườn thực vật về, tiện cho việc quản lý, Tạ Vãn Tình xây ở đây một tòa nhà văn phòng 3 tầng, đợi sau khi trường học xây xong, nơi này có thể để lại cho nhân viên vườn Bách Thảo dùng. Gần hoàng hôn Trương Khác trước tiên bảo Phó Tuấn đi đón Đường Thanh, sau đó cùng ngồi xe tới ngõ Đan Tỉnh. Từ tiền nhai rõ vào ngõ Đan Tỉnh có thể thấy chuyện kinh doanh của siêu thị điện máy Hải Thái khá thịnh vượng, mặc dù siêu thị điện máy Thịnh Hâm chiếm được tiên cơ. Nhưng do điều kiện địa lý nên thua kém một chút. Xe đỗ vào bãi đỗ xe sau tòa nhà Phủ Thiên, Địch Đan Thanh cảm khái thốt lên. Đây là Sa Điền sao, năm 93 tôi có qua đây, thực không còn nhận ra nữa. Trương Khác cười. Thực ra chưa thay đổi mấy đâu, các chị còn 2 ngày nữa mà, cứ nhìn ngắm Hải Châu thật kỹ. Trương Khác hơn nửa năm qua liên tục đầu tư tiến hành tu sửa cải tạo trạch viện cũ của ngõ Đan Tỉnh, cả ngõ đã có sự thay ra đổi thị hoàn toàn. Hiện Cẩm Hồ đã hoàn toàn là của một mình Trương Khác, nhưng trong ấn tượng của người bình thường, vẫn liên hệ nó với Hải Dụ, với Từ Học Bình, không một ai ngốc tới mức tới cưỡng chế giải tỏa bất động sản của Cẩm Hồ. Những người biết được nội tình của Cẩm Hồ như Triệu Cẩm Vinh lúc này càng không dám trêu chọc vào Trương Khác. Trương Khác đem chuyện quy hoạch Sa Điền giải thích qua loa cho Địch Đan Thanh, đương nhiên không đề cập tới việc y ngầm đối kháng với quy hoạch thành phố, chỉ giới thiệu toàn bộ diện mạo hiện thời của Sa Điền.
để địch Đan Thanh khỏi cho rằng kinh tế Hải Châu đã thực sự phát đạt, so với thành phố như Huệ Sơn thì vẫn còn kém xa lắm. Có điều thay đổi vẫn rất lớn. Địch Đan Thanh kiên trì quan điểm của mình. Chúng tôi từ bến tàu tới đây, kiến trúc hai bên đường mặc dù đa phần vẫn như 3 năm trước, nhưng cho người ta cảm giác gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, so với Tân Vu đường xá hư hại, thì đường nội thành Hải Châu tốt hơn, phủ xanh thành phố cũng tốt hơn. Còn cả cầu Tứ Phượng nữa, giám đốc Ngô cho tôi xem ảnh cũ của nó, đã hoàn toàn không còn nhìn thấy dấu vết nào nữa. Tôi tin đó là bức tranh thu gọn của Hải Châu trong tương lai, 4-5 năm nữa thôi, tôi sẽ thấy một Hải Châu hoàn toàn khác. Chị Địch thật khéo nói, làm người ta nghe mà thoải mái. Trương Khắc mỉm cười. Mong rằng tương lai thực sự được như thế. Buổi trưa Trần Phi Dung nhận được điện thoại của Đường Thanh, khi mặt trời xế bóng cô ở trong quán đợi Địch Đan Thanh, Vệ Lan nhưng không ngờ rằng đám Thiệu Chí Cương cũng theo tới, một lát cả Tạ Vãn Tình sẽ từ Trần Ích Long đến đây, cô còn cho rằng nhiều lắm chỉ có Trương Khắc và Đường Thanh thôi. Hả? Trần Phi Dung không ngờ có nhiều người tới như thế, dầu dĩ nhăn mũi lại, làm khuôn mặt hơi lạnh đạm thêm chút sức sống đáng yêu. Mình không để lại bàn lớn, bàn nhỏ cũng còn mỗi một cái, tất cả đều bị đặt hết rồi, làm sao bây giờ? Cùng lắm thì mọi người cầm bát cơm ăn ở lối đi vậy. Trương Khắc đùa, hiếm khi được thấy Trần Phi Dung để lộ vẻ nữ tính như thế. Sinh viên năm đầu bao giờ khai giảng, sao bạn còn ở đây? Mấy ngày nữa, mùng 6 cơ. Trần Phi Dung cau mày, cô thực sự đang không biết làm sao đây, toàn khách thân quen cả, thấy cha từ bên trong đi ra, áy náy nói. Con tưởng không nhiều người lắm, nên bảo chị Bình để lại mỗi một bàn, có bàn nào đặt trước mà bỏ không ba? Trương Khắc đề nghị. Không biết thầy Hứa có nhà không? Chúng ta mượn nhờ thầy ấy một gian phòng, nghe tiếng cờ uống rượu, cảm giác không kém bên này đâu. Cửa sau của quán cờ thông với quán ăn, Trần Kỳ biết nếu thường ngày mà mượn chỗ của Hứa Hồng Bá, chắc chắn bị ông chửi cho trong mắt chỉ nhìn thấy tiền, không ngờ dám lấn vào địa bàn của ông. Nhưng Trương Khắc ra mặt tất nhiên là không thành vấn đề, cùng lắm là chiêu đãi Hứa Hồng Bá một bữa, bảo con gái đi tìm Hứa Hồng Bá hỏi. Chương 405, lo lắng năm sau. Đẩy cửa vào quán cờ. Lầu gác kết cấu 4 tầng gỗ của quán cờ sau khi đầu tư tu bổ, đã hoàn toàn khôi phục lại diện mạo giữa thời nhà Thanh, tầng 1 tầng hay dùng chơi cờ, tầng 3 tầng 4 dùng triển lãm và dạy cờ. Hứa Hồng Bá đang đứng bên một bàn xem người ta chơi cờ, tay cầm một ấm trà gỗ, vừa xem vừa uống. Nhờ có ông mà chuyện trồng rừng mới được tiến triển trình tự đều đặn, bận nửa năm trời hiện mới về Hải Châu nghỉ thời gian ngắn, so với trước trông ông gầy gò hơn, tóc mai hoa dớ, nhưng đôi mắt sáng khác thường. Người khác nhìn một cái là biết một lão giả tu thân đạt tới cảnh giới đạo. Thực ra tóc ông bạc là từ lâu rồi, cái thời làm thư ký cho Vạn Hướng Tiền. Hứa Hồng Bá thấy Trương Khắc dẫn đám Thiệu Chí Cương từ hậu viện đi vào, vẫy tay gọi. Rảnh rỗi tới tìm tôi đánh cờ hả? Cháu tới mời thầy uống rượu. Vừa khéo tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy. Hứa Hồng Bá đã về mấy ngày rồi mà không chủ động liên lạc, Trương Khắc chỉ nghĩ là chuyện không quan trọng. Chẳng qua không tiện nói với đám Chu Du. Lúc này trời còn chưa tới hẳn, người tới quán cờ chưa đông, dọn ra một gian phòng bố trí bàn ăn, chưa bày biện xong thì Tạ Vãn Tình tới. Khi Tạ Vãn Tình vào, đám Thiệu Chí Cương thậm chí Trương Chi Phi đều đứng dậy đón cô, Hứa Hồng Bá gật đầu chào, Trương Khắc đưa tay ra nhận lấy túi xách tay của cô, kéo chiếc ghế giữa y và Địch Đan Thanh. Chị Vãn Tình, đây là chỗ đặc biệt để lại cho chị. Đây là chị Địch từ Tân Vu tới. Đám lão Thiệu đều rất tán thưởng chị ấy. Tạ Vãn Tình tay vịn vào ghế, nghiêng người nhìn Địch Đan Thanh, mỉm cười nói. Nghe kể về cô đã lâu, Trương Khắc còn đợi vết thương trên mặt lành mới dám về Hải Châu, cho nên tôi kiên trì tối nay tới góp vui, mọi người chưa đợi lâu chứ. Tay đặt lên vai Trương Khắc ngồi xuống. Nghe nói Trương Khắc ở Tân Vu gây ra nhiều phiền toái cho cô hả? Không có, không có, là chúng tôi gây phiền toái cho Khắc thiếu gia mới đúng. Địch Đan Thanh đứng dậy chào, đáp. Đường Thanh gác cầm lên vai còn lại của Trương Khắc hỏi. Chị Vãn Tình, bao giờ chị đồng về, em nhớ nó rồi. Mấy ngày nữa thôi, nhà trẻ đã học rồi, nói không thể ở lại nhà bà nội mãi, để chị xem ai rảnh tới tỉnh thành đón nói về. Tạ Vãn Tình đưa tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối trước trán, rồi mới quay sang nói với Địch Đan Thanh. Các cô đã an bài xong chỗ ở chưa, nhà tôi còn phòng, tối có thể ở đó. Trương Khắc đáp thay. Vốn em tính thế, nhưng nhà chú em để trống, em thấy Thanh Thanh hôm nay quá nửa cũng sẽ không về nhà. Đương nhiên,
hiếm khi có cơ hội không cần về ngủ đúng giờ mà. Đường Thanh đắc ý kéo tay Trần Phi Dung rủ dê. Tối nay bạn cùng tới chơi nhé, đông người mới vui. Đường Thanh nói ngủ đúng giờ là giờ Cố Kiến Bình bắt ngủ, nhưng với cái đồng hồ sinh vật trong cơ thể cô nàng mà nói, chống cự được tới 11 giờ đêm không ngủ gật là kỳ tích rồi. Địch Đan Thanh biết về Tạ Vãn Tình rất ít, trước đó không ai nhắc với cô người phụ nữ diễm lệ này là ai, nhìn phản ứng của đám Thiệu Chí Cương khi Tạ Vãn Tình bước vào, cô biết địa vị người phụ nữ này rất cao. Quan sát kỹ hơn thấy Trương Khác và Đường Thanh đều rất thân thiết với người phụ nữ này, Địch Đan Thanh có nghe đồn đại một số tin tức, chẳng lẽ cô ấy chính là vợ đứa con trai duy nhất đã mất của Từ Học Bình. Nam nhân gặp nữ nhân, đều rất chú ý dung mạo của nữ nhân xinh đẹp gặp nhau, càng chú ý dung mạo của đối phương hơn. Địch Đan Thanh đem tới cho người khác ấn tượng về vẻ đẹp lộng lẫy hơn Tạ Vãn Tình, trong cuộc sống trước kia của Địch Đan Thanh, cô quen dùng sức hấp dẫn mê người của mình vờn quanh thế giới nam nhân. Cử chỉ điệu bộ vô tình cũng lộ ra phong tình quyến rũ. Còn Tạ Vãn Tình từ xuất thân tới cuộc sống định sẵn vẻ đẹp của cô kín đáo sâu sắc, lúc này có lẽ chỉ khi ở riêng với Trương Khác, cô mới giải phóng hoàn toàn vẻ đẹp hoang dại rực rỡ trong cơ thể thành thục, khi ấy cô mới có phong tình vô hạn. Ăn cơm xong, Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa nhóm Tạ Vãn Tình về, y ở lại đánh cờ với Hứa Hồng Bá, chuyện ông muốn nói không nhắc tới trên bàn ăn, giữ lại Trương Chi Phi lát nữa đưa y về. Năm 96, cờ vây trong nước đạt tới cao trào, hôm nay là cuối tuần, người tới chơi cờ rất đông, ngay cả bàn dậy cờ ở tầng 3 đều không còn trống nữa, ăn cơm xong, mấy bàn cờ bị chiếm dụng phải mau chóng trả lại cho kỳ thủ đấu cờ. Nhưng chắc chẳng ai ngờ, từ năm nay Lý Xương Hạo của Hàn Quốc bắt đầu thời đại truyền kỳ của mình, làm nhiệt tình với cờ vây của người dân trong nước giảm mạnh, khiến cho Trương Khác lên đại học tổ chức CLB cờ vây không còn được hưởng ứng mấy nữa. Nhưng đủ lên năm thứ hai y lừa sinh viên mới tiền gia nhập CLB để ăn uống. Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá và chú tới văn phòng tầng 4 đánh cờ. Hai người Hứa Hồng Bá nhờ quản lý đạo quán đều là cư sĩ của Thanh Dương đạo quán, có giao tình lâu năm với Hứa Hồng Bá, rất thích đánh cờ. Trương Chi Phi lấy cờ ra, hai cư sĩ giúp pha trà nước rồi ra ngoài xem cờ. Hứa Hồng Bá cầm quân cờ lên, nhưng lại bắt đầu câu chuyện. Chuyện Tân Vu tôi nghe Thụy Bình nói rồi. Vụ án đó lớn như thế, La Quy Nguyên chỉ có chút thế lực ở địa phương, không ai giúp bọn chúng áp vụ án này xuống, chắc tiếp theo là chính đốn hệ thống thủy lợi toàn tỉnh hả? Vâng, Trương Khác gật đầu. Có gì không ổn ạ? Những kẻ đứng phía đối lập tỉnh trưởng Từ có lẽ hy vọng lần này thủ đoạn của ông ta càng cứng rắn càng tốt, mấy ngày trước tôi có nghe được một vài chuyện, có những đoạn đê ở Tiểu Giang bối cảnh không tầm thường. Cháu cũng có nghe rồi, văn phòng bộ thủy lợi thiết lập ở Tiểu Giang có sự lãnh đạo kép. Khiến cho những kẻ cơ hội càng dễ lách qua khe hở, nếu không có vụ án Tân Vu làm chỗ đột phá, điều tra đê Tiểu Giang không đơn giản. Tháng trước vụ án Trần Hy Đồng ở Bắc Kinh đã được phán, nếu điều tra triệt để đây là cơ hội thích hợp nhất. Trần Hy Đồng, bí thư thành ủy Bắc Kinh, bị tố tham nhũng vào năm 95, trong vụ án chấn động TQ bấy giờ. Phía các cậu có phải lo trong những năm sắp tới xảy ra chuyện lớn à? Hứa Hồng Bá đột nhiên hỏi. Không chỉ đốn thế nào cũng có chuyện. Đê ở Tân Vu chưa nói lũ lớn, chỉ cần nước dâng cao cũng rất nguy hiểm rồi. Trương Khác chỉ có thể nói thế, ánh mắt của Hứa Hồng Bá quả nhiên rất sắc, nhìn ra dưới tình huống bình thường mình không vội tạo ra việc khiến Từ Học Bình rước lấy vô số kẻ địch này, trận lũ năm 98, mình không thể trơ mắt nhìn Đông Hải bị Hồng Thủy hoành hành được. Đôi khi phải xảy ra chuyện thì mới có thể thay đổi, cải cách kinh tế dễ, cải cách chính trị khó, dù thận trọng hết mức vẫn không đủ. Tôi thấy phải để xảy ra chuyện mới có thể thúc đẩy tiến bộ. Cải cách kinh tế tuyệt đại bộ phần có được lợi ích, chuyển biến tư tưởng dễ. Cải cách chính trị thì phải cắt bỏ lợi ích một số người. Hứa Hồng Bá thở dài, đã bước đi rồi, tỉnh khó mà dừng lại được. Kỳ ủy tỉnh ủy có phối hợp với hành động của chính phủ chứ? Trương Khác trầm ngâm. Bí thư Đào Tấn rất chú trọng sách lược, yêu cầu kỳ ủy TNSA lấy vụ án Tân Vu làm điển hình. Thuận thế mà làm thôi. Chuyện đắc tội với người không đi đầu, chuyện nên ra tay không nương tay, bí thư Đào đúng là rất chú trọng sách lược, tỉnh trưởng Từ phải học ông ta thì có thể tiến thêm nữa. Hứa Hồng Bá lắc đầu. Chuyện này làm được không khó, nhưng tỉnh trưởng Từ khó tránh được ác danh cố chấp cá nhân, người cứng rắn luôn khó tránh lời ra vào kiểu này. Ở trong quốc vụ viện, người đó không thích quan viên cố chấp, cho rằng người như thế không đủ chứng trạc, tháng 9 năm sau là đại hội lần thứ 15, Từ Học Bình khó mà cầm cự nổi tới khi đó. Hứa Hồng Bá không nói hết lời, nhưng Trương Khác hiểu ý ông.
Có gì mà phải lo ạ, cùng lắm sau này cháu ẩn nhẫn là được. Trương Khắc cười thoải mái. Cháu còn muốn hưởng thụ cuộc sống đại học thoải mái, không phải suốt ngày lo những chuyện như thế nữa. Nghĩ được như thế thì tốt. Hứa Hồng Bá gật gù. Tóm lại lần này Cẩm Hồ có cống hiến lớn cho tỉnh, bí thư Đào chẳng phải mù mắt, trong tỉnh sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng tôi lo ở Hải Châu một khi ở Hải Châu có biến hóa, kẻ nhảy ra giờ trò không ít. Cuối năm nay Kim Quốc Hải tới nhậm chức tròn 2 năm phải về tỉnh, trên thành phố lại thiếu đi một người có tiếng nói, tôi thấy năm sau điều chỉnh bán bộ cấp tỉnh bộ, nếu Tống Bồi Minh có thể vào thường ủy là tốt nhất. Chu Phú Minh có ngốc đến đâu cũng nhìn ra Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh ủng hộ Đường Học Khiêm. Đỗ Tiểu Sơn đã vào thường ủy, ông ta đương nhiên phải chặn Tống Bồi Minh. Dù thường ủy thành phố là cán bộ TNSA quản, nhưng ý kiến thành phố rất quan trọng, lựa chọn một cán bộ thành phố có ý kiến chia rẽ nghiêm trọng, tỉnh sao có thể không cân nhắc. Rất nhiều chuyện Hứa Hồng Bá chỉ nhắc tới là dừng, làm thế nào phải do Trương Khác thương lượng với Đường Học Khiêm, nói chuyện ở quán cờ rất lâu, khi người chơi cờ lục tục đi hết, bọn họ mới rời đi. Hứa Hồng Bá ở trong ngõ sâu trong Sa Điền, xe không tiện vào, ông cũng không cho Trương Chi Phi lái xe đi về, một mình bước trên con đường lát đát xanh tắm đầy trăng trong gió mát. Hiện đã hơn 11 giờ, trừ đèn đường ra, kiến trúc hai bên đường đã còn rất ít ánh sáng. Có phải ý thầy Hứa nói tỉnh trưởng từ năm sau nếu không bị cho ngồi nhàn, cũng sẽ bị điều khỏi Đông Hải? Trương Chi Phi vừa lái xe vừa hỏi. Khả năng rất lớn ạ, con người sống chính trực rất khó. Trương Chi Phi lo lắng thở dài. Ai, một số chuyện chỉ sợ có kẻ cố lôi ra nói. Chú nói công ty Hải Dụ à? Ừ, chỉ cần cái cớ ảnh hưởng không tốt thôi, mấy đại lão bên trên thì làm sao biết ảnh hưởng thực sự có tốt hay không? Có đứng vững hay không cũng chỉ có thể trông vào phái hệ. Trương Chi Phi không hiểu chuyện chính trị mấy, nhưng kiến thức cơ bản vẫn rõ, và lại chính trị bản chất cũng đơn giản, đôi khi thiên tài cũng giống kẻ ngốc là thế, có điều thao tác là không đơn giản như vậy. Chẳng cần quá lo, cùng lắm thì thu mình lại một chút là được thôi ạ. Trương Khắc cười, từ học bình dùng thủ đoạn sắt điều chỉnh hệ thống lâm nghiệp và thủy lợi, đụng chạm tới rất nhiều người, khả năng ông bị cho ngồi mát là rất cao. Trương Khắc dù không hy vọng trận Hồng Thủy năm 98 sẽ xảy ra, nhưng phải thừa nhận đó là cơ hội duy nhất đưa từ học bình quay lại. Xe đi tới cổng thứ hai Tân Cẩm Viên, Trương Khắc tự đi bộ vào. Thấy nhà Tạ Vãn Tình chỉ có ánh đèn nhỏ, nhìn qua rèm cửa không thấy bóng người, nghĩ mấy cô gái chắc là đã ngủ cả, hiện muộn lắm rồi. Trương Khắc vào nhà, nói thế nào từ học bình là chỗ dựa lớn nhất của y, cuộc nói chuyện với Hứa Hồng Bá làm tâm tình y rất khó bình tĩnh được, trên bàn còn cà phê lạnh buổi sáng, Trương Khắc rót một cốc, đi ra vườn, muốn ngồi tĩnh tâm bên hồ, không ngờ thấy một bóng dáng yểu điệu đang muốn lui vào biệt thự kế bên. Ồ, chưa ngủ sao? Dựa vào ánh trăng sáng, Trương Khắc nhìn thấy vẻ do dự khuôn mặt thanh lệ của Trần Phi Dung, đại khái thấy mình bật đèn nên muốn đi. Ừ, mỗi đường thanh ngủ trước thôi. Trần Phi Dung đứng lại ở cửa sắt giữa hai khoảnh sân, không lui về nữa, cũng không đi tới. Chị Vãn Tình còn đang nói chuyện với chị Địch. Nghe cô nói thế Trương Khắc để ý nghe thấy sau cây có người nói chuyện. Cách cửa sắt đó chưa bao giờ khóa, Trương Khắc cầm cốc cà phê đi tới, Trần Phi Dung vội vã tránh đi. Đi qua cửa Trương Khắc nhìn thấy Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh đang ngồi trên ghế nói chuyện, Vệ Lan không có ở đó. Đại khái Trần Phi Dung và hai cô gái thành thục không có quá nhiều đề tài chung, cũng có thể do Trương Khắc tới, nói một tiếng. Em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Xoay người vào phòng, để lại bóng lưng tha thướt dưới ánh trăng, hớp hồn bất kỳ chàng trai nào. Tạ Vãn Tình sợ cái lạnh đêm thu, ngoài váy ngủ còn mặc thêm chiếc áo sơ mi dài, Địch Đan Thanh hình như mặc chiếc váy ngủ bằng tơ của Tạ Vãn Tình, chỉ là cô khoanh tay trước ngực, không nhìn thấy nội dung bên trong, Trương Khắc đưa cốc cà phê tới trước mặt cô. Chị Địch uống cà phê không? Uống rồi không ngủ được. Địch Đan Thanh chúng bẫy đưa tay đẩy ra từ chối. Trương Khắc liếc một cái, quá nửa bầu vú trắng nõn nà lộ ra ngoài, núm vú lổ lộ nhô lên dưới lớp áo ngủ mỏng. Không uống thì tôi tự uống vậy. Trương Khắc đắc ý ngồi xuống bên Tạ Vãn Tình, bị cô khẽ liếc một cái, xem ra chuyện vừa rồi không qua được mắt cô. Địch Đan Thanh vừa rồi đưa tay ra đẩy theo bản năng, vừa đưa tay ra liền ý thức được trúng kế của Trương Khắc. Vội rụt tay lại, cô có thói quen buổi tối không mặc áo lót, nhìn sang Tạ Vãn Tình, tựa hồ hai bầu ngực tựa hồ cũng không có gì trói buộc cả. Cô vốn nghĩ Trương Khắc buổi tối sẽ không qua đây, trong nhà toàn nữ nhân, nên tắm xong không mặc áo lót, ai ngờ giờ này Trương Khắc còn tới,
lại không tiện vào nhà mặc thêm áo lót, đành khoanh tay che chắn ngực. Nhớ lại trước kia luồn lách trong thế giới nam nhân, luôn bị người ta lợi dụng đụng chạm, cô cũng chẳng cảm thấy tổn thất gì, vậy mà trước mặt Trương Khác lại cẩn thận giữ gìn, Địch Đan Thanh cảm thấy má hơi nong nóng. Hai chị đang nói gì đấy? Trương Khác cúi người chống tay lên gối uống cà phê, hỏi. Tất nhiên tâm sự nỗi khổ của phụ nữ, em có quan tâm sao? Tạ Vãn Tình lườm y một cái. Hi hi, nghe nỗi khổ của phụ nữ, sẽ thấy làm nam nhân thật tốt. Chỉ biết nói những lời thiếu suy nghĩ, mẹ em mà nghe thấy thế nào cũng cho em một trận. Tạ Vãn Tình cướp lấy cốc cà phê trong tay Trương Khác, nói với Địch Đan Thanh. Tôi thì lại là người uống cà phê vào sẽ buồn ngủ, thật là lạ, hình như cà phê lại phản tác dụng với tôi. Khẽ nhấp một ngụm. Sự thân mật giữa Trương Khác và Tạ Vãn Tình trong mắt người khác là rất bình thường, dù sao hai năm qua hai người luôn thân mật như thế, không ai thấy có thay đổi gì. Địch Đan Thanh sống trong thế giới đầy nam quyền dục vọng nhiều năm, đã nhìn thấu bản chất nam nhân rồi, cũng quen coi tất cả nam nhân đều thành loại động vật giống nhau, cho nên ban đầu mới có thành kiến với Trương Khác, cho dù sau này xảy ra rất nhiều chuyện, tư duy cũ vẫn ảnh hưởng tới cái nhìn của cô với Trương Khác. Nhìn Tạ Vãn Tình mặc dù khoác áo sơ mi, nhưng không cài cúc, mặc áo ngủ giống hệt mình, bên trong cũng không mặc gì, Trương Khác vừa rồi nhìn trộm ngực mình, nếu cũng nhìn Tạ Vãn Tình là rất bình thường, vậy mà cô ấy hình như không hề bận tâm chuyện đó. Địch Đan Thanh tối nay tiếp xúc nhận ra Tạ Vãn Tình là người sống rất tao nhã, sao lại không để ý tới việc dùng chung cốc cà phê với Trương Khác, thông thường nữ nhân rất cẩn thận trong đồ dùng cá nhân, như vậy quan hệ hai người này phải thân mật tới trình độ vượt xa người ngoài nghĩ rồi. Trương Khác nào biết trong đầu Địch Đan Thanh suy ra nhiều vấn đề như thế, thấy Tạ Vãn Tình uống hết cà phê của mình rồi, nhận lấy chiếc cốc rỗng. Em về đây, các chị cũng ngủ đi, với phụ nữ mà nói, giấc ngủ là điều quan trọng nhất. Thôi đi, làm như em hiểu phụ nữ lắm ấy, đi ngủ trước đi. Tạ Vãn Tình cười vỗ lưng Trương Khác. Dịu dàng nhìn theo Trương Khác về nhà, Tạ Vãn Tình nói. Thằng nhóc đó con mắt không chịu yên phận, có điều cũng trách cô quá hấp dẫn. Cả nữ nhân cũng muốn nhìn, vì sao lại to lại căng như thế? Tôi thấy nó là gánh nặng, đứng lâu thấy đau lưng. Địch Đan Thanh bỏ tay ra, Trương Khác đi rồi không cần che ngực nữa, đưa tay chống eo vặn mình như lúc này mỏi lưng thật. Khác thiếu ra trước mặt giám đốc Tạ rất ngoan, mắt không nhìn lung tung chút nào, hại tôi giơ tay đến mỏi. Chương 406, mâu thuẫn nội bộ. Tạ Vãn Tình mặt đỏ lên, may là dưới ánh trăng không thấy rõ. Nghĩ Trương Khác trong mắt Địch Đan Thanh không thể là ngoan ngoãn được, cô ta lại cứ nói như thế, xem ra vừa rồi mình và Trương Khác quá tùy ý rồi, cười che giấu. Quên nói với cô, hai nhà chúng tôi qua lại rất tự nhiên, chuyện lau dọn bên đó cũng do giúp việc bên nhà tôi chiếu cố, buổi sáng còn phải giúp cậu ta làm thức ăn, ba mẹ cậu ấy không ở Hải Châu, nếu bỏ mặc cậu ấy một mình thế nào cũng bè bét hết, cô nhìn thấy không nhẫn tâm đâu. Địch Đan Thanh nhìn sang nhà Trương Khác. Thấy đèn tầng 2 vẫn còn sáng. Khác thiếu gia thường ngày vào giờ này chưa nghỉ ngơi sao? Tôi cũng luôn lạ vì sao cậu ấy luôn gánh lấy nhiều chuyện như vậy. Tạ Vãn Tình xoay người qua, cánh tay chống lên lưng ghế mát lạnh, qua tán lá rậm rạp, nhìn chăm chú ô cửa sổ sáng đèn. Cậu ấy rất ít khi ngủ vào lúc này, có điều cũng có thể đang chơi game trên máy vi tính. Cậu ấy còn chuyên môn sai chuyên gia trong công ty hán hóa một số game hay cậu ấy thích để chơi. Nếu cô chơi qua sẽ thấy nó đáng hy sinh giấc ngủ. Lúc này Trương Khác đi ra cửa sổ, trầm tư nhìn về mặt hồ, không biết y thảo luận gì với Hứa Hồng Bá mà lại có dáng vẻ lo lắng trùng trùng như thế. Đứng cạnh lan can bên thao trường, nhìn mấy nhóm người đang đá bóng, đều là một bên ở trần, một bên mặc áo, dùng y phục chất đống thành cầu môn. Trương Khác năm xưa cũng thường đá bóng cho tới mướt mồ hôi, sau đó lao vào lòng hồ mát lạnh, phiền não liền tạm thời gạt bỏ qua một bên. Đang giận à? Đường Thanh vịn tay cầm lên hàng rào, ngửa đầu nhìn Trương Khác ngồi trên hàng rào. Đâu có. Sao nửa ngày trời không nói gì, còn tưởng bạn giận thật. Đường Thanh cười duyên nói. Thầy Vương Kiến Lâm nói cũng không sai mà. Mình bảo không mà, bạn còn chọc vào chỗ đau của mình. Trương Khác đưa tay ra kẹp mũi Đường Thanh, lần này đi thi hoàn toàn không có thời gian ôn tập, kết quả khỏi nói cũng biết, lên năm thứ ba giáo viên số học cũ hè vừa rồi sinh con xin nghỉ. Giáo viên thay thế cực kỳ ngứa mắt với tác phong hoàn khố của Trương Khác, Đỗ Phi, hôm nay mượn cớ trả bài thi giễu cợt Trương Khác vài câu. Khóa tốt nghiệp có thi tháng, sau khi thi tháng sẽ tiến hành xếp hạng toàn khoa, để đốc thúc học sinh chăm chỉ học tập,
Trương Khác làm sao có thời gian lần nào cũng ôn tập nghiêm túc. Trương Khác bóp mũi Đường Thanh, dắt cô đứng giữa hai chân mình. Ngồi lên đây được không? Không ngồi. Đường Thanh lắc đầu, đặt tay lên chân Trương Khác, vừa rồi dựa vào hàng rào, lúc này rất lười biếng gối đầu lên đùi Trương Khác. Mình chẳng thèm. Nhìn thấy có một trận gió thổi tới, cô đưa tay che váy sau, giấu mặt vào lòng Trương Khác. Trương Khác không kịp né, bị bụi sộc vào mặt, đang định kêu ca thì phát hiện ra tư thế của mình và Đường Thanh rất ám muội. Nghĩ gì thế hả? Đường Thanh cảm giác đè lên thứ kia, giật mình nhảy vội ra, thấy trên đường chạy một cô gái bị gió thổi tóc váy lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn, cười mắng Trương Khác. Sao bạn háo sắc thế? Không cho nhìn. Đưa tay ra che lấy mắt y. Bạn coi mình là hạng người gì thế? Mình đâu có nhìn cô ấy. Trương Khác nói ra chịu oan ức lắm. Ngực bạn ép vào đây, mặt lại đặt ở đó, bạn nghĩ xem mình không có phản ứng được không? Phì, vẫn háo sắc. Đường Thanh chun mũi lại. Dưới ánh trời chiều, đôi mắt trong vắt của Đường Thanh như có ánh lửa, làn da hồng hào, mái tóc như ánh lên sắc màu hung, khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh, chỉ thiếu mỗi đôi tai nhọn. Trương Khác khẽ đưa tay ra nắm tay Đường Thanh, kéo cô tới, Đường Thanh đã phát hiện ra rồi, làm gì chịu dùng ngực áp vào thứ đó nữa. Quay lưng đi, dựa vào người Trương Khác, cách mấy lớp vải, cảm giác có hơi ấm ấm truyền lại, để Trương Khác dùng tay vuốt ve gò má láng mịn của mình, nhèo mắt nhìn ánh tà dương, gò má nóng lên. Bạn nói Phi Dung vào lễ quốc khách có về không? Đường Thanh thích nói chuyện nhìn mặt Trương Khác, quay lại hỏi. Mấy ngày trước Phi Dung nói quân huấn kết thúc phải diễn tập. Mình nghĩ chắc là không dùng cho quốc khánh đâu nhỉ. Trương Khác thích Đường Thanh xoay đi xoay lại như thế này. Mình không biết, gần đây bạn không liên hệ với cô ấy. Mẹ mình suốt này ép mình học, gọi điện cũng có giờ giấc, giờ đó điện thoại ký túc xá bạn ấy bận nhất, mình liên lạc mấy lần không được. Bạn nói xem Phi Dung ở Đại học Đông Hải nhất định vô cùng được hoan nghênh, đúng không? Có lẽ thế. Trương Khác nói có vẻ không chắc lắm. Bọn họ đang quân huấn. Phơi nắng hơn 20 ngày, chắc bị hủy hoại nhan sắc rồi, được hoan nghênh cũng có giới hạn thôi. Cuối cùng không hề do dự nói xấu một chút. Phi Dung ra phơi nắng thành màu bánh mật rất đẹp. Đường Thanh bĩu môi, cho tay vào túi quần Trương Khác lấy di động, bấm số túc xá của Trần Phi Dung, kêu tu tu rất lâu, Đường Thanh ủ rũ nói. Hoặc là không gọi được, hoặc là gọi không ai nghe. Tiếng chuông hết tiết vang lên, tiết hoạt động tự do kết thúc, còn một tiết ôn tập nữa mới tan học. Trương Khác vỗ vai Đường Thanh. Lát nữa mình phải tới Trấn Ích Long, tan học bạn về một mình nhé. Vậy phải thường xuyên tới trường với mình đấy. Đường Thanh nũng nịu. Trương Khác đưa hai tay nâng khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của Đường Thanh, đôi ngực cũng mỗi ngày một đầy đặn, vẻ đẹp của nữ nhân dần dần lấn át vẻ ngây thơ của thiếu nữ, không biết khiến cho bao chàng trai trong trường khóc thầm vì ôm mối tình đơn phương trong vô vọng. Đương nhiên rồi, mình còn muốn ngồi đây ngắm hoàng hồn với bạn mà. Một vạn lần cũng không chán. Vậy lần thứ một vạn linh một thì sao? Cứ ngắm hết một vạn lần hãy nói, nhìn thêm một lần, nói không chừng sẽ chán, có thể cũng không chán. Trương Khác cúi nhanh đầu xuống, hôn chụt lên môi cô nàng. Bạn lên cơn à? Đường Thanh vùng mình tránh đi, sợ hãi nhìn quanh, tim đập thình thịch, quả nhiên có người trố mắt nhìn bên này, Đường Thanh tức tối chạy tới đá Trương Khác, luôn mồm nói. Ai cho bạn dở trò lưu manh? Ai cho bạn dở trò lưu manh? Trương Khác cười ha hả chạy tới cổng trường, Phó Tuấn đã đỗ xe bên ngoài đợi y. Kỳ nghỉ hè kết thúc gần được một tháng, mấy ngày qua khá nhẹ nhàng, chuyện công ty đâu ra đó, bất kể là tiêu thụ thị trường của Ái Đạt, trồng rừng của Tân Quang, hay hạng mục mới của Hương Tuyết Hải đều tiến hành thuận lợi. Trương Khác không khỏi thầm đắc ý, gây dựng lên được một đoàn đội quản lý ưu tú hiệu suất cao hay không mới là điều quan trọng nhất. Nếu không chuyện gì cũng phải lo thì làm ông chủ có lác thù gì nữa. Chuyện Hải Châu thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ lẫn Thịnh Hâm đều truyền đạt ý tứ tích cực tham dự lên thành phố, vấn đề quyền phủ quyết cho vay do Diệp Kiến Bân trực tiếp đề xuất với thành phố đã khống chế cổ phần rồi, vậy chuyện vay vốn không thể do cổ đông lớn nhất tự định đoạt, quyền phủ quyết này là tối quan trọng. Ở phía Tân Vu, Địch Đan Thanh đã trở về gần một tháng, bàn giao chính thức nhà khách, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Thiên Vân. Trong thời gian ngắn không rảnh tới Hải Châu báo cáo công tác. Trương Khác và cha y học mô hình thị trường của Khổng Phủ Yến lập nên một xí nghiệp rượu, hy vọng thúc đẩy kinh tế địa phương của Tân Vu. Trương Khác nhận thức được do ảnh hưởng doanh lợi của Ái Đạt, cuộc cạnh tranh Tiêu Vương năm nay có khả năng là cuộc so kè kịch liệt giữa các doanh nghiệp điện tử,
thêm vào thành tích năm nay của Khổng Phủ Yến đi xuống, nhiệt tình của doanh nghiệp rượu với Tiêu Vương sẽ hơi kém một chút. Xí nghiệp rượu Tân Vu đặt mục tiêu vào Tiêu Vương là không hợp lý. Năm nay chỉnh đốn, năm sau bắt đầu làm thị trường, tới cuối năm sau có cơ hội, có tích lũy tài chính mới tranh Tiêu Vương, cho dù không tranh Tiêu Vương, dựa vào thủ đoạn thao tác thị trường vẫn sẽ có hiệu quả rất cao. Nếu doanh nghiệp đoạt được Tiêu Vương lần này không thu được thành tích thị trường mong đợi, nhiệt tình theo đuổi Tiêu Vương sẽ giảm sút, nếu không giá Tiêu Vương ngày một cao, nhà máy rượu Tân Vu vĩnh viễn sẽ không đi tranh Tiêu Vương, như vậy quá mạo hiểm. Kỳ thực tranh đoạt Tiêu Vương năm sau có nguy hiểm thị trường rất lớn. Lúc này hơn một tháng nữa thôi là tới đại hội đấu thầu Tiêu Vương lần thứ ba, cũng tới lúc định ra phương án marketing thị trường cho Ái Đạt vào năm sau. Xe đi qua Tượng Sơn, Phó Tuấn nhìn gương chiếu hậu nói. Xe giám đốc Đinh ở phía sau. Trương Khắc quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Citroen đuổi theo bấm còi ra hiệu, Phó Tuấn đỗ xe vào bên lề, Đinh Hòe đi lên xe Trương Khắc. Sao tới sớm thế? Trương Khắc xem đồng hồ. Hẹn 6 giờ mờ, giờ mới hơn 5 giờ một chút. Biết Khắc thiếu gia sẽ đến sớm, hôm nay tôi không có việc gì nên tới trước. Đinh Hòe cười. Trung tâm tách ra rồi, thường ngày không thể hơi chút tới quấy nhiễu bọn họ. Xe đi tới trước tòa nhà hành chính, Trương Khắc và Đinh Hòe vừa xuống xe thì có một nhân viên quản lý đi tới gọi Đinh Hòe, đại khái là có vấn đề kỹ thuật gì đó cần thỉnh giáo, có vẻ phức tạp, Đinh Hòe lấy bút ra chỉ vẽ cho người kia. Trương Khắc chẳng có kiên nhẫn mà đợi, liền vào trước. Đi vào đại sảnh, ngồi sau bàn tiếp tân là cô gái thanh tú Trương Khắc không nhận ra, dung mạo xinh đẹp bị đồng phục công tác màu cà phê làm giảm mất vài phần. Trương Khắc ít nhiều hoài nghi khẩu vị của Tô Tân Đông. Các cô gái văn phòng ít nhất phải mặc mi, ni huýt siêu ngắn với tất lưới mới đúng. Cô tiếp tân kia chỉ nhận ra Phó Tuấn, chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Đi qua văn phòng tổng hợp, tình hình bên trong có vẻ không tốt lắm, một nhân viên xoay lưng về phía Trương Khắc chỉ mặt vào Phó Tổng Giám phòng tài vụ Tôn Tường Đông, mặc dù cửa văn phòng đóng, nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng nóng nảy rất lớn của người đó. Số tiền đó vì sao không duyệt, người khác được duyệt sao lại không? Chẳng nhẽ tôi cống hiến cho công ty ít hơn người khác, vì chuyện chết tiệt này, tôi phải đáp máy bay từ Quảng Châu về giải thích, được, giờ tôi đứng trước mặt ông đây, có nghi vấn gì ông cứ hỏi đi. Người kia nói xong đấm mạnh lên bàn Tôn Tường Đông. Tôn Tường Đông biện bác gì đó, giọng không cao, người ở vị trí quan trọng Trương Khắc đều đích thân nói chuyện, Tôn Tường Đông cho dù khi tức giận cũng không lớn tiếng, có điều mặt đỏ hầm hầm. Những nhân viên khác trong văn phòng cơ bản đều có mặt, nhưng không ai dám khuyên can. Trương Khắc đẩy cửa đi vào, nghe thấy giọng rất kiềm chế của Tôn Tường Đông. Số tiền đó trừ khi anh tìm giám đốc Tô ký tên, nếu không tôi không duyệt. Vì sao giám đốc Lưu ký tên không được? Ông nói một lần báo 2 vạn là không được, tôi chia thành lai lần, ông vẫn nói không được, ông cố ý làm khó chúng tôi à? Người kia gần như dí mặt vào mặt Tôn Trường Đông. Ông có biết đám các ông là do ai nuôi không? Không có chúng tôi vất vả chạy bên ngoài làm thị trường. Lũ ngồi văn phòng các ông lấy đâu ra lương cao như thế? Trương Khắc cau mày, y không nhận ra người này, nghe khẩu khí của hắn có vẻ là nhân viên tiêu thụ sản phẩm phía dưới. Giám đốc Lưu mà hắn nói là chỉ Lưu Minh Huy, nghiêm khắc mà nói Lưu Minh Huy trong công ty chỉ thuộc cấp trưởng phòng. Tôn Tường Đông không nhìn thấy Trương Khắc và Phó Tuấn, cố nhẫn nhịn nói. Không có chữ ký của giám đốc Tô, tôi không thể cấp tiền cho anh đặt phiếu ở đây, lát nữa giám đốc Tô tới tôi sẽ đưa cho. Đủ rồi. Người đó đột nhiên giọng cao vút lên, phải nói là giống lên. Chẳng qua ông bới móc khu Nam chúng tôi, không phải muốn cả giám đốc Lưu tới giải thích chứ. Ông không đủ tư cách. Trương Khắc không chịu được nữa, trầm giọng khuyên. Công tác có chia rẽ, cũng có cần làm ầm lên không? Cậu là ai, có tư cách gì nói câu này? Người kia nhướng mày lên, trợn mắt nhìn Trương Khắc. Trương Khắc bị quát trả, lửa giận bốc lên trừng mắt lại với hắn. Chỉ mặt Tôn Tường Đông đang lúng túng không biết làm thế nào. Lập tức gọi Lưu Minh Huy, Dương Vân, Tô Tân Đông về cho tôi, công ty biến thành cái gì rồi thế này. Không thèm nhìn vẻ mặt của những người khác trong văn phòng, xoay người đi ngay. Đinh Hòe từ ngoài đi vào nghe thấy câu này, nói. Đám lão Tô đưa chủ quản tiêu thụ các khu đi tham quan nhà máy rồi, một lát nữa sẽ về. Trương Khắc đang tức giận, chỉ nói một câu. Chúng ta vào văn phòng Tô Tân Đông đợi. Cửa văn phòng tổng giám đốc khép hờ, thư ký sủa Tô Tân Đông đang ngồi xử lý văn kiện, cô ta nhận ra Trương Khắc, đứng dậy chào nói.
Giám đốc Tô tới nhà máy rồi ạ, mọi người đợi một chút, tôi sẽ đi liên hệ ngay. Rất nhanh Tô Tân Đông, Tương Vi, Chu Nhất Bình, Dương Vân, Lưu Minh Huy và Tôn Tường Đông lúc nãy bị quát tháo đi vào. Người dưới anh nói lão Tôn không đủ tư cách bảo anh đi giải thích. Trương Khắc lạnh lùng nhìn Lưu Minh Huy, giọng mỉa mai. Tôi có đủ tư cách nghe anh giải thích không đây? Tên nhóc đó nóng quá mất khôn. Lưu Minh Huy ngượng ngập nặn ra nụ cười. Tôi sẽ xử lý cậu ta cho tới nơi tới chốn. Hôm nay gọi mọi người tới đây là để thảo luận phương án tuyên truyền thị trường năm sau, giờ không cần nữa, để tôi giúp các anh trừ đi cái thói kiêu binh của phòng thị trường, chủ quản tiêu thụ các nơi hôm nay không ai nghỉ phép chứ. Trương Khắc bảo Dương Vân. Tới phòng họp, gọi hết bọn họ tới đó. Trung kỳ thập niên 90, kinh tế thương phẩm trong nước tiến vào thời đại marketing, khắp nơi đều thấy vầng hào quang mạnh mẽ do thao tác thị trường, nhất là Khổng Phủ Yến và Ái Đạt, có thể nói không ngoa. Ái Đạt dựa vào hiệu ứng tiêu vương lượng tiêu thụ năm nay mới đột phá mức 4 tỷ. Tuyệt đại đa số mọi người cho rằng, thành tựu của Ái Đạt là dựa vào marketing, khiến cho nhân viên phòng thị trường cực kỳ tự kiêu. Gần như xí nghiệp dân doanh thành công nào trong nước cũng sẽ gặp phải chuyện này, quá mắc coi trọng marketing, dựa dẫm vào marketing, một khi thần thoại marketing bị phá vỡ sẽ trở tay không kịp, một người khổng lồ bao phủ hào quang bóng loáng trên người sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Năm nay, Trương Khắc không đem trọng tâm đặt ở thị trường, lấy nghiên cứu làm nguồn lực quan trọng nhất của công ty, không ngờ xuất hiện nạn kiêu binh quá mức thế này. Mọi người đều nhìn ra Trương Khắc cực kỳ tức giận, không ai dám khuyên can, Tô Tân Đông đánh mắt cho Dương Vân. Anh đi an bài đi, chúng tôi sẽ tới ngay. Ý bảo Dương Vân đi bảo phòng thị trường hôm nay ăn cẩn thận một chút, rồi bảo Lưu Minh Huy. Có chuyện gì, cậu nói trước đi, để chúng tôi còn biết. Lưu Minh Huy không biết Trương Khắc uống nhầm thuốc gì, chẳng qua bị người dưới cãi lại một câu, nên phạt thì phạt, cần gì nói lời trừ đi cái thói kiêu binh của phòng thị trường. Hắn lần đầu tiên thấy Trương Khắc giận như thế, lòng không phục, nhưng không dám biểu lộ ra. Một nhân viên văn phòng Hoa Nam, tháng trước mới nhà phân phối khu vực ăn uống có vượt tiêu chuẩn một chút, trưởng phòng Tôn không duyệt, tôi nghĩ dù sao tiền đã tiêu mất rồi, không thể bắt người dưới tự móc hầu bao ra được. Nên nhân cuộc họp này dẫn cậu ta về giải thích, ai ngờ cậu ta lại cãi nhau với trưởng phòng Tôn. Trương Khắc thấy hắn còn không ý thức được vấn đề, phất tay không nghe nữa. Không cần anh giải thích, tôi muốn nghe nhân viên này tự giải thích, tới phòng hội nghị. Trương Khắc đi vào phòng hội nghị, thấy Dương Vân và các chủ quản tiêu thụ đều có mặt, kéo một cái ghế ngồi xuống, không bảo người khác ngồi, hỏi Lưu Minh Huy. Nhân viên đó tên là gì? Tiêu Giật Quần, năm ngoái tôi tuyển ở Hoa Nam. Lưu Minh Huy lòng có chút bực tức. Gọi anh ta vào đây, để anh ta giải thích, tại sao quát tháo với một phó tổng giám. Thấy Lưu Minh Huy còn muốn giải thích, Trương Khắc gạt đi. Anh đi gọi người là được. Lưu Minh Huy đi ra, Tô Tân Đông mời mọi người ngồi xuống, không ai dám nói gì, không khí này sợ cả ngồi cũng không dám. Một lát sau Lưu Minh Huy dẫn Tiêu Giật Quần vào, nhân viên phòng thị trường đều rất trẻ, người này trông càng trẻ hơn, Trương Khắc không nói một lời. Nhướng mày lên bảo hắn nói. Khác thiếu gia, thái độ của tôi hôm nay không đúng, tôi chân thành xin lỗi giám đốc Tôn, xin lỗi khác thiếu gia. Tôi không muốn nghe xin lỗi, anh nói hùng hồn lắm mà, không cần tìm giám đốc Lưu chống lưng, có lý gì thì nói ra đây, tôi chống lưng hộ. Trương Khác lạnh lùng nói. Tiêu Giật Quần chân nhũn ra, hắn từ khi vào công ty tới nay luôn làm việc ở Hoa Nam, dù về tổng bộ không ít, nhưng chưa bao giờ gặp Trương Khác. Tới khi Lưu Minh Huy tới quát mắng cho một trận mới biết người trẻ tuổi hắn nạt nộ lúc nãy lại là ông chủ của công ty. Tôi, Tiêu Giật Quần ấp úng hồi lâu không nói được lời nào. Lưu Minh Huy vừa rồi bị Trương Khắc ngắt lời hai lần, không dám tùy tiện lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn xuống đất, đám chủ quản tiêu thụ càng im ri, đưa mắt nhìn lão đại Dương Vân học Lưu Minh Huy cúi đầu xuống. Trương Khắc nhìn phản ứng của Dương Vân, biết hắn bất mãn với Lưu Minh Huy, chỉ Tôn Tường Đông. Lão Tôn, đưa cái phiếu gây lên chuyện này cho tôi xem. Tôn Tường Đông đứng dậy, đưa cặp hồ sơ cho Trương Khắc, bị uất ức như thế, toàn bộ tài liệu cần dùng hắn đã đem tới đây hết. Trương Khắc lấy ra hơn 10 tờ hóa đơn đính liền với nhau, nói. Tào Tân Dương, đống hóa đơn này anh ký tên đồng ý chi trả, có gì muốn nói không? Tào Tân Dương chủ nhiệm văn phòng Hoa Nam. Tào Tân Dương ho khẽ một tiếng do dự đứng dậy, quyết định nhận hết trách nhiệm rồi hắn tính. Nếu không làm căng quá ông chủ không xuống nước được, đám người bọn họ càng khó xuống nước. Một số chuyện đều tại tôi không nói rõ với Tiểu Tiêu,
cậu ta hơi nóng tính, làm việc hay nảy sinh tranh chấp với người khác, tôi bị cậu ta đáp chát vài lần, cậu ta có gì không phải với giám đốc Tôn, tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi. Cứ định xí xóa thế cho qua sao? Trương Khắc gập kẹp hồ sơ của Tôn Tường Đông lại, ném tới trước mặt Tào Tân Dương. Tự xem đi, thường ngày giám đốc Lưu bận rộn, anh ký tên cũng không chịu bỏ thời gian ra xem à? Hay là anh căn bản không biết quy chế tài vụ của công ty? Tay đập bàn đứng phát dậy, nhìn Tiêu Giật Quần. Anh lấy cái gì mà hùng hổ quát tháo giám đốc Tôn? Hừ, nhân viên phòng thị trường từ lúc nào một câu biện bác cũng không dám nói. Tiêu Giật Quần bị y nhìn chằm chằm, lòng run lên, mặc dù đã biết người trước mắt là ông chủ, hơn nữa còn được đồn đại rất thần kỳ, nhưng dù sao chỉ là thanh niên ít tuổi hơn mình, hắn không phục, đánh liều nói. Nhân viên tiêu thụ khu khác cũng làm như thế, phòng tài vụ lại chuyên gây khó cho khu Nam chúng tôi. Ai? Trương Khắc nghiêm giọng nói. Anh nói ra xem. Tiêu Giật Quần vừa định nói gì đó nhưng bị Lưu Minh Huy nghiêm khắc trừng mắt một cái, mới nghĩ lời tán gẫu thường ngày làm sao đủ để nói ra được. Nhưng muốn thu hồi câu đó không kịp nữa. Nói ngay, cái gì mà khu Nam với khu Bắc, lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu phân chia này. Nói, anh có chứng cứ gì nói phòng tài vụ chỉ gây khó cho nhân viên khu Nam? Anh biết ai ở khu Bắc có hóa đơn vi phạm quy chế được phê duyệt? Trương Khắc đấm mạnh bàn. Nói ra, tôi cho hắn xéo ngay khỏi công ty. Chu Du trước khi chuyển sang Tân Quang tiến cử Dương Vân thay thế vị trí của mình, xét tới khả năng Lưu Minh Huy có thể sẽ không hài lòng, nên chỉ để Dương Vân làm tổng giám phòng thị trường, chưa thăng lên phó tổng giám đốc. Trương Khắc còn gọi cả Lưu Minh Huy, Dương Vân tới nói chuyện. Để Lưu Minh Huy phụ trách ba thị trường lớn Hoa Nam, Tây Nam, Hoa Trung, làm như thế có ý vỗ về hắn, không ngờ phòng thị trường lại sinh ra chia rẽ công khai như thế. Trương Khắc thấy Tiêu Giật Quần không dám nói, im lặng một lúc, nhìn xung quanh. Công ty từ khi nào chia tách ra khu Nam khu Bắc rồi? Vì sao có hành động lớn như thế tôi không biết, có ai nói cho tôi biết nguyên nhân không? So với lúc y nổi cơn thịnh nộ, giọng nói bình tĩnh lúc này càng khiến không ai dám trả lời. Ở đây rất nhiều người đều là tinh anh làm thị trường, đều cho rằng đây là thời đại marketing là vua, có marketing là có thị trường, thương hiệu cầm tiền ra ném là có, tùy tiện tìm nhà máy nào đó dán biển vào sản xuất ra sản phẩm là kiếm được một đống tiền. Trừ các người ra, những người khác không có cống hiến gì với công ty, như giám đốc Tôn, nhớ vào thành tích của các người có quyền quát thét với người khác. Trương Khắc dừng lại một lúc, trong đầu đám chủ quản kia có phục hay không y không biết, y cười lạnh. Các vị đều có đầu óc thông minh, đạo lý gì không cần tôi phải nói, tôi có thể nói rõ ràng, phòng thị trường rất quan trọng, nhưng trong mắt tôi, các phòng ban khác kém hơn chút nào, ai suy nghĩ nắm được kênh marketing là nắm được mạch máu công ty, tôi tuyệt đối không giữ lại. Dứt lời quay sang bảo Đinh Hòe. Chúng ta đi, để bọn họ tự kiểm điểm lại. Khác thiếu gia, đi đâu đây? Đinh Hòe theo Trương Khác lên xe, tới tận lúc này hắn mới dám lên tiếng. Cứ lên xe rồi hãng nói. Trương Khắc bảo Phó Tuấn. Tới quán cá Tiểu Giang, hôm nay tôi phải kiên nhẫn ăn cá, nếu không xương hóc cổ họng mất. Có một số chuyện lão Tô cũng khó xử. Ninh Hòe thấy Trương Khắc còn có tâm tình nói đùa lạnh ngắt như thế, thở dài nói. Vấn đề không lớn, lão Tô quyết định áp xuống không nói với cậu, tôi cũng nghĩ như thế. Có người là có đấu tranh. Trương Khắc chép miệng. Trong công ty tất nhiên cũng có chính trị công ty. Khác thiếu gia biết cả rồi. Ầm ĩ tới mức thế này rồi tôi còn không biết hay sao. Trước kia thành lập Ái Đạt, Trương Khác mượn Lưu Minh Huy, Tương Vi sang giúp mình, còn do Lưu Minh Huy kéo Tô Tân Đông, Đinh Hòe từ Vạn Yến sang. Cùng với sự phát triển của Ái Đạt, địa vị mỗi người trong công ty phát sinh chênh lệch, năng lực của Lưu Minh Huy không đủ đảm đương một mặt, năm ngoái tới Quảng Châu hắn đã gây chuyện một lần, chắc lần này Dương Vân thay Chu Du, lòng càng ý kiến. Tô Tân Đông tuy là tổng giám đốc, nhưng đối với đám Lưu Minh Huy, Tương Vi, Chu Nhất Bình, Dương Vân, bốn người đầu tiên đi theo Trương Khắc không thể quản thúc được, Trương Khắc hôm nay trấn áp phòng thị trường trước, cho bọn họ tự kiểm điểm, sau đó tìm cơ hội vỗ về Lưu Minh Huy, nếu hắn không cam tâm ở dưới Dương Vân, chuyển sang làm trợ lý cho Chu Du, dù thế nào cũng không thể để phòng thị trường phân chia làm hai thế lực. Trương Khắc và Đinh Hòe đi ăn cá, tới chừng 8 giờ Đinh Hòe nhận được điện thoại của Tô Tân Đông. Bịt ống nghe nói. Bọn họ họp xong rồi, lão Tô hỏi tôi có đi cùng Khác thiếu gia không? Bảo bọn họ tới đây. Trương Khác mở cửa phòng bao gọi chủ quán mang thực đơn vào.
Một lúc sau Tô Tân Đông và Dương Vân tới, Tô Tân Đông thở dài. Công ty vốn có kế hoạch làm bữa liên hoan, họp xong thấy mọi người không có tâm tình, liền bảo họ về cả, tôi và Dương Vân tới kiểm điểm với Khác thiếu gia. Cứ làm mấy miếng cơm lót dạ đã. Trương Khác thấy Lưu Minh Huy không tới, hai người này cũng không nói xấu hắn, nói. Phòng thị trường thành ra thế này, hai anh đương nhiên có trách nhiệm, nhưng tôi cũng suy nghĩ không chu toàn. Hiện nhìn ra vẫn còn chưa muộn, năm sau tình hình thị trường sẽ rất phức tạp, không thể trì hoãn tới lúc đó mới xử lý. Tô Tân Đông và mấy miếng cơm vào miệng, họp tới tận bây giờ đúng là hơi đói rồi, ăn vội tới mức tí nữa cắn phải lưỡi. Khi họp tôi nghe họ than phiền một chút hoàn cảnh bên ngoài, trong nội bộ công ty cũng có vấn đề. Tuy thành công của Ái Đạt là nhờ sách lược của Trương Khác, nhưng trong hoàn cảnh thời đại nhân viên phòng thị trường kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi, các phòng ban khác cũng hết sức đề cao tầm quan trọng của phòng thị trường trong toàn cục công ty. Chương 407, lại bàn chuyện Tiêu Vương. Trương Khác đưa Dương Vân thay vị trí của Chu Du, nhưng không đưa lên phó tổng giám đốc, mà đưa Lỗ Khánh Xanh phụ trách sản xuất lên chức này, thực tế là có ý đưa phòng thị trường vào vị trí không quá trọng yếu, ở mức độ nào đó khiến có kẻ trong lòng mất cân bằng. Có điều không phải tùy tiện trừng phạt ai đó được, mọi người trong phòng bao nói chuyện rất lâu, quá 11 giờ, Lưu Minh Huy vẫn không gọi điện tới, Trương Khác hơi thất vọng, không đợi nữa. Trăng sáng vằng vặc treo trên không, biến mặt đất thành biển trăng, vào tháng 10 mới là mùa thu thực sự của Hải Châu, lúc này đêm khuya chơi hơi mát, không hề lạnh chút nào. Mở cửa sổ xe ra, Trương Khác chống tay nhìn tượng sơn xa xa, trên núi lác đác ánh đèn, trông như bóng con quái vật to lớn chắn trước mặt. Dương Vân tự lái xe về nhà rồi, Trương Khác bảo Tô Tân Đông ngồi cùng xe với mình. Đi qua đường phía đông bắc tượng sơn, ở đầu con đường này có vài cây tivi, đèn neon xanh đỏ lấp lánh, làm ăn khá được, đột nhiên thấy ở trước cửa một cây tivi có hai người đang hút thuốc nói chuyện, một là Tào Tân Dương chủ nhiệm văn phòng khu Hoa Nam, người còn lại là kẻ suýt chút nữa làm sập Hải Dụ, nay là tổng giám đốc của Khoa Vương, Tạ Chiêm. Đại khái là uống rượu nhiều rồi, nên ra ngoài cho thoáng khí. Tô Tân Đông nhìn Trương Khác, lo lắng phản ứng của y. Hoa Nam là một trong số thị trường trọng yếu nhất của Ái Đạt, phân ngạch thị trường ở đó luôn vượt mức độ bình quân của cả nước, Tào Tân Dương là người khá có năng lực. Tôi đã nói, kẻ nào tự cho rằng nắm kênh marketing của công ty là nắm mạch máu của công ty, tôi sẽ không giữ. Trương Khác nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Mấy tháng qua Cẩm Thành và Chính Thái đầu tư vào Khoa Vương với lực độ lớn. Bọn họ muốn lôi kéo vài người họ cần ở Ái Đạt là chuyện thường tình. Đã biết Tạ Chiêm là kẻ thích giở thủ đoạn sau lưng, Trương Khác lường trước có chuyện kiểu này rồi, và lại Tô Tân Đông và Đinh Hòe cũng được y lôi kéo từ Vạn Yến sang như thế, chẳng có gì bất ngờ hay tức giận. Phó Tuấn không giảm tốc độ, chớp mắt đã bỏ lại cây TV kia ở đằng sau, Tô Tân Đông vẫn chưa yên tâm ngoái đầu lại nhìn, nhưng đã bị những căn nhà khác che mất, không nhìn thấy nữa, chỉ lo không phải một mình Tào Tân Dương tâm tư bất ổn. Trước đó tôi có nghĩ, nên chăng chia tiêu thụ và thị trường thành hai phòng, để Dương Vân chuyên môn phụ trách vận hành nhãn hiệu, còn tiêu thụ có thể lập công ty ở Tùng Khu. Tô Tân Đông đề nghị, thành lập công ty tiêu thụ để trấn an các lộ chư hầu. Trương Khác lắc đầu, đây không phải là cách hay, cũng không cần. Ý của y là muốn trấn áp họ chứ không phải làm họ càng thêm không coi ai ra gì, đó không phải cục diện y muốn thấy. Việc tiêu thụ phải tập trung ở tổng bộ. Muốn thành lập cũng chỉ có thể lập chi nhánh phụ trách công tác tiêu thụ thực tế, trong mắt tôi, tiêu thụ không quá quan trọng, cho dù triệt tiêu văn phòng tiêu thụ ở các địa phương cũng không sao. Công tác tiêu thụ một tỉnh, do một nhân viên tiêu thụ bình thường liên hệ với nhà phân phối đương địa là đủ. Quan hệ giữa Ái Đạt và nhà phân phối xưa nay luôn ở thế trên, trọng tâm phòng thị trường là nâng cao thương hiệu của Ái Đạt, cũng đồng thời tác dụng nâng cao địa vị trong nhà phân phối, công tác tiêu thụ trước giờ không phải trọng tâm của phòng thị trường. Tô Tân Đông thấy Trương Khác không đồng ý với ý kiến của mình, khẽ thở dài, Lưu Minh Huy ở chuyện vận hành thương hiệu không có mấy kinh nghiệm, cũng không thể điều Dương Vân đi để hắn thay thế, về phần an bài hắn ra sao, Tô Tân Đông không thể kiến nghị được. Các chuyện khác nên để ổn định một chút. Lúc tiễn Tô Tân Đông lúc xuống xe Trương Khác nói. Chuyện hôm nay chưa làm, mai tiếp tục vậy. Tô Tân Đông gật đầu, dùng mắt tiễn Trương Khác đi. Sáng hôm sau Trương Khác tới Trần Ích Long. Trước cuộc họp tuyên bố quyết định xử phạt Tiêu Giật Quần, phòng giám sát không truy cứu vấn đề hóa đơn nữa, nhưng nhận được đơn từ chức hắn chủ động nộp lên, Tào Tân Dương phạt 500 đồng, Lưu Minh Huy phạt 1.000, chuyện như vậy đã kết thúc.
quyết định xử phạt của Tô Tân Đông chẳng phải việc trọng đại lắm, người dưới không nói gì, chỉ là liên quan tới Tào Tân Dương và Lưu Minh Huy, hai người này sắc mặt rất khó coi. Trương Khắc hắng giọng, đi thẳng vào chủ đề, tựa hồ hoàn toàn quên chuyện hôm qua. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận phương án thị trường năm sau, kế hoạch cụ thể phải soạn ra trước tháng 11, có thể tiếp tục làm Ái Đạt có thị trường huy hoàng vào năm sau hay không, phải xem các vị ở đây có thể thực sự xưng là tinh anh marketing hay không. Mọi người ở đây đều biết trình độ lập kế hoạch thị trường của Trương Khắc, không ai dám tỏ ra tự đắc. Năm nay doanh thu của Ái Đạt có khả năng đột phá mức 4 tỷ, mục tiêu năm sau của chúng ta là đột phá mức 6 tỷ, dự toán đầu tư thị trường cũng lấy đó làm cơ sở. Dự toán thị trường chừng 600 triệu, trong đó đầu tư quảng cáo địa phương chia ra từng phân khu, tổng hạn ngạch khống chế ở mức 200 triệu, các khu dựa theo tỷ lệ tiêu thụ mỗi nơi quyết định. Trương Khắc nói ra làm tất cả những người ngồi đây phấn chấn. Dự toán tuyên truyền thị trường năm nay của Ái Đạt là 300 triệu, hiện đã tiêu 200 triệu, trong đó tuyệt đại bộ phận tổng bộ thị trường tiêu mất, dự toán các khu rất ít, lại bị tổng bộ nghiêm khắc khống chế. Năm sau chưa nói dự toán tăng lên. Công ty còn có ý tăng quyền tự chủ đầu tư quảng cáo cho các khu, khu lớn như Hoa Nam, năm sau có lẽ được chia dự toàn 3-4 ngàn vạn. Trong cái xã hội này nắm quyền tài chính mới là nắm quyền lực thực sự, tin tức này tất nhiên làm người ta phấn chấn. Tháng sau cạnh tranh Tiêu Vương rồi, chúng ta có nhất định phải giành được không? Tô Tân Đông thấy dự toán quảng cáo năm sau cao như thế, tất nhiên mục tiêu chĩa thẳng vào Tiêu Vương, hắn hơi ngạc nhiên, thời gian qua không thấy Trương Khắc nhắc tới chuyện này. Tưởng y bỏ ý định cạnh tranh Tiêu Vương rồi. Tình hình thị trường thu hẹp của Khổng Phủ Yến mọi người đã biết rồi, Ái Đạt năm sau muốn tiếp tục giữ ánh hào quang không thể để người khác chiếm mất Tiêu Vương. Trương Khắc liếc mắt qua Tào Tân Dương một chút rồi tiếp tục nói. Năm ngoái chúng ta lấy 8.000 vạn ra giành lấy Tiêu Vương, năm nay không thể dễ dàng như thế nữa, một là thành công của chúng ta cổ vũ cực lớn cho các doanh nghiệp điện tử khác. Hai là các doanh nghiệp như Khoa Vương gần đây lực độ tuyên truyền thị trường rất lớn. Có dấu hiệu mô phỏng chúng ta rõ ràng, nói không chừng có hứng thú với Tiêu Vương, nên cạnh tranh càng khốc liệt. Tôi có thể khẳng định, Tiêu Vương năm nay không dưới 200 triệu, nên chúng ta phải đưa ra dự toán chừng 250, 300 triệu. 300 triệu. Dương Vân cứng lưỡi. Có cần lấy 300 triệu đi giành Tiêu Vương không? Năm ngoái chúng ta lấy 8.000 vạn ra giành lấy Tiêu Vương, có người nói chúng ta mỗi ngày tặng cho DTHTW một chiếc Santana rồi. Thực ra người đó không biết giá Santana, chúng ta mỗi ngày tặng cho DTHTW hai cái mới đúng. Trương Khắc nói thế làm người phía dưới đều bật cười. Nhưng chúng ta lại mỗi ngày chúng ta lại lái hai chiếc Cadillac từ DTHTW ra, chính vì nhìn thấy hai cái Cadillac này tối mới đưa hai cái Santana tới. Mọi người lại cười lớn, Tô Tân Đông lắc đầu không nói, quyết định này năm ngoái của Trương Khắc gây nghi vấn lớn, hiện giờ mọi người không ai hoài nghi tính mẫn cảm thị trường của y nữa. Trương Khắc mỉm cười trông có vẻ rất đắc ý. Tình hình thị trường năm sau sẽ phức tạp hơn một chút, chính vì thế chúng ta càng cần đoạt được Tiêu Vương để khống chế cao điểm. Buổi trưa ăn liên hoan ở công ty, Trương Khắc và các nhân viên quản lý cao tầng ăn trong một phòng bao, Trương Khắc nói với Lưu Minh Huy. Nếu có khả năng, phòng thị trường sẽ lập chi nhánh tiêu thụ và chi nhánh hải ngoại, quản lý chung công tác triển khai phát triển ở hải ngoại và tiêu thụ các địa khu, anh có thể phác thảo phương án cho tôi không? Chương 408, án binh bất động. Hả? Lưu Minh Huy hoài nghi nhìn Trương Khắc. Cuộc họp vừa mới nói đầu tư quảng cáo chia ra các khu, chẳng phải là giao dự toán quảng cáo cho các khu tự quyết sao? Năm sau tăng cường lực độ đầu tư quảng cáo ở địa phương, có điều vẫn do tổng bộ nắm giữ, các khu chỉ hiệp trợ, khoản tiền lớn này chia xuống các khu tự phụ trách sẽ loạn ngay. Phân chia các khu chỉ là để có kế hoạch chính xác thuận tiện hơn. Trương Khắc thấy Lưu Minh Huy có vẻ thất vọng. Biết khi họp hắn hiểu lầm y mình. Thành lập chi nhánh tiêu thụ thống nhất quản lý công tác tiêu thụ thực tế là hạ cấp các khu tiêu thụ, tất nhiên không thể lại cấp quyền tài chính cho các khu, để bọn họ tự ý tiêu xài được. Lưu Minh Huy hiện giờ cơ bản toàn quyền phụ trách 3 khu tiêu thụ lớn Hoa Nam, Tây Nam, Hoa Trung. Nếu dự toán quảng cáo do các khu nắm giữ, thì hắn nắm quyền lực lớn nhất của phòng thị trường, nên sự thất vọng của hắn, Trương Khắc có thể hiểu được. Với người ngoài mà nói Tiêu Vương là 5 giây quảng cáo đầu tiên xen giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết, nhưng đám Lưu Minh Huy thì biết Tiêu Vương là từ đại diện cho cả một sách lược thao tác thị trường hoàn chỉnh, là sách lược thao tác thị trường giá trị nhất trong nước hiện nay.
cho nên phải có một phương án tỉ mỉ thiết thực để Tiêu Vương phát huy giá trị lớn hơn chứ không phải là đơn giản đợi tới tháng 11 đến trung tâm Mai Địa Á báo một cái giá là xong. Liên tục họp 2 ngày, trong đó một ngày chuyên môn thảo luận vấn đề Tiêu Vương, tiếp đó là kỳ nghỉ quốc khánh 3 ngày, các chủ quản khu đại đa số không phải là người Hải Châu, ngày 30 tháng 9 về nhà nghỉ ngơi. Cuộc họp kết thúc, người của phòng thị trường đều đã đi, Trương Khắc hẹn 5 giờ tới trường đón Đường Thanh, thời gian còn sớm, y liền ngồi ở phòng họp nói chuyện với đám Tô Tân Đông, thấy Lưu Minh Huy cầm thuốc lá muốn ra ngoài, liền nói. Định đi đâu hút, lão Tô, lão Đinh cũng nghiện thuốc lá mà, cùng hút vài điều đi. Vỗ vai Đinh Hòe, Tô Tân Đông, mời bọn họ cùng hút thuốc. Đinh Hòe định nói gần đây bị vợ ép cai thuốc, nhưng chưa kịp nói đã bị kéo ra ngoài. Lưu Minh Huy đưa bao thuốc lá tới, Trương Khắc lấy một điếu vờ vịt lục người, tất nhiên y chẳng có bật lửa, đợi Tô Tân Đông tới giúp châm thuốc. Bên City cổ phần Hải Châu cũng có 3 ngày nghỉ hả? Trương Khắc vừa rít thuốc vừa hỏi. À, vâng, hai chúng tôi không biết làm gì đây. Lưu Minh Huy cười. Quen nhau lâu rồi chỉ có điều ấy là không hay. Bạn gái của Lưu Minh Huy sau khi tốt nghiệp được Lý Minh Học đưa vào City cổ phần Hải Châu công tác, Trương Khắc chỉ tiếp xúc với Tiêu Mân vài lần, ấn tượng không sâu, cảm thấy cô ta là phụ nữ có toan tính, năng lực không tệ, hiện làm trợ lý tổng giám đốc. Tô Tân Đông cười lớn trêu. Về điều này cậu phải học lão Đinh, anh ấy và vợ từ nhỏ sống cùng một thôn, lấy lời anh ấy mà nói thì hai bọn họ từ hồi đóng khố đã thích nhau. Lần trước lên phố thấy hai vợ chồng họ tay trong tay tình tứ đi dạo, thiếu chút nữa chua ê răng, người ta chẳng có chút tự giác gì của vợ chồng lâu năm cả. Vậy vợ chồng lâu năm phải ra sao? Hai người họ thân thiết, nên Đinh Hòe không giận. Chồng chạy trước, vợ đuổi đằng sau, hoặc đi sau đẩy, chồng phía trước mặt khó đăm đăm, thế mới phù hợp. Trương Khắc trả lời giúp, rồi bảo Lưu Minh Huy. Ở nhà mãi cũng chán, đi đâu đó nghỉ mát vài ngày, thả lỏng một chút. Mấy ngày này tôi chẳng được rảnh, nếu không bao cả khách sạn bên biển cho nhân viên quản lý đưa gia đình tới đó xả hơi. Đinh Hòe gật gù. Khắc thiếu gia nói đấy nhé, tôi nhớ rồi. Anh cứ nhớ đi, tôi thì không coi là thật đâu. Tô Tân Đông cười. Trừ khi nghỉ hưu, nếu không tôi chẳng thấy khả năng đó. Trương Khắc vỗ đầu. Anh tưởng tôi chơi trò khôn lỏi à? Nếu không thế này, các anh mỗi năm đi nước ngoài một lần, chi phí tính trên đầu tôi, thế được chưa? Được đấy. Tô Tân Đông nói thế xong thở dài. Tiếc là tôi không đi được, Tiểu Lưu cậu chọn chỗ nào đó hay hay đi chơi xem Khắc thiếu gia có thực hiện lời hứa không. Trương Khắc hào phóng nói. Tiêu Mân có hộ chiếu không, bảo cô ấy xin nghỉ thêm vài ngày ra nước ngoài chơi. Năm sau sẽ dần triển khai thị trường hải ngoại, tôi muốn anh thiết lập chi nhánh hải ngoại do anh quản lý, khi thời cơ chín muồi, công ty sẽ khai phát thị trường nước ngoài. Tiêu Mân có hộ chiếu. Nhưng cô ấy tư tưởng nữ quyền nặng lắm, nói chuyện gì cũng phải hai người bàn bạc rồi quyết, tôi không dám tự ý định đoạt. Lưu Minh Huy cười khổ. Mà cô ấy hình như chẳng hứng thú du lịch nước ngoài lắm. Thế sao? Trương Khắc khóe môi nhếch lên một chút coi như cười, nhìn mặt trời dần khuất núi, bỗng nhiên có chút thương cảm, im lặng một lúc nói. Tôi về thành phố trước đây, mọi người có về luôn không? Tô Tân Đông lắc đầu. Bình thường thì sao cũng được. Nhưng sắp nghỉ rồi, tranh thủ bố trí vài việc cho yên tâm. Lão Đinh, ở lại đợi tôi chút nhé. Công tác của tôi hôm nay là tới đây họp, xong việc rồi đợi anh một chút cũng được. Trương Khắc đi trước, Lưu Minh Huy còn đứng hút thuốc một lúc. Tô Tân Đông kéo Đinh Hòe vào văn phòng, đến góc xa cửa nhất, cho dù không đóng cửa cũng không sợ có người nghe thấy, hạ thấp giọng nói. Thời gian này anh đừng để người của phòng thị trường tùy tiện ra vào chỗ của anh. Anh nói tới Tào Tân Dương à? Khó nói lắm, trong quy hoạch 5 năm của công ty, thị trường hải ngoại là trọng tâm của năm sau nữa, lúc này thành lập chi nhánh hải ngoại. Trong lòng anh và tôi đều rõ, thị trường hải ngoại không chỉ là vấn đề tiêu thụ, mà còn lách thuế quan, tiếp hành hợp tác xí nghiệp hải ngoại, xây dựng nhà máy, tầm quan trọng khỏi nói cũng biết. Vừa rồi Khắc thiếu gia có ý dùng chi nhánh hải ngoại vỗ về Lưu Minh Huy, nhưng hắn không động lòng. Hả? Với chuyện nhân sự phức tạp, Đinh Hòe hơi chậm chạp một chút. Anh muốn tôi đề phòng hắn. Hy vọng không phải là hắn. Tô Tân Đông cũng niệm tình năm xưa, thở dài. Chỉ biết hy vọng như thế. Lúc này điện thoại trong túi hắn vang lên, là Trương Khắc gọi tới. Tôi đang ở văn phòng, lão Đinh cũng ở đây. Bảo lão Đinh cũng án binh bất động đi. Vâng, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy.
Tô Tân Đông đợi Trương Khác dập máy trước mới đóng máy lại. Khác thiếu gia bảo chúng ta án binh bất động, tất cả chỉ còn xem hắn lựa chọn ra sao thôi. Tôi hiểu rồi. Ninh Hòe xoa đầu. Tôi còn tưởng Khác thiếu gia quên mất chuyện siêu cấp VCD rồi chứ, đã quyết định năm sau đưa ra, sao lại không thảo luận. Thì ra Khác thiếu gia không muốn lộ bài tẩy. Anh biết trước rồi sao còn thảo luận chuyện Tiêu Vương y như thật. Cho dù Tiêu Vương bị đẩy giá lên 300 vạn thì chúng ta cũng không nhất định phải bỏ qua. Tô Tân Đông giải thích. Chiếm được Tiêu Vương chắc chắn nâng cao chi phí vận hành của chúng ta, nhưng dưới tình hình thị trường liên tục tăng giá, sẽ khiến chúng ta phải dùng nhiều chip giải mã của Ti hơn. Bên ảnh lợi nhuận giảm, nhưng phía Việt Tú HK càng chặn lại nhiều lợi nhuận hơn. Chủ yếu là dù năm sau thị trường có rơi vào hỗn chiến như Khác thiếu gia nói thì chúng ta có siêu cấp VCD đảm bảo được lợi nhuận của chúng ta không bị thị trường cạnh tranh không lành mạnh mà ảnh hưởng. Bằng vào hai điểm này dù là bỏ 300 vạn ra tranh Tiêu Vương cũng là chuyện đáng nghiêm túc suy tính. Nhưng có vẻ Khác thiếu gia hy vọng người khác tranh cái Tiêu Vương này. Ninh Hòe hiểu ra rồi. Thuận nước đẩy thuyền thôi. Tô Tân Đông mỉm cười, ân oán Trương Khác với Chính Thái, Cẩm Thành ngày một sâu. Dù đổi lại là hắn, có cơ hội cũng sẽ chơi bọn chúng một vố. Trận chiến toàn diện giữa Ái Đạt và Khoa Vương sắp diễn ra rồi, đảm bảo làm cho các bác máu sôi máu. Chương 409, đi thăm Trần Phi Dung. Tới cao trung đúng lúc học sinh tràn ra khỏi cổng trường, xe bị tắc ở cổng không vào được, Trương Khác đỗ xe bên ngoài, đi vào tìm Đường Thanh. Lưu Minh Huy khéo léo từ chối thiện chí của y làm tâm tình Trương Khác hôm nay có chút chán nản. Dù sao cũng là một trong vài người đi theo y sáng nghiệp, Trương Khác không hề có ý bạc đãi hắn. Tối hôm đó nhìn thấy Tào Tân Dương và Tạ Chiêm đứng cùng nhau, Trương Khác sớm nghĩ tới Lưu Minh Huy khả năng có tính toán khác, hôm nay xem ra rõ ràng là hắn đã dao động rồi, chỉ là chưa tới lúc quyết định cuối cùng mà thôi. Cứ đợi hắn tự quyết đi, nếu hắn ở lại thì tốt rồi, cũng không cần truy cứu nữa, xã hội bây giờ, đây là chuyện quá bình thường. Thả hồn đi tận đâu rồi vậy? Hả? Trương Khác giật nảy mình, y đi ngược dòng người hỗn loạn, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, giờ mới chú ý Đường Thanh khoác cặp màu xanh trên một vai, đang chăm chú nhìn y đầy tò mò, trông cực kỳ khả ái. Bạn nói xem mình nghĩ tới cái gì, Phó Tuấn mình cũng đuổi đi rồi, chỉ có hai chúng ta lái xe lên tỉnh thôi, hì hì. Biến, không được nghĩ bậy. Đường Thanh vội bịt mồm y lại. Phi Dung giúp chúng ta đặt phòng trong trường rồi, hai phòng đấy, đừng mơ. Cô nàng ném cặp cho Trương Khác, lo lắng hỏi. Liệu 9 giờ có kịp tới tỉnh thành không? Chừng giờ đó. Trương Khác xem đồng hồ, mới 5 giờ 5, 4 tiếng có thể tới được tỉnh thành. Đại học Đông Hải hội diễn vào ngày Quốc Khánh, Trần Phi Dung không về được. Đường Thanh muốn nhân 3 ngày nghỉ tới tỉnh thành chơi, Trương Khác tất nhiên bị cô nàng tóm theo. Trương Khác nhận lấy cặp của Đường Thanh, rất nhẹ, bóp bóp, bên trong tựa hồ có y phục để thay, định mở ra xem, Đường Thanh đưa tay chặn lại. Gắt gỏng nói. Muốn chết à, không được xem đồ của con gái. Trương Khác cười hăng hắc, y phục con gái thì có cái gì mà xem, nhưng y phục mặc lên người, rồi từng món một xuống xem mới hứng, lòng nghĩ bậy, mắt liền lướt lên người Đường Thanh. Đường Thanh mặc chiếc quần jean màu bạc trắng, chân dài, đang phát triển theo chiều hướng tròn căng của nữ nhân trưởng thành, áo dài tay màu ngà, cổ áo tròn, hai cái bánh bao trông đã khá ngon lành, mái tóc rợn sóng buông tự nhiên thư thác nước đổ. Da thịt trắng nõn nà, dung nhan như hoa như ngọc, cặp mắt mê người tự biết nói, thần thái ngây thơ hồn nhiên, kết hợp với đường cong tha thướt, có ai không đổ gục. Lại đang nghĩ gì đấy hả? Đường Thanh vờ giận chun mũi lại, đôi mắt linh động mê hoặc nhìn Trương Khác. Có đi mau không, Phi Dung trước 10 giờ nhất định phải về túc xá, chúng ta không đến muộn được. Trần Phi Dung tuy cũng học Đại học Đông Hải, nhưng không ở cùng trường với nhóm Hứa Duy, mà ở trường mới ở bờ Bắc Tân Phổ. Trương Khác mua mấy thứ bánh ở cửa hiệu bánh Tây mang lên cho Đường Thanh lót dạ, thời gian gấp gáp, không kịp tìm chỗ ăn tối nữa. Từ nhất trung tới đường cao tốc hơi tắc, có điều toàn bộ hành trình trên đường cao tốc có 260 km, 8 giờ 15 xe đã tới trường mới của Đại học Đông Hải. Từ kinh tế học và một phần khoa văn, sinh viên mới của Đại học Đông Hải đều học tập ở trường mới 2 năm rồi mới quay về trường cũ trong nội thành. Do bên bờ Bắc đất rẻ, nên trường học rất rộng. Nơi này công trình kiến trúc ít, nên đèn đường cũng lác đác, chỉ tiếc là cây cối xung quanh chẳng đủ cao cho những đôi tình nhân nấp vào đó tâm tình. Cho dù là thế vẫn có rất nhiều đôi tình nhân sóng vai tản bộ, hoặc ngồi trên bãi có tâm tình, thi thoảng còn có đôi bạo gan ôm nhau ở chỗ đèn hơi tối một chút. Trương Khác vỗ vô lăng,
ra vẻ đàn em. Dù sao vẫn là chim non mới nhập trường. Mùa đông năm 97 khi y vào khu trường mới, cây cối vẫn thưa thớt thế này, đèn đường vẫn mờ mờ như thế, nhưng từng đôi từng cặp ngồi trên bãi cỏ miệng dính vào nhau, tay cho vào y phục đối phương sờ mó như chỗ không người. Rồi sau nữa đèn đường ở đây bị đập vỡ hết, trường cũng chán chẳng buồn sửa, trên bãi cỏ những loại rác kỳ lạ bắt đầu trở nên phong phú. Này cảm khái gì đấy? Đường Thanh quay người sang, gần như nửa người áp tới. Trường Khắc đưa tay khẽ vuốt ve gò má láng mịn của cô nàng. Đợi lát nữa chúng ta cũng đóng giả sinh viên mới lên bãi cỏ thảo luận chuyện học tập nhé. Hừ, bọn họ đâu có thảo luận học tập chứ. Đường Thanh vênh mặt nói. Người đa đang tâm tình biết không hả? Ồ, đúng đúng, nhìn tên tiểu tử kia len lén sờ mông cô gái kìa. Trường Khắc chỉ một đôi nam nữ khá táo gan bên đường, còn bấm còi cảnh cáo đôi cẩu nam nữ. Trông hắn nghiêm trang thế kia mình còn tưởng họ đang thảo luận học tập. Đường Thanh nhìn đôi nam nữ đó bị tiếng còi làm giật bắn mình, cười ngặt ngoẽo đấm Trương Khắc. Người ta đang vui vẻ, bạn làm trò gì thế? Nói tới đó thấy ở cổng trước Trần Phi Dung mặc quần jean, áo phông hồng, đứng tựa vào một chiếc đèn đường, hưng phấn đứng dậy. Phi Dung, mình ở đây. Đầu cụng vào Trần Sa, á một tiếng ngồi xuống suýt xoa kêu đau.